Tại Hứa Thuần Lương xem ra, Trung Y cùng Tây Y chỉ ít hẳn là địa vị ngang nhau tồn tại, nhưng bây giờ Tây Y danh tiếng đã sớm vượt qua Trung Y, cái sau không gian sinh tồn bị nghiền ép càng ngày càng nhỏ. Loại hiện tượng này không chỉ Trường Hưng tồn tại, phóng nhãn trong nước phần lớn như thế, cho dù là các cấp Trung Y viện trên thực tế Tây Y tỷ lệ lớn hơn. Triệu Phi Dương nói, ngươi nếu là có chí tại cải biến hiện trạng, có thể đem Hồi Xuân Đường phát dương quang đại. Triệu Phi Dương cho rằng liền Hứa Thuần Lương mình đều đi vào Trường Hưng công việc, không có lựa chọn kế thừa Hồi Xuân Đường, đây chính là hiện thực. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy đem Trung Y quy về lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ cũng không thích hợp, Trung Y chỉ là ở vào tạm thời cơn sóng nhỏ kỳ, cũng không đại biểu Trung Y không được. Triệu Phi Dương nói, ý của ngươi là. Hứa Thuần Lương nói, chủ nghĩa sinh sự tình cho thấy, tướng Trung Y phòng khám bệnh bao bên ngoài là không thể làm. Trung y đối bác sĩ tổng hợp tố dưỡng yêu cầu rất cao, ta đề nghị không những không phải làm suy yếu Trung y, ngược lại hẳn là tại chính sách bên trên đối Trung y có chỗ nghiêng. Triệu Phi Dương cười nói, ngươi nếu có thể thuyết phục Hứa lão tiên sinh tới đường cố vấn, ta liền đem Trung y khoa giao cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta đều muốn về hưu, bất quá Trịnh Bồi An là gia gia của ta chân truyền đệ tử, giao cho hắn, gia gia của ta tự nhiên mà nhưng liền thành phía sau cố vấn. Triệu Phi Dương làm sao có thể nghe không ra tiểu tử này là tư tâm quấy phá, hắn muốn thừa cơ hội này tướng Chu Minh Viễn đá ra khỏi cục, để Trịnh Bồi An chấp trưởng bên trong y khoa. Trung y khoa mặc dù không đáng chú ý, nhưng là Trịnh Bồi An là phó chủ nhiệm y sư, Chu Minh Viễn là chính chủ nhiệm y sư vẫn là Đông Châu Trung y Hiệp hội phó hội trưởng, lâu dài quản sự, cái sau trên người quang hoàn muốn so cái trước hơn rất nhiều. Triệu Phi Dương có chút do dự nói, Chu chủ nhiệm công việc luôn luôn cũng coi như cẩn trọng. Hứa Thuần Lương nói, muốn đem công việc làm tốt, chỉ là chăm chú cũng không đủ, không phải ta hướng về người một nhà nói chuyện, Chu Minh Viễn trình độ không bằng Trịnh Bồi An, mà lại người này đem tiền coi quá nặng, Chu Nghĩa Sinh nhận thầu trong lúc đó, hắn cũng không có ít đi theo trợ trụ vi ngược. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, được, kia cứ dựa theo ngươi nói. Chu Minh Viễn rất nhanh liền lấy được kia bút chia hoa hồng, tiền vừa đến tay liền có chút không nỡ xuất ra đi, Hứa Thuần Lương đủ hung ác a. Muốn tại tay mình nâng lên 30%. So với đem tiền móc ra đi, càng làm cho Chu Minh Viễn căm tức là, Chu Nghĩa Sinh rút lui trận về sau, Trung y chẩn đoán điều trị trung tâm cùng xoa bóp vật lý trị liệu lại lần nữa hợp cũng vì Trung y khoa, bệnh viện không có minh xác hắn tiếp tục gánh làm chủ nhiệm công việc, căn cứ hắn hiểu rõ đến tin tức, tương lai chức chủ nhiệm rất có thể rơi vào Trịnh Bồi An trên thân. Chu Minh Viễn bằng hữu tốt nhất chính là thần kinh nội khoa Triệu Vĩnh Thắng. Hắn gặp được sự tình bình thường đều sẽ trước tiên đi tìm Triệu Vĩnh Thắng thương lượng. Triệu Vĩnh Thắng nói, lão Chu, không phải ta nói ngươi, lúc trước liền không nên cùng Chu Nghĩa Sinh đi được quá gần, loại kia thương nhân hám lợi, tuyệt đối là không thể tín nhiệm. Chu Minh Viễn nói, ta thành thành thật thật làm việc, bệnh viện an bài thế nào ta làm thế nào, ta liền không rõ, lúc trước để cho ta đi chủ trảo bên trong y chẩn đoán điều trị trung tâm chất lượng, hiện tại bệnh viện thu hồi quyền quản lý, ta ngược lại bị người lạnh nhạt. Triệu Vĩnh Thắng cũng nghe nói Trịnh Bồi An sẽ thay thế tin tức của hắn, thở dài nói, một triều thiên tử một triều thần, hiện tại là Triệu Phi Dương đương chính, người ta muốn dùng người một nhà cũng bình thường. Chu Minh Viễn nói, còn không phải Hứa Thuần Lương giúp đỡ nói chuyện, Trịnh Bồi An là Hồi Xuân Đường Hứa lão đầu đồ đệ, nhưng hắn chẳng qua là một cái phó chủ nhiệm y sư, ở giữa còn ra đi làm nhiều năm như vậy sinh ý, tài nghệ chân chính thế nào. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng Triệu viện tại sao có thể tướng Trung y khoa giao cho một cái dạng này người. Triệu Vĩnh Thắng nghe hắn phát xong bực tức, khuyên giải nói, hiện tại đương khoa chủ nhiệm không nhìn trình độ, ta nếu là đương viện trưởng, ta liền sách ngươi làm phó viện trưởng. Chu Minh Viễn ánh mắt quái dị nhìn qua Triệu Vĩnh Thắng, hắn câu nói này tựa như là ám chỉ mình trình độ không được. Triệu Vĩnh Thắng cũng ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian bù nói, trình độ Vĩnh thua xa quan hệ. Chu Minh Viễn nói, ngươi cùng Bùi Lâm không là bạn tốt sao? Ngươi tìm nàng nói một chút, nàng mở miệng, Triệu viện hẳn là sẽ nghe. Triệu Vĩnh Thắng đã sớm đoán được Chu Minh Viễn đánh cái tầng quan hệ này chủ ý, hắn cùng Bùi Lâm quan hệ thật là không tệ, năm đó hắn đã giúp Bùi Lâm không ít, nhưng là trước khác nay khác, đi qua Bùi Lâm cầu hắn giúp đỡ tiêu thụ dược phẩm, hiện tại Bùi Lâm lắc mình biến hóa thành viện trưởng phu nhân, Triệu Vĩnh Thắng vì tránh hiểm nghi đã rất ít cùng với nàng liên hệ. Chu Minh Viễn nói, Vĩnh Thắng, ngươi phải giúp ta a, đưa chút lễ cũng không quan hệ, nói thật cho ngươi biết, ta không phải muốn làm người chủ nhiệm này, ta là gánh không nổi người này, ta một cái chủ nhiệm y sư cũng không thể bị một cái phó chủ nhiệm y sư quản a.
nếu thật là như thế ta không bằng từ chức được rồi. Triệu Vĩnh Thắng biết hắn nói đều là nói nhảm, Chu Minh Viễn nếu quả như thật từ chức, cũng chỉ có thể đi các lớn tiệm thuốc cùng phòng khám bệnh ngồi xem bệnh, thu nhập có lẽ sẽ không thiếu quá nhiều, nhưng là không có cái gì địa vị xã hội. Triệu Vĩnh Thắng nói, lão Chu A, không phải ta không chịu giúp ngươi, mà là Bùi Lâm người kia rất hiện thực, bây giờ người ta đã cùng ta không phải một cấp độ. Triệu Vĩnh Thắng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhớ tới đồng học tình cảm vẫn là tìm Bùi Lâm, Bùi Lâm cho hắn hồi phục rất thẳng thắn, Trường Hưng sự tình nàng không hỏi đến. Bùi Lâm coi là ngã một lần khôn hơn một chút, Chu Nghĩa Sinh sự tình đem nàng dọa cho phát sợ, trong thời gian ngắn là muốn thu liếm, vừa dễ dàng lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị nàng cùng Triệu Phi Dương hôn lễ. Bởi vì nàng thuận theo Triệu Phi Dương ý tứ thối lui ra khỏi Trường Hưng, Triệu Phi Dương chủ động tướng lương bổng kẹt giao cho nàng, còn đưa ra muốn làm một trận hôn lễ, này bằng với là cho nàng tiến hành đền bù. Cuối tuần này, Triệu Phi Dương còn muốn mang nàng cùng đi trong nhà gặp phụ mẫu, Bùi Lâm bắt đầu nghĩ lại mình trước đó sở tác sở vi, đi qua từ mình đem mình làm cho thật chặt, cũng đem Triệu Phi Dương làm cho thật chặt, suy cho cùng vẫn là bởi vì nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng quá quan tâm lần này hôn nhân, lo lắng sẽ mất đi Triệu Phi Dương, thậm chí một lần đi lên chứng minh năng lực chính mình chỗ nhầm lẫn. Bởi vì trong bụng tân sinh mệnh, Bùi Lâm cảm giác sinh hoạt trở nên đẹp tốt lên rất nhiều, cam tâm làm Triệu Phi Dương phía sau nữ nhân cũng rất tốt. Bùi Lâm gần nhất đặc biệt thích đi dạo mẫu anh cửa hàng, một người chọn lựa mẫu anh vật dụng thời điểm, trên mặt nhộn nhạo nụ cười hạnh phúc, nâng lên đầu, lại nhìn đi ra bên ngoài một người mặc áo khoác màu đen nam tử cách cửa sổ nhìn qua nàng. Bùi Lâm biểu lộ kinh ngạc mà sợ hãi, nàng nháy nháy mắt, lại lập tức cúi đầu, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nam tử kia thân ảnh đã biến mất, Bùi Lâm nhẹ nhàng thở ra, hy vọng là mình nhìn lầm. Nàng nhìn chung quanh một chút, vội vàng đi quầy thu ngân tính tiền. Rời đi mẫu anh cửa hàng, nàng vội vàng hướng thang máy đi đến, đi vào thang máy trước, theo hạ mở cửa, vội vàng đi vào, cửa thang máy liền phải đóng lại thời điểm, tên kia mặc phong y nam tử bước nhanh đến, hai người ánh mắt liếc nhau một cái. Nam tử trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đã lâu không gặp. Hắn theo sáng lên lầu một ấn phím. Bùi Lâm nhẹ gật đầu nàng đi địa phương là lấy bãi đậu xe dưới đất, còn tốt mục đích của hai người cũng không giống nhau. Thang máy đến lầu một thời điểm, nam tử cư trú cửa khóa, hướng nàng nói, cùng một chỗ uống ly cà phê đi. Bùi Lâm nói, không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Nam tử chấp nhất cư trú mở cửa, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Có người đi đến, Bùi Lâm do dự một chút, rốt cục vẫn là lựa chọn đi ra ngoài, nàng không muốn trong không gian chật hẹp này bị người chú mục. Hai người tới lầu một Starbucks, nam tử mời nàng đi bên cửa sổ ngồi xuống. Bùi Lâm lại lựa chọn góc tường một cái tương đối ẩn nấp vị trí, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy. Nam tử kêu hai ly cà phê, một bàn điểm tâm, trở lại Bùi Lâm bên người, Bùi Lâm nhìn thấy những cái kia quen thuộc đồ vật, trong đầu hiện ra một màn màn hồi ức, những cái kia hồi ức cũng không thoải mái. Bùi Lâm nói, Dương chủ nhiệm, người chừng nào thì tới Đông Châu. Dương Mộ Phong nhấp một hớp cà phê nói, ta từ chức. Bùi Lâm mím môi, chẳng biết tại sao. Nàng sinh ra một loại dự cảm bất tường, a, à, lấy tài hoa của ngươi khẳng định là khác mưu thăng chức. Dương Mộ Phong nói, ta ly hôn. Bùi Lâm mặt soát đến liền trợn nhìn, nàng cúi đầu xuống uống vào cà phê, toàn vẹn quên đi mình từ mang thai sau liền từ bỏ cà phê sự tình, đương khổ bên trong mang ngọt chất lỏng tràn ngập khoang miệng của nàng, nàng mới ý thức tới, muốn ói rơi, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt xuống, bất quá nàng không có tiếp tục uống, nói khẽ, ta muốn kết hôn. Dương Mộ Phong nói, ta biết. Bùi Lâm hy vọng hắn có thể nói ra chúc người hạnh phúc lời nói, nhưng là Dương Mộ Phong không có. Hắn có chút yêu thương nhìn qua Bùi Lâm, người vi phạm với hứa hẹn, người không có chờ ta. Bùi Lâm nói, giữa chúng ta từ không có cái gì cái gọi là hứa hẹn, người có gia đình, lúc trước cũng là người lựa chọn gia đình, giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì liên quan. Dương Mộ Phong nói, có một số việc không phải ngươi nói không có là không có. Ta vĩnh viễn quên không được, ngươi là ta bị thống khổ. Ngươi im ngay, Bùi Lâm mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, nàng lắc đầu, Dương Mộ Phong, ngươi không nợ ta cái gì. Ta càng không nợ ngươi cái gì, ta hy vọng đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, lẫn nhau đều không nên quấy rầy đối phương sinh hoạt. Dương Mộ Phong nói, tốt một cái lẫn nhau không thiếu nợ nhau, vì ngươi, ta hy sinh gia đình, ta bị vợ con bằng hữu thân thích phỉ nhổ, ta mất đi phát triển không ngừng sự nghiệp. Hiện tại ngươi nói cho ta không nên quấy rầy ngươi.
Bùi Lâm, người tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Bùi Lâm song tay nắm chặt ở chén cà phê, nếu không tay của nàng lại bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nàng nhắc nhở mình không nên tức giận, tận lực dùng bình cùng giọng nói, Dương Mộ Phong, Dương chủ nhiệm, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta hiện tại đã có trượng phu, mà lại chúng ta cũng có được mình hài tử, ta hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng ta không muốn phá hư cuộc sống của ngươi. Hy vọng ta giúp ngươi đem bí mật vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta không có gì cả, mà ngươi lại có thể tiêu diêu tự tại còn sống. Ta tại trong lòng ngươi liền liền một chút xíu vị trí đều không có. Bùi Lâm nói, Dương Mộ Phong, nhờ ngươi có thể hay không giống cái nam nhân. Ta tự hỏi không hề có lỗi với chỗ của ngươi. Dương Mộ Phong ác độc mắng, có. Lúc trước ngươi biết rất rõ ràng ta là người có vợ liền không nên tới câu dẫn ta. Coi là mang thai ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Triệu Phi Dương có biết hay không, lão bà hắn là một cái ai cũng có thể làm chồng đáng phụ. Bùi Lâm nắm lên kia ly cà phê muốn nện trên mặt của hắn, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế xung động trong lòng, nàng đứng dậy rời đi, giờ phút này trong lòng chỉ muốn mau sớm thoát đi, rời xa cái này tiểu nhân. Đi vào trong thang máy quay người nhìn thoáng qua, Dương Mộ Phong cũng không cùng tới. Nàng lúc này mới thoáng thả lỏng trong lòng, hy vọng người này dây dưa dừng ở đây. Điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở, Bùi Lâm nhìn thoáng qua WeChat, nét mặt của nàng tràn đầy xấu hổ cùng sợ hãi. Nguy Sơn đảo trận này tuyết tới đột nhiên, tới gần Tết Xuân, trên đảo công trường hầu hết đã đình công nghỉ, không có máy móc oanh minh, xe tới xe đi bận rộn, toàn bộ Nguy Sơn đảo lập tức thanh tịnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời thiếu đi nhiều như vậy công nhân, đảo nhỏ trở nên trống không. Hứa Thuần Lương nhìn lên trước mắt cái này hòn đảo nhỏ màu trắng có loại tai mắt một cảm giác mới, lần này đỉnh lập kiến thiết tổng giám đốc Đinh Tứ cùng hắn cùng một chỗ tới, hắn phái tới công trình đội đã tại hôm trước vào ở hiện trường, dựng cộng tác phiên phòng. Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân hạ tử mệnh lệnh, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình nhất định phải tại trong một tuần khởi công, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, khởi công không lâu liền gặp phải ngày nghỉ vấn đề, nhưng là Đường Kinh Luân vẫn kiên trì làm như thế. Hắn nhất định phải dám ở Tết Xuân trước cho Trường Hưng tập đoàn đánh một tề cường tâm châm. Trương Hải Đào mở ra từ Hiển Hồng nông trường thuê Audi Q7 đã sớm tại bến tàu chờ, Đinh Tứ chạy tới cướp giúp Hứa Thuần Lương mở cửa xe. Trương Hải Đào hơi chậm một bước, nhìn qua người này cao mã đại hung thần ác sát ra hỏa, vừa nhìn liền biết là xã hội người. Hứa Thuần Lương cười nói, Đinh Tổng khách khí, hắn là hai người tương hỗ làm cái giới thiệu. Đinh Tứ từ trong túi móc ra hai hộp hoa tử tại ngồi kế bên tài xế, Trương sư phó vất vả. Hứa Thuần Lương nói, Hải Đào là chúng ta phân viện bộ hậu cần chủ nhiệm. Đinh Tứ tranh thủ thời gian đổi giọng, Trương chủ nhiệm, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài chớ để ý. Trương Hải Đào nói, ta cùng Hứa viện trưởng lẫn vào. Dù sao không có người ngoài, cho dù có ngoại nhân cũng không mất mặt, cùng Hứa Thuần Lương hỗn có thịt ăn, đây là một loại vinh quang. Đinh Tứ cười nói, hai ta đồng dạng. Hai người đều nở nụ cười, Hứa Thuần Lương cũng cười, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hai người này mặc dù không gọi được Tuấn Kiệt, thế nhưng đều được cho biết đại thể. Trương Hải Đào thông lệ hướng Hứa Thuần Lương báo cáo gần nhất hai ngày tình huống, ở trên đảo không có việc lớn gì phát sinh, cái khác công trường phần lớn đình công nghỉ, chỉ có bọn hắn bên này phương pháp trái ngược. Đinh Tứ muốn đi công trường hiện trường xem trước một chút, Hứa Thuần Lương cũng cùng hắn ý nghĩ nhất trí. Đi vào công trường hiện trường, hai tòa nhà tầng 2 hoạt động căn phòng đã dựng lên, tường viện cũng đã kéo tốt, bên ngoài dựng thẳng một mặt biển quảng cáo, phía trên có khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hiệu quả đồ, đây cũng là từ Đại Hằng bên kia học được, có sẵn làm việc không chép ngu sao mà không chép. Các công nhân ngay tại làm lấy giai đoạn trước công tác chuẩn bị, Đinh Tứ vừa xuất hiện, đốc công lập tức tới ngay, đưa lên ba đỉnh nón bảo hộ. Một đám người bồi tiếp Hứa Thuần Lương thị sát một chút chưa chính thức khởi công công trường. Hứa Thuần Lương lại tìm đến đi qua đương ngũ độc giáo chủ tuần sát cảm giác. Đinh Tứ nói, bởi vì ở trên đảo, vật liệu vào sân tương đối phiền toái một chút, cho nên mấy ngày nay đều là giai đoạn trước công tác chuẩn bị, ta đoán chừng nhiều nhất một tuần liền có thể giải quyết. Bọn hắn đáp lên không phải khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, mà là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm mẫu khu cùng công trình chỉ huy bộ, trên thực tế không có bao nhiêu công trình. Chủ yếu là Trường Hưng tập đoàn thúc giục gấp, khởi công ngày lại phi thường xấu hổ. Lập tức liền là mùa xuân, cái này không thể không cân nhắc khởi công không lâu liền muốn đình công vấn đề, dựa theo Đinh Tứ ý kiến, tốt nhất trước vật liệu vào sân, tiến hành điện cơ, tổ chức khởi công nghi thức, chính thức khởi công hợp lý nhất thời gian là 15 về sau.
Hứa Thuần Lương đã đem ý kiến của hắn phản hồi cho Đường Kinh Luân, nhưng là trước mắt còn không có đạt được hồi phục. Vương Phương Điền ngay tại công trong đất cùng hai vị công trường kỹ thuật viên trao đổi cái gì, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Vương Phương Điền bàn giao hai câu, liền tiến lên đón, cười nói, trở về. Hứa Thuần Lương nói, Vương Công vất vả. Vương Phương Điền nói, hẳn là, từ khi lại tới đây, hắn liền đầu nhập vào thiết kế cùng trong công việc, mặc dù khẩn trương bận rộn, nhưng là thời gian trôi qua phong phú, hắn một lần nữa tìm được từ giá trị của mình. Vương Phương Điền nói cho Hứa Thuần Lương, thiết kế sơ thảo đã hoàn thành, hắn có chút không rõ vì cái gì khởi công đến đột nhiên như vậy. Hứa Thuần Lương đoán được cái này cùng Đường Kinh Luân trước mắt đứng trước đến áp lực có quan hệ, hắn nhất định phải có hành động nhắc tới chấn thị trường lòng tin, làm dịu Hoa Niên tập đoàn gần đây nguy cơ. Hứa Thuần Lương triệu tập chủ yếu nhân viên quản lý đi lâm thời chủ hoạch kiến lập xử lý mở cái tiểu hội, minh xác nói cho mọi người khởi công ngày định tại 3 ngày về sau, đến lúc đó Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng bệnh viện đều sẽ có cao tầng tới, không bài trừ còn có các cấp lãnh đạo. Trước mắt xác định có mặt đến có Trường Hưng bệnh viện viện trưởng Triệu Phi Dương, Hoa Niên lớn khỏe mạnh người tổng phụ trách Đồng Trường Hạo, công trình tổng giám Đường Thiên Nhất. Hứa Thuần Lương hai ngày này nhiệm vụ chủ yếu chính là chủ bị khởi công điển lễ, chuẩn bị cũng làm tốt ngày đó tiếp đãi công việc, đương nhiên chuyện cụ thể là không cần hắn tới hỏi. Cảnh Hải Yến cũng qua tới tham gia hội nghị, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công có thể nói là nàng đảm nhiệm bên trên sự kiện quan trọng tính chất đại sự, nàng nhất định phải tham dự trong đó. Hội nghị mở 1 giờ, Hứa Thuần Lương tướng các mặt an bài công việc đến người, đang định tuyên bố tan họp, mọi người đi nhà ăn lúc ăn cơm, trong trấn tới thông chi, nói trưởng trấn có chuyện khẩn yếu tìm Hứa Thuần Lương thương lượng. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, mình lúc này mới vừa tới chỗ, trong trấn liền biết rồi. Cái này Tần Chính Dương tin tức thật đúng là linh thông, hắn có chút không muốn đi, thời gian này lập tức liền muốn ăn cơm, nhưng phụ trách thông báo nhân viên công tác ngữ khí rất chính thức, để hắn lập tức liền đi qua, rất có cấp tốc ý tứ. Hứa Thuần Lương đi vào Hồ Sơn trấn chính phủ, nhìn thấy rất nhiều nhân viên công tác đang ở trong sân quét tuyết, gió bấc đãng động nhánh cây, tuyết động rì rào mà rơi, có vài miếng bay xuống tại đỉnh đầu của hắn. Bên cạnh trong bụi cỏ, một đám màu vàng mai vàng tại trong tuyết nở đang lúc đẹp, Hứa Thuần Lương không khỏi nhớ tới Mai Như Tuyết. Không biết nàng chuyện công việc xử lý đến thế nào, Kiều lão có đáp ứng hay không thả nàng trở về Đông Châu. Tiến vào văn phòng chính phủ công lâu đại môn, gặp ngay phải đi lại vội vã bí thư Khổng Tường Sinh, Hứa Thuần Lương vốn định cùng hắn chào hỏi, nhưng Khổng Tường Sinh rũ cục lấy đầu, căn bản không thấy được hắn, liền đã sượt qua người. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn một chút Khổng Tường Sinh, phát hiện hắn bước nhanh đi vào bãi đỗ xe, lên một cỗ trường thành, chiếc xe kia là trấn chính phủ, kỳ quái hơn nữa phải là, bên ngoài nhiều như vậy quét tuyết trong trấn nhân viên công tác, nhưng là không có người dừng lại cùng Khổng Tường Sinh chủ động chào hỏi một tiếng, cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng, dù sao Khổng Tường Sinh là Hồ Sơn trấn người đứng đầu. Hứa Thuần Lương nhớ tới Tần Chính Dương, ngoại giới truyền ngôn Tần Chính Dương chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận Khổng Tường Sinh, xem ra truyền ngôn không phải hư. Thể chế bên trong, người vừa đi trà liền lạnh. Từ mắt tình hình trước mắt có thể đánh giá ra, Tần Chính Dương 89 phần 10 đã phủ chính. Hứa Thuần Lương đi vào Tần Chính Dương văn phòng, gõ cửa phòng một cái, bên trong không người ứng thanh, nhìn một chút nghiêng cửa đối diện trưởng trấn văn phòng giữ lại tấc hơn rộng khe cửa. Hứa Thuần Lương lớn mật phỏng đoán Tần Chính Dương đã được bổ nhiệm làm chức vị chính, nguyên lai thuộc về Mai Như Tuyết văn phòng hiện tại về hắn. Hứa Thuần Lương đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Tần trấn trưởng, ta tới. Bên trong không người ứng thanh, Hứa Thuần Lương tướng môn đẩy ra một chút, chăm chú nhìn lại, đã thấy sau bàn công tác ngồi một vị thân xuyên màu xám sáo trang mỹ nữ, không phải Mai Như Tuyết còn có cái nào. Hứa Thuần Lương dùng sức chớp chớp mắt, tự nhủ, ta là xuất hiện ảo giác sao? Một bên nói một bên trở tay giữ cửa cho đã khóa. Mai Như Tuyết nói, ngươi có mau bệnh, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua từng bước ép sát Hứa Thuần Lương, nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, đứng dậy trốn đến tủ hồ sơ đằng sau, Hứa Thuần Lương hữu lực hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Mai Như Tuyết mắng, đi làm đâu? Môi anh đào đã bị người này phong bế. Mai Như Tuyết tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ phản kháng. Hứa Thuần Lương cảm thấy mình một viên đạo tâm có lực đụng chạm lấy bộ ngực của mình, Mai Như Tuyết cũng cảm giác được tim của hắn đập, nhỏ giọng nói, thành thật một chút. Hứa Thuần Lương biết nàng ra mặt mỏng, thấy tốt thì lấy, buông nàng ra bám vào nàng óng ánh non mềm tai bên cạnh thấp giọng nói, ta nhớ đến chết rồi. Mai Như Tuyết nhíu mày,
đôi mắt đẹp ánh sáng nhu hòa liếm diễm, Hứa viện trưởng, người mời ngồi. Hứa Thuần Lương nâng lên nàng đường cong ôn nhu cằm, chuồn chuồn lướt nước vừa nông nếm một chút nàng môi mềm, cái này mới khôi phục ra vẻ đạo mạo khuôn mặt, đi mở cửa khóa, sau đó đi ghế sofa khu ngồi xuống. Mai Như Tuyết cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn mình trang dung, trên mặt bao phủ đỏ ửng, nếu là lúc này có người tiến đến, xem xét liền có thể đoán được chút gì. Mai Như Tuyết thở ra một hơi, xoay người đi máy đun nước bên cạnh rót cho hắn chén trà. Hứa Thuần Lương lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh, nhìn tựa như một cái người đứng đắn. Mai Như Tuyết tướng trà đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương hai tay tiếp nhận, tạ tạ Mai trưởng trấn. Mai Như Tuyết có chút muốn cười, người này thực sẽ chứa, nàng trở lại vị trí của mình ngồi xuống, Hứa viện trưởng, ta nghe nói khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện lập tức liền muốn khai công. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng cảm thấy đột nhiên, bất quá đây đều là Hoa Niên tập đoàn cao tầng quyết định, ta chỉ là cơ sở phụ trách làm việc. Lãnh đạo nói thế nào ta liền thế nào làm. Mai Như Tuyết nói, ngươi lúc nào trở nên như thế nghe lời. Hứa Thuần Lương cười nói, hẳn là bị người nào đó cải biến đi. Mai Như Tuyết biết hắn tại nói mình, một viên phương tâm ngọt lịm. Mai Như Tuyết tìm hắn tới căn bản không phải là vì bàn công việc, chính là muốn cho hắn một kinh hỉ. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Mai Như Tuyết càng là đem công việc ném tới lên 9 tầng mây, nếu như không phải tại trấn chính phủ. Nếu như không phải tại trưởng trấn văn phòng, nhất định phải hảo hảo nóng người một chút. Hứa Thuần Lương nói, người nhà ngươi đồng ý ngươi trở về tiếp tục công việc rồi. Mai Như Tuyết lắc đầu, ta lần này trở về là tiến hành công việc giao tiếp, trải qua huyện lãnh đạo nghiên cứu quyết định, từ Tần Chính Dương đồng chí tiếp nhận Khổng Tường Sinh đồng chí công việc, cũng kiêm nhiệm trưởng trấn chức. Hứa Thuần Lương không quan tâm Tần Chính Dương phân công, hắn quan tâm phải là Mai Như Tuyết đi ở. Hiện tại xem ra Mai Như Tuyết cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi Hồ Sơn Trấn, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Mai Như Tuyết nói, lãnh đạo đối công việc của ta có an bài khác, ta năm sau sẽ đi Đông Châu thị khu công nghệ cao công việc. Tương lai nàng sẽ đảm nhiệm Đông Châu khu công nghệ cao phó khu trưởng chức, chủ quản văn giáo vệ sinh. Mai Như Tuyết trở lại Đông Châu sự tình để Hứa Thuần Lương tâm tình thật tốt, cái này mang ý nghĩa hai người về sau có thể trải qua thường gặp mặt. Mai Như Tuyết bản thân đối thăng chức hay không cũng không thèm để ý, nhưng là có một chút không cách nào phủ nhận, nàng đi khu công nghệ cao sau sân khấu càng lớn, so sánh hiện tại tồn tại cảm hơi yếu, cái này mang ý nghĩa nàng cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ thời điểm cũng sẽ không giống Nguy Sơn đảo bên trên dạng này bị người chú mục. Mai Như Tuyết tướng Hứa Thuần Lương gọi vào văn phòng có chút lấy việc công làm việc tư ý tứ, mặc dù biết công việc quan trọng tư rõ ràng, đi làm trong lúc đó không nên cùng hắn liếc mắt đưa tình. Nhưng lý trí như Mai Như Tuyết cũng có bị tình yêu choáng váng đầu óc thời điểm. Mai Như Tuyết tỉnh táo lại về sau, hỏi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình, coi như lập tức sẽ rời đi Hồ Sơn Trấn, vẫn là phải tướng đi qua công việc xử lý tốt. Hứa Thuần Lương giới thiệu sơ lược một chút bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống, nói cho Mai Như Tuyết lập tức liền muốn khởi công, thuận tiện mời nàng có mặt 3 ngày sau đó điện cơ điển lễ. Mai Như Tuyết lắc đầu nói, ta khẳng định là sẽ không tham gia. Hai ngày này đem công việc làm chấm dứt, sau đó ta còn phải đi Nam Giang nhà đại bá, năm nay chúng ta một nhà đều đến đó ăn Tết. Hứa Thuần Lương nói, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục là tại ủng hộ của ngươi hạ mới thành công khởi động, phần này công lao đương nhiên có thể coi là tại trên đầu ngươi. Hắn thấy phần này chiến tích chuyện đương nhiên thuộc về Mai Như Tuyết, nếu như Mai Như Tuyết không muốn, đây không phải là vô cớ làm lợi Tần Chính Dương. Mai Như Tuyết cười nói, ta muốn chiến tích làm gì? Vẫn là lưu cho cần người đi, mà lại ta lập tức đi cương vị mới, nếu để cho người cảm thấy ta năng lực làm việc quá xuất sắc, dễ dàng gây nên đề phòng, còn không bằng để người khác cảm thấy ta không có bản lãnh gì, chính là dựa vào quan hệ bối cảnh mới đi tới hôm nay. Nàng nói xong có chút ngượng ngùng, phương diện này nàng phi thường thanh tỉnh, nếu như dứt bỏ gia đình bối cảnh, nàng tại thể chế bên trong không có khả năng đi được thuận lợi như vậy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta liền thích người cái này không màng danh lợi dáng vẻ. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, người như thế nào ta đều thích. Hai người ánh mắt đối mặt, trong văn phòng không khí lại trở nên mập mờ. Mai Như Tuyết ý thức được bọn hắn hiện tại đã rất khó đứng đắn bàn công việc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp tan việc, người trở về đi. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, có cần liền gọi ta tới, thỏa mãn liền đuổi ta đi. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói hưu nói vượn, ta tổng không tốt lưu ngươi ở chỗ này ăn công việc bữa ăn. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi theo giúp ta, ta khẳng định là hữu tình uống nước no bụng. Mai Như Tuyết nói, được rồi,
ngươi liền để ta lặng yên rời đi Hồ Sơn trấn đi, muốn ta cùng ngươi ăn cơm về sau còn nhiều cơ hội. Hứa Thuần Lương rõ ràng cũng không thích hợp tại nàng văn phòng ở lâu, đứng dậy rời đi, Mai Như Tuyết đưa tới cửa, chủ động tại trên mặt hắn hôn một chút. Trải qua một phen đạo tâm lịch luyện, Hứa đại giáo chủ hài lòng rời đi trưởng trấn văn phòng, lúc xuống lầu gặp phó trấn trưởng Tần Chính Dương. Hứa Thuần Lương chủ động hô, Tần Bí Thư. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, mình được bổ nhiệm làm bí thư sự tình trước mắt còn không có chính thức đoạn dưới, bất qua tổ chức bên trên đã tìm hắn từng đàm thoại, hắn lập tức kịp phản ứng Hứa Thuần Lương là từ Mai Như Tuyết nơi đó đạt được nội bộ tin tức. Tần Chính Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng hắn vươn tay ra, hai người nắm tay, Tần Chính Dương nói, Hứa chủ nhiệm, tìm đến Mai trấn trưởng A. Hứa Thuần Lương nói, tìm ngài, hồi báo một chút bệnh viện chúng ta công trình tiến độ. Tần Chính Dương nói, nên ăn cơm, dạng này, ta mời ngươi thể nghiệm một chút công việc của chúng ta bữa ăn, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Thuần Lương cao thấp vẫn là ăn được trấn chính phủ công việc bữa ăn, mượn cơ hội này hắn hướng Tần Chính Dương đưa ra có mặt điện cơ điển lễ mời. Tần Chính Dương kỳ thật đã nhận được Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân điện thoại, dạng này hoạt động hắn đương nhiên muốn tham gia, vui vẻ đáp ứng lời mời nói, ta sẽ đúng giờ đi qua, đúng. Mai trấn trưởng nơi đó cũng đã nói a. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, nàng hiện đang bận bịu giao tiếp công việc, mà lại nàng đối với chúng ta tình huống bên này cũng không hiểu rõ lắm, vẫn là Tần Bí Thư nhiều vất vả vất vả, dù sao hạng mục này là tại sự giúp đỡ của ngài hạ thành công khởi động. Sở dĩ nói như vậy, một là để Tần Chính Dương an tâm, Mai Như Tuyết sẽ không đoạt hắn danh tiếng, hai là để Tần Chính Dương biết hắn cùng Mai Như Tuyết quan hệ. Tần Chính Dương trong lòng phi thường dễ chịu, hắn đương nhiên biết rõ mình là nửa đường tới hái được quả, cái này một chiến tích chẳng khác gì là Mai Như Tuyết để cho hắn. Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương cũng tương đương khách khí, Hứa chủ nhiệm đừng nói như vậy, chủ yếu là các ngươi tự mình cố gắng, thân là địa phương cán bộ, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giúp đỡ bọn ngươi sáng tạo tốt hơn doanh thương hoàn cảnh, về sau a, có gì cần một mực trực tiếp tìm ta. Lúc này Mai Như Tuyết cũng tới dùng cơm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương thế mà không đi, còn cùng Tần Chính Dương mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không khỏi có chút muốn cười, Hứa Thuần Lương cao thấp là lăn lộn đến công việc bữa ăn. Tần Chính Dương hướng nàng vẫy vẫy tay, Mai Như Tuyết bưng cơm hộp đi vào Hứa Thuần Lương bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười nói, hai vị đang thương lượng cái gì kế hoạch lớn đại kế. Tần Chính Dương nói, cái này không Hứa chủ nhiệm chính cùng ta thảo luận khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khai mạc sự tình, Mai trấn trưởng, ngài nhất định phải cổ động a. Hắn cũng chỉ là khách khí. Biết rõ Mai Như Tuyết sẽ không ra tịch, nếu như nàng thật tiền đồ, mình cũng sẽ không có tồn tại cảm. Mai Như Tuyết nói, ta ngược lại thật ra nghĩ ra tịch, nhưng ngày không trùng hợp, ta hậu thiên muốn đi Nam Giang, Hồ Sơn trấn sự tình liền nhiều vất vả ngươi. Tần Chính Dương nói, có gì có thể vất vả, người trước trồng cây người sau hái quả, Mai trấn trưởng đều đem đường trải tốt, ta chỉ cần dọc theo đại đạo hướng phía trước chạy là được rồi. Câu nói này nói đến điệu thấp khiêm tốn. Là công khai hướng Mai Như Tuyết biểu đạt cảm ơn, hắn hiện tại tới nhận ca chính là thời điểm, Mai Như Tuyết lên chức, lão bí thư Khổng Tường Sinh đi trong huyện, Hồ Sơn trấn trước mắt hắn là chính đảng một tay bắt. Hứa Thuần Lương nói, có các ngươi lãnh đạo như vậy thật sự là Hồ Sơn trấn chi phúc. Tần Chính Dương nói, đám người kiếm củi đốt diễm cao, Nguy Sơn đảo có thể có hôm nay phát triển cũng không thể rời đi các ngươi những này người đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta đã sớm đem mình làm Nguy Sơn đảo một phần tử. Ở chỗ này ta cũng thu hoạch rất nhiều. Nói đến đây hắn nhìn Mai trấn trưởng một chút. Mai Như Tuyết không nhìn hắn, nhưng trong lòng minh bạch, hắn tại Nguy Sơn đảo thu hoạch lớn nhất chính là mình, kỳ thật mình thu hoạch lớn nhất không phải là không hắn. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng mình thành bóng đèn, nhưng là ở trong môi trường này, hắn cái này bóng đèn có tồn tại tất yếu, cái này đôi tiểu tình lữ cùng nhau ăn cơm vừa vặn cần hắn đánh yểm trợ. Mai Như Tuyết nói, đúng rồi, Tần trấn trưởng. Trong thành phố chuẩn bị thành lập một quốc gia cấp du lịch nghỉ phép khu bộ chỉ huy, chủ yếu phụ trách trọng điểm hạng mục quy hoạch cùng chỉ huy. Tần Chính Dương chợt nghe đến tin tức này lập tức ngây ngẩn cả người, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Tần Chính Dương thậm chí hoài nghi Mai Như Tuyết rời đi có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tốt đẹp tâm tình lập tức đánh gãy. Tần Chính Dương cẩn thận hỏi, Mai trấn trưởng có biết hay không cái này bộ chỉ huy là người nào chịu chứ? Mai Như Tuyết lắc đầu, trước mắt còn không có đạt được thị lý chính thức thông chi, bất quá từ chuyện này đến xem, trong thành phố đối cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết là phi thường trọng thị. Hứa Thuần Lương nói, ta
ta ngược lại thật ra biết một chút. Hai người đều nhìn về phía hắn. Mai Như Tuyết nói, ngươi lại là từ đâu nghe được bát quái? Hứa Thuần Lương nghe nàng kiểu nói này, lập tức minh bạch Mai Như Tuyết là không muốn hắn lộ ra quá nhiều chuyện, cười cười nói, tin đồn thất thiệt sự tình ta còn là không nói. Tần Chính Dương đang muốn cổ vũ hắn nói nghe một chút, lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại vang lên. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Phạm Lý Đạt, thật đúng là đủ xảo, hắn đứng dậy đi nghe, Phạm ca, có dặn dò gì? Phạm Lý Đạt nở nụ cười, có thể có dặn dò gì, ta tại bến tàu đâu, ở trên đảo cũng không có xe taxi, đi đến các ngươi bên kia đến mấy dặm đường. Hứa Thuần Lương nói, ngài đây là cải trang vi hành tới. Nếu như là công vụ tính chất, Hồ Sơn Trấn phương diện không có khả năng không được đến thông chi. Phạm Lý Đạt nói, cái gì cải trang vi hành, ta cũng không phối, không nói gạt ngươi, ta là tới làm quen một chút tình huống, lại không muốn kinh động Hồ Sơn Trấn chính phủ, ta đánh giá cao mình thích ứng hoàn cảnh năng lực. Hứa Thuần Lương nói, đem vị trí cụ thể phát cho ta, ta cái này đi đón ngài. Hứa Thuần Lương trở về cùng Mai Như Tuyết bọn hắn nói một tiếng, mình đến bằng hữu, bên này an bài Trương Hải Đào tới đón hắn. Phạm Lý Đạt kỳ thật lần này tới chính là cải trang vi hành, hắn còn mang theo một vị đồng sự tiểu vương, lúc đầu bọn hắn liền Hứa Thuần Lương cũng không tính kinh động, đi vào bến tàu về sau thật vất vả mới đánh chiếc chạy bằng điện ba lượt, nói xong 10 khối, nhưng lên xe, đối phương liền thay đổi quẻ, nói tiễn hắn đến trong trấn đến một người 20, tuyết ngày chạy lại thêm 10 khối. Tiểu vương huyết khí phương cương cùng đối phương tranh chấp, kết nếu như đối phương trực tiếp đem hai bọn họ cho ném nửa đường bên trên. Lộ trình mặc dù không xa, nhưng lúc này rơi ra tuyết, Phạm Lý Đạt cũng khí đến muốn mạng, cái này mới quyết định liên hệ Hứa Thuần Lương. Không bao lâu liền thấy một chiếc Audi Q7 lái tới, Hứa Thuần Lương xa xa liền thấy đứng tại trong tuyết hai người, trong lòng tự nhủ Phạm Lý Đạt có mau bệnh, như thế thiên khí trời ác liệt thế mà chạy ở trên đảo đến khảo sát. Hắn cùng Phạm Lý Đạt mặc dù giao tình không sâu, nhưng là Phạm Lý Đạt là Lục Minh hảo bằng hữu, xông vào Lục Minh trên mặt mũi nhất định phải nhiệt tình chiêu đãi. Huống chi Phạm Lý Đạt về sau muốn thường trú Nguy Sơn Đảo, đã được bổ nhiệm làm mới thành lập Nguy Sơn Đảo cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu bộ chỉ huy chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương lúc đầu cũng không có cảm thấy Phạm Lý Đạt có thể có cái gì thực quyền, nhưng là buổi trưa hôm nay nghe Mai Như Tuyết vừa nói như vậy, giống như Phạm Lý Đạt về sau còn rất lợi hại dáng vẻ. Phạm Lý Đạt cùng Tiểu Vương đều đạp một cước đỏ bùn, Phạm Lý Đạt tay khoác lên trên trán, híp mắt hướng trong xe nhìn, hắn còn không thể xác định trong xe là Hứa Thuần Lương. Audi Q7 ở bên cạnh họ dừng lại, Hứa Thuần Lương đẩy môn hạ rồi xe, bước nhanh hướng Phạm Lý Đạt đi đến, duỗi ra hai tay tràn ngập nhiệt tình bắt lấy Phạm Lý Đạt bị đông cứng đến lạnh buốt tay phải nói, Phạm ca, ngài cũng thật sự là, cũng không nói trước cho ta chào hỏi, ta cũng an bài xong xe tại bến tàu đợi ngài. Tiểu vương muốn nói ra bọn hắn tao ngộ, bị Phạm Lý Đạt dùng ánh mắt ngăn lại, Phạm Lý Đạt đầy mặt tươi cười nói, Hứa lão đệ, ta chính là muốn cho ngươi cái vui mừng ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cho ta kinh hỉ không cần thiết ngược đãi như vậy mình, tranh thủ thời gian chào hỏi hai người bọn họ lên xe. Tiểu vương đi phụ xe ngồi, Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt ngồi ở phía sau. Trong xe ấm áp để Phạm Lý Đạt có loại từ địa ngục đến thiên đường thăng cấp cảm giác, điện làm nóng chỗ ngồi sưởi ấm hắn khoan hậu bờ mông. Phạm Lý Đạt vặn ra giữ ấm chén nhấp một hớp hắc cẩu kỳ trà, cười tủm tỉm nói, xe này không tệ. Hứa Thuần Lương nói, mượn bằng hữu. Ta cấp bậc nhưng không đủ trình độ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười ha hả, kỳ thật ai cũng không biết vì sao bật cười. Hứa Thuần Lương nói, ăn cơm chưa? Phạm Lý Đạt cơm chưa còn không có ăn đâu, trời đông giá rét, gió bấc gào thét, tuyết trắng bồng bềnh, nhiệt lượng hao tổn quá nhanh, đói đến cũng không nhẹ, nhưng là hắn vẫn gật đầu, biểu thị mình nếm qua, miệng nói dối, bụng lại không lừa được người, không tự chủ ủng ục ục kháng nghị. Phạm Lý Đạt lúng túng. Hứa Thuần Lương thầm suy nghĩ cười, hướng Phạm Lý Đạt nói, vậy liền uống rượu, chúng ta nhà ăn đã chuẩn bị. Phạm Lý Đạt có chút cảm động, cuối cùng thấy thân nhân, lúc đầu nghĩ lặng lẽ khảo sát một chút Nguy Sơn đảo tình huống, thế nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa, vừa đạp vào mảnh đất này liền bị người đến cái ra oai phủ đầu. Dọc đường trong trấn thời điểm, Tiểu Vương chợt nhìn thấy chiếc kia vừa rồi kéo bọn hắn chạy bằng điện ba lượt, chủ xe mặc quần áo khoác chính cùng người nói chuyện phiếm, Tiểu Vương chỉ vào phía ngoài nói. Chính là hắn vừa rồi mang bọn ta đi vòng đường, còn muốn hắc chúng ta tiền tới. Phạm Lý Đạt thật sự là im lặng, người trẻ tuổi kia cũng quá khô một chút,
cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, ra bên ngoài trương dương cái gì. Kỳ thật Hứa Thuần Lương vừa rồi nhìn thấy bọn hắn thời điểm liền đoán được cái này 289/10 là bị dân bản xứ cho hố, Hứa Thuần Lương lạnh nhạt nói, Hải Đào. Ngươi biết sao? Trương Hải Đào đem xe ngừng lại, quay cửa sổ xe xuống, chỉ vào kia mặc quần áo khoác nam tử kêu lên, Lý Trường Quý, ngươi tới đây cho ta. Lý Trường Quý nghe được Trương Hải Đào gọi hắn, tranh thủ thời gian cúi đầu khom người chạy tới, nhìn thấy trong xe Tiểu Vương, lập tức minh bạch cái gì tình huống. Trương Hải Đào mắng, người mẹ nó hắc không lòng dạ hiểm độc a, hai vị này là chúng ta Hứa viện trưởng bằng hữu. Lý Trường Quý đối Trương Hải Đào tương đương mua chướng, mau đem vừa rồi thu người ta 10 đồng tiền đưa tới, ta không biết, ta thật không biết. Trương Hải Đào nói, không biết cũng không thể làm như vậy, chúng ta Nguy Sơn đảo thanh danh đều bị các ngươi cho bại phôi, xéo đi nhanh lên, đừng tại đây mà chướng mắt. Hải Đào ca, hôm nào ta xin ngài uống rượu a. Không có rảnh. Phạm Lý Đạt hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, tiểu tử này lợi hại a. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười nói, Phạm ca, mặc kệ địa phương nào đều có cái ma cũng bắt nạt ma mới thói quen. Phạm Lý Đạt cảm khái nói, muốn kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu gánh nặng đường xa, nhất định phải thay đổi mọi người tư tưởng, tăng lên chỉnh thể tố chất a. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đám này tại Nguy Sơn đảo chạy sống ra hỏa xui xẻo, Phạm Lý Đạt vừa tới đến liền ăn phải cái lỗ vốn. Hắn khẳng định phải chỉnh đốn phương diện này trật tự. Trở lại bệnh viện nhà ăn, rau trộn đã dọn lên, trong phòng điều hòa không khí sớm liền mở ra, ấm áp như xuân. Phạm Lý Đạt mặc dù là cái hảo tử chi nhân, nhưng là cũng chưa quên mình lần này đến đây nhiệm vụ chủ yếu, đề nghị, Thuần Lương, ngươi tuyệt đối không nên khiến cho quá long trọng, chúng ta liền đơn giản ăn chút, không muốn uống rượu, ai. Hứa Thuần Lương đã để Trương Hải Tân mở hai bình, cầm lấy trong đó một bình cho Phạm Lý Đạt rót. Ngài vừa nói không phải là vì công việc, đến chỗ của ta không thể không uống rượu a. Phạm Lý Đạt tranh thủ thời gian điểm cái bàn, ít đổ điểm, ít đổ điểm. Ai u, ngươi làm sao cho đổ đây? Hứa Thuần Lương nói, trà đổ 7 phần, rượu đến đổ 10 phần a, không phải sao có thể hiện ra thành ý của ta. Phạm Lý Đạt nói, ngươi cái này cần có 11%, đều đổ ra mặt kính đồng hồ. Trương Hải Đào cũng giúp Tiểu Vương đổ đầy. Muốn ở đơn vị lẫn vào lâu dài, nhất định phải cùng lãnh đạo bảo trì nhất trí trong hành động. Phạm Lý Đạt nói, chúng ta đầu tiên nói trước, hôm nay liền uống một chén. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, ngài thật xa tới, mấu chốt là ăn được, ta người này tính tình ngài cũng biết, uống rượu tùy ý. Phạm Lý Đạt gật đầu nói, đúng vậy nha, bạn cũ, uống rượu tùy ý. Ly pha lê uống rượu, mọi người nhấp ba miệng xem như uống ba chén. Hứa Thuần Lương bưng khởi rượu của mình nói, Phạm ca, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, ta là sớm cũng trông mong muộn cũng trông mong, ngài cuối cùng cho ta cơ hội này, cứ như vậy, ta uống trước rồi nói, ngài tùy ý. Đừng! Hứa Thuần Lương hướng lên cái cổ đem chén rượu kia cho uống cạn. Huynh đệ, người cũng uống xong ta cái nào có thể tùy ý a, ta cũng làm đi. Phạm Lý Đạt hướng lên cái cổ, hiểu hắn người đều biết, hắn thích uống có thể uống dám uống. Đã người ta Hứa Thuần Lương đều biểu hiện ra lớn như vậy thành ý, mình làm sao có ý tứ không làm. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca đủ ý tứ, kia, ta lại cho ngài rót một ly. Phạm Lý Đạt nội tâm vùng vẫy một nhỏ hạ, vậy liền lại uống một chén, hai chén a, hôm nay chỉ uống hai chén. Trương Hải Đào cùng Tiểu Vương trơ mắt nhìn xem Phạm Lý Đạt chưa từng uống đến chỉ uống một chén, chỉ chốc lát sau liền ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng Hứa Thuần Lương nâng ly cạn chén, thoải mái uống. Lãnh đạo uống hết đi, làm cấp dưới đương nhiên phải hướng lãnh đạo làm chuẩn, Tiểu Vương lập tức lại bắt đầu trên làm dưới theo. Phạm Lý Đạt thưởng thức hồ tươi uống vào lý độ 1955, tâm tình dần dần vui vẻ, vừa lên đảo phiền muộn quét sạch, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt, lão tổ tông quả nhiên là có đạo lý. Phạm Lý Đạt một bên bóc lấy con cua vừa nói, Hứa lão đệ, ta gặp được ngươi thật cao hứng, bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương cười nói, Phạm ca, ngài tử lượng ta còn không rõ ràng lắm, một cân hai lượng đặt cơ sở, lúc này mới 7 lượng. Phạm Lý Đạt nói, uống như vậy xuống dưới ta hôm nay trở về không được. Vậy cũng chớ trở về, ban đêm tiếp tục uống, hết thảy ta đến an bài. Phạm Lý Đạt nói, không được, ta hôm nay là lợi dụng mình tư nhân thời gian đến ở trên đảo xem trước một chút, ngày mai buổi sáng còn muốn trở lại họp, Tiểu Vương, chúng ta 4 điểm trở về.
Tiểu vương đầu lưỡi đã uống nhiều, được, ta nghe Phạm Cục. Hứa Thuần Lương một mực không có giới thiệu Phạm Lý Đạt thân phận, Trương Hải Đào bây giờ mới biết đối phương hẳn là một cái cục trưởng. Phạm Lý Đạt cười nói, các ngươi để tiểu vương uống ít một chút, đi qua ta đều không gặp hắn uống nhiều như vậy qua, nói tốt tìm hiểu tình huống, kết quả đến ngươi nơi này giải rượu văn hóa tới. Hứa Thuần Lương nói, Phạm ca, ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Ta đối Nguy Sơn Đảo tình huống nhiều ít thanh một chút, ta không rõ ràng địa phương ngài hỏi Hải Đào, hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Phạm Lý Đạt nói, không nói gạt ngươi, ta tiết sau liền phải tới, hôm nay sớm tới một chuyến chủ yếu là muốn nhìn một chút, tìm hiểu một chút tình huống, nhìn xem làm việc địa điểm. Hứa Thuần Lương nói, cụ thể làm việc địa điểm ở nơi nào? Phạm Lý Đạt nói, quá khứ có cái Nguy Sơn gió hồ cảnh quản lý chỗ, trong thành phố có ý tứ là bên kia. Hứa Thuần Lương chưa nghe nói qua, nhìn Trương Hải Đào một chút. Trương Hải Đào nói, kia địa phương rách nát a, ngay tại trấn Tây, đại khái 6 gian phòng ốc, để đó không dùng rất nhiều năm, bởi vì địa thế chỗ chúng, một chút mưa liền nước đọng, phòng ở lâu năm thiếu tu sửa vừa rách lại vừa nát, người chung quanh đều đem nơi đó xem như nhà vệ sinh công cộng. Hứa Thuần Lương chừng mắt liếc hắn một cái, Trương Hải Đào lập tức không nói. Phạm Lý Đạt nói, chúng ta là làm việc, cũng không phải đến hưởng phúc. Ta quay đầu cùng trong thành phố nói một tiếng, có thể sớm tiến hành một chút cải tạo. Nghe Trương Hải Đào vừa giới thiệu như vậy, trong lòng của hắn lạnh một nửa, nghĩ tới điều kiện gian khổ, nhưng là không nghĩ tới gian khổ như vậy. Hứa Thuần Lương nói, trong thành phố chẳng lẽ không cho các ngươi kiến thiết một tòa bộ chỉ huy. Phạm Lý Đạt nói, công việc còn chưa bắt đầu đâu, cũng không thể liền đưa tay tìm trong thành phố đòi tiền. Ta chờ một lúc đi xem một chút, thực sự không được. Chúng ta cùng Hồ Sơn Trấn cân đối một chút, xem bọn hắn có thể không thể hỗ trợ an bài mấy gian phòng làm việc, dù sao cũng là lâm thời làm việc tính chất, trong thành phố cuối cùng làm sao quyết định còn không biết. Hứa Thuần Lương linh cơ khẽ động, Phạm ca, ngài đi trấn trong chính phủ làm việc giống như không thích hợp a. Chúng ta bây giờ chính đang kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bộ chỉ huy hạng mục, liền kiến thiết mang trùng tu đoán chừng hơn một tháng liền có thể hoàn thành, quy hoạch diện tích cũng không nhỏ, tuyệt đối là hiện đại hóa làm việc điều kiện. Ngài nếu là không ghét bỏ, ta cho các ngươi trở lại mấy cái gian phòng đương bộ chỉ huy. Phạm Lý Đạt nháy nháy mắt, nghe được có chút tâm động. Hứa Thuần Lương nói, ta bên này vị trí ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ Nguy Sơn đảo phong cảnh chỗ tốt nhất, khoảng cách trấn chính phủ rất gần, mà lại chúng ta bản thân liền có bệnh viện, nhà ăn, các ngươi bộ chỉ huy đồng chí vấn đề ăn cơm cũng giải quyết, nghĩ dừng chân, ta bệnh viện đằng sau có lầu ký túc xá, chính là khởi công về sau có thể sẽ có chút tạp âm. Phạm Lý Đạt nói, vậy quá phiền toái, không được, không được. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì không được, không phải liền là nhiều treo một tấm bảng hiệu sự tình, ngài nếu là năm sau lập tức sẽ đem bộ chỉ huy mở, ngay tại chúng ta chủ bị chỗ, ta cho thêm ngài treo lá bài tử, an bài mấy cái bàn làm việc, có lão ca ngươi ở chỗ này tỏa trấn tâm ta đấy cũng an tâm. Hứa Thuần Lương đánh cho một tay tính toán, Mai Như Tuyết rời đi Hồ Sơn trấn về sau đó chính là Tần Chính Dương đương ra. Từ Tần Chính Dương lúc trước tạo áp lực thủ đoạn liền có thể nhìn ra, hắn vẫn rất có chút cổ tay. Giữa trưa tại trấn chính phủ ăn công việc bữa ăn thời điểm, Mai Như Tuyết nhắc lên nghỉ phép khu bộ chỉ huy sự tình, Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút Tần Chính Dương biểu lộ. Tần Chính Dương rõ ràng tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, truy cứu nguyên nhân là bộ chỉ huy thành lập sẽ lấy đi Hồ Sơn trấn chính phủ rất nhiều quyền lực. Dựa theo Mai Như Tuyết thuyết pháp, trong thành phố có thể sẽ đem nghỉ phép khu quy hoạch, phê duyệt, giám sát thi công quyền lực giao cho bộ chỉ huy. Nếu thật là như thế, Hồ Sơn trấn chính phủ cùng phổ thông hương trấn chính phủ chức năng cũng không có nhiều phân biệt, cái này đã biểu lộ trong thành phố đối cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu hạng mục cao độ coi trọng, cũng cho thấy trong thành phố đối cơ sở ban lãnh đạo năng lực còn nghi vấn, cho nên mới sẽ thành lập cái này nghỉ phép khu bộ chỉ huy. Phạm Lý Đạt nói, huynh đệ, ngươi quá đủ ý tứ, như vậy đi, ta quay đầu đánh cái báo cáo, hướng trong thành phố xin một chút. Tin tưởng không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, Phạm ca, ta đại biểu Trường Hưng, đại biểu chúng ta phân viện toàn thể nhân viên chào mừng ngài đến. Bởi vì cồn mà hăng hái Phạm Lý Đạt vui tươi hớn hở cải chính, gia nhập. Nhất định phải gia nhập cách mạng đại gia đình. Bọn hắn uống đến 4 giờ chiều, tiểu vương không thắng tử lực đã say, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào dìu hắn đi nghỉ ngơi, bồi tiếp hào hứng bộc phát Phạm Lý Đạt cùng đi công trường hiện trường nhìn xem. Cuối cùng trở lại chủ hoạch kiến lập bộ, để Vương Phương Điền điều ra thực cảnh hiệu quả đồ cho hắn nhìn. Hứa Thuần Lương vung tay lên trực tiếp cho Phạm Lý Đạt an bài 5 cái gian phòng,
làm Đông Châu thị cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy lâm thời làm việc địa điểm, để Vương Phương Điền an bài thi công phương dựa theo thống nhất tiêu chuẩn tiến hành sửa chữa, yêu cầu cụ thể có thể trực tiếp đưa ra. Phạm Lý Đạt là triệt để bị Hứa Thuần Lương cho tán gẫu choáng, lại thêm bản thân uống nhiều rượu có chút hưng phấn, vỗ bộ ngực biểu thị liền quyết định như vậy, hắn trở về liền đem chuyện này hướng trong thành phố báo cáo. Vương Phương Điền một bên nghe, trong lòng lại là nhưng vui lại là bội phục, Hứa Thuần Lương tuổi còn trẻ lại là cái bánh vẽ đại sư, phòng ở còn không có đắp kín đâu ở chỗ này phân phối khởi văn phòng tới. Cái này không biết từ nơi nào tới cán bộ còn kích động biểu thị thân huynh đệ minh tính sổ sách, nhất định sẽ cho tiền thuê. Hứa Thuần Lương căn bản không quan tâm điểm này tiền thuê, dù sao tiền này cũng rơi không đến trong túi sách của mình. Hắn để Trương Hải Đào trước đưa Phạm Lý Đạt cùng Tiểu Vương đi Hiển Hồng nông trường nghỉ ngơi, ban đêm là ở chỗ này ở, hắn đợi lát nữa lại đi qua. Đưa tiễn bọn hắn không bao lâu, Mai Như Tuyết liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn ban đêm có không có an bài. Hứa Thuần Lương đem tình huống bên này nói, thuận tiện mời Mai Như Tuyết cùng đi ăn tối, Mai Như Tuyết nghe nói Phạm Lý Đạt đã đến, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng suy nghĩ một chút vẫn là không tiện cùng Phạm Lý Đạt gặp mặt, để Hứa Thuần Lương đi công địa môn khẩu đợi nàng, có mấy lời nghĩ đối với hắn nói. Hứa Thuần Lương đi vào Mai Như Tuyết nói tới địa phương, nhìn thấy trấn chính phủ chiếc kia trường thành A không đậu ở chỗ đó, Mai Như Tuyết đã đến. Hứa Thuần Lương hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này mới mở cửa xe lên xe. Mai Như Tuyết cười nói, lén lén lút lút, cùng như làm tặc. Hứa Thuần Lương nói, ta là lo lắng cho Mai trấn trưởng mang đến ảnh hưởng không tốt sao. Mai Như Tuyết nói, có cái gì tốt sợ, cũng không phải nhận không ra người. Bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi Hồ Sơn trấn, Mai Như Tuyết cũng không giống đi qua như thế quá cố kỵ. Hứa Thuần Lương cười nói, đã như vậy, để cho ta trước hương một cái. Mặt dạn mày dày đi lên góp, bị Mai Như Tuyết đưa tay ngăn lại miệng. Thành thật một chút, ngồi vững vàng. Mai Như Tuyết đánh một cước chân ga, Hứa Thuần Lương thành thật thật ngồi xuống lại, ô tô hướng Hiển Hồng nông trường phương hướng chạy tới. Mai Như Tuyết ngửi thấy trên người hắn mùi rượu, cầm khởi chén trà của mình đưa cho hắn, người uống nhiều một chút trà nóng. Hứa Thuần Lương vặn ra sau uống một ngụm, cười tủm tỉm nhìn qua nàng nói, đối ta thật tốt. Mai Như Tuyết nói, cho người uống miếng nước cứ như vậy, người cũng rất dễ dàng thỏa mãn đi. Hứa Thuần Lương nói, thỏa mãn người thường vui vẻ. Nhìn thấy Mai Như Tuyết từ tiền phương lối dễ lừa gạt đến phía dưới đồng tuyết, lại hướng phía trước chính là màu xanh sẫm Nguy Sơn Hồ, lập tức nhận ra là lần trước bọn hắn cùng một chỗ nấu cơm dã ngoại địa phương. Mùa đông cỏ lau tại đồng tuyết cùng nước hồ ở giữa vạch ra một đạo kim sắc đường phân cách, gió lạnh thổi qua, bụi cỏ lau như gợn sóng chập trùng. Mai Như Tuyết đẩy cửa xe ra xuống xe, Hứa Thuần Lương lập tức đi theo ra ngoài, hai người vai sóng vai dẫm lên tấc hơn dãy Yubashiri hướng ven hồ. Mai Như Tuyết nói, đi qua chưa từng phát hiện Nguy Sơn Hồ đẹp như vậy qua, hiện tại cần phải đi, mới ý thức tới mình còn không có tốt tốt thưởng thức qua nơi này phong cảnh. Hứa Thuần Lương nói, đó là bởi vì ngươi hào quang quá chói mắt, lại đẹp sơn thủy ở trước mặt ngươi cũng ảm đạm phai mờ. Mai Như Tuyết mắng, buồn nôn, chủ động khoác lên Hứa Thuần Lương cánh tay, chán tựa ở đầu vai của hắn, hoàng hôn gió có chút lớn, thổi đến hai người sát lại càng ngày càng gấp. Hứa Thuần Lương đem nàng vòng trong ngực, dùng thân thể vì nàng ngăn trở hàn phong. Mai Như Tuyết nói, sẽ không còn có người quấy rầy a. Hứa Thuần Lương cười nói, ta ngược lại muốn xem cái nào mắt không mở dám đến, ta đánh gãy hắn chân chó. Mai Như Tuyết mèo con một dạng núp ở trong ngực hắn, ôn nhu nói, ta liền thích đi cùng với ngươi lẳng lặng ở lại. Hứa Thuần Lương nói, được, vậy chúng ta chỗ nào đều không đi, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, vậy mà cảm giác không thấy rét lạnh, qua một hồi lâu, nàng vừa rồi mở ra hai con ngươi, rời đi Hứa Thuần Lương ôm ấp, nắm tay của hắn tiếp tục đi đến phía trước, Thuần Lương, làm sao ngươi biết Phạm Lý Đạt muốn tới Hồ Sơn trấn tin tức. Hứa Thuần Lương đem việc trải qua đơn giản nói một lần. Mai Như Tuyết nở nụ cười, cái này Phạm Lý Đạt miệng cũng không nghiêm, loại chuyện này sao có thể sớm như vậy liền hướng bên ngoài nói. Hứa Thuần Lương nói, đại khái hắn cho rằng là cái khổ sai sự tình, nghe nói trong thành phố an bài làm việc điều kiện tương đương gian khổ, ta hôm nay làm người tốt. Mai Như Tuyết nghe hắn nói xong, lập tức ý thức được động cơ của hắn là cái gì, ôn nhu nói, người thật là giảo hoạt, đây là muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu a. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói như vậy, ta điểm xuất phát là cho bằng hữu hỗ trợ, không có người nghĩ đến như vậy có tâm cơ.
Mai Như Tuyết ý vị thâm trường nhìn qua hắn, ngươi có biết hay không trong thành phố thành lập cái này bộ chỉ huy mục đích? Hứa Thuần Lương lắc đầu, kỳ thật hắn đã đoán được không sai biệt lắm. Mai Như Tuyết nói, hạng mục này tên đầy đủ là Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, Nguy Sơn đảo thăng cấp cải tạo công trình chỉ là một cái trong số đó. Người hẳn phải biết Nguy Sơn Hồ không hề chỉ thuộc về Đông Châu, còn có rất lớn bộ phận thuộc về Tế Châu. Những này Hứa Thuần Lương đều biết. Mai Như Tuyết nói, hạng mục báo xin phê chuẩn mới bắt đầu, lãnh đạo cấp trên liền cân nhắc đến cái này một hạng mắt dính đến hai cái tỉnh, hai tòa thành thị, căn cứ tài nguyên cùng hưởng, cộng đồng phát triển mục đích. Lãnh đạo cấp trên yêu cầu hai thị nhất định phải tập hợp chất lượng tốt tài nguyên, liên hợp chế tạo cái này một hạng mắt, cố gắng kiến thiết trong nước hạng nhất du lịch ngắm cảnh nghỉ phép khu. Hứa Thuần Lương nói, ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói, nhưng Tế Châu phương diện giống như vẫn luôn không có động tác gì à. Mai Như Tuyết nói, không phải là không có động tác, mà là khởi động chậm một chút, Đông Châu cùng Tế Châu đang kiến thiết thiên về đốt có chỗ khác biệt, mà lại Đông Châu thực lực kinh tế hơn xa tại Tế Châu. Song phương ban ngành liên quan tại câu thông bên trên cũng tồn tại không đủ, cho nên mới sẽ tạo thành loại này không đồng bộ. Thượng cấp bộ môn hiển nhiên chú ý tới điểm này, gần nhất hẹn nói chuyện hai thị lãnh đạo, yêu cầu bọn hắn tại cái này một hạng mắt bên trên nhất định phải bảo trì đầy đủ câu thông cùng hợp tác, cho nên mới có quốc gia này cấp nghỉ phép khu bộ chỉ huy. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến phạm lý đạt quyền lực không nhỏ. Mai Như Tuyết nói, ngoại trừ quy hoạch quản lý giám sát, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu liền là phụ trách cùng Tế Châu ngành tương quan câu thông cân đối. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Mai Như Tuyết nói, ta lúc đầu cố ý đi bộ chỉ huy công việc, nhưng về sau suy nghĩ một chút, nếu thực như thế, về sau công việc khả năng không tốt khai triển, vẫn là rời xa Nguy Sơn đảo nơi thị phi này. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là sợ người ta nói xấu. Mai Như Tuyết cười cười, không có phủ nhận. Kỳ thật còn có nguyên nhân, nghỉ phép khu bộ chỉ huy cùng nơi đó chính phủ có thật nhiều chức năng trùng điệp vấn đề, về sau trong công việc khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến Hồ Sơn Trấn phương diện chẳng phải là muốn phóng xuất ra rất lớn một bộ phận quyền lực. Mai Như Tuyết gật đầu nói, kia là tự nhiên, trong thành phố đã minh xác, hạng mục bộ chỉ huy là phó sự cấp, gánh chịu lấy Đông Châu khu vực bên trong Nguy Sơn Hồ du lịch nghỉ phép khu tổng thể quy hoạch cùng phê duyệt. Chẳng những nhưng bao quát Hồ Sơn Trấn, còn bao gồm Cổ Tuyền Trấn, Lâm Loan Trấn 5 người Lâm Hồ Hương Trấn du lịch quy hoạch phê duyệt. Hứa Thuần Lương có chút đồng tình Tần Chính Dương, thật vất vả mới hỗn đến Hồ Sơn Trấn chính đảng người đứng đầu, cái này còn không có chính thức tuyên bố đâu, trên trấn đột nhiên thiết kế thêm một cái thượng cấp bộ môn, mang ý nghĩa du lịch nghỉ phép khu quy hoạch phạm vi bên trong, tất cả hạng mục quy hoạch, phê duyệt, giám sát quyền lực đều bị bộ chỉ huy lấy đi, đổi thành ai không được cảm thấy thất lạc. Hứa Thuần Lương nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình đã không về Hồ Sơn Trấn chính phủ quản hạt rồi. Mai Như Tuyết nói, trong thành phố phương án cụ thể cũng không ra sân khấu, bất quá khẳng định sẽ đối với các hạng mục lớn tiến hành ước định cùng phân loại. Nói kỹ càng một chút, đơn giản tới nói chính là phân chia hạng mục tính chất, cầm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm thí dụ, nếu như thuộc về nghỉ phép khu nguyên bộ công trình, kia là thuộc về bộ chỉ huy quản lý. Nếu không là thuộc về Hồ Sơn Trấn, đây là ta nhưng nhìn pháp, cụ thể như thế nào chấp hành còn phải nhìn trong thành phố cuối cùng văn kiện. Hai người bất chi bất giác đi tới bên hồ, bởi vì thời tiết rét lạnh, tới gần bên bờ địa phương kết lên băng. Hứa Thuần Lương đi qua đạp một cước, tầng băng lập tức nứt ra. Cẩn thận, Mai Như Tuyết nhắc nhở một chút, nơi này mùa đông so kinh thành ướt át ôn hòa, băng chỉ kết một lớp mỏng manh. Hứa Thuần Lương nói. Nho nhỏ Nguy Sơn Hồ còn chưa đủ lấy gánh chịu trọng lượng của ta. Mai Như Tuyết nói, nghe có chút dã tâm bừng bừng. Hứa Thuần Lương bừng bừng cũng không chỉ dã tâm. Sắc trời bất chi bất giác đã tối xuống, Vương Kim Vũ gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn mấy điểm ăn cơm. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được đã 6 giờ tối, Mai Như Tuyết nhắc nhở hắn đừng để khách nhân đợi lâu, lái xe đem hắn mang đến Hiển Hồng Nông Trường. Lúc chia tay để Hứa Thuần Lương chưa mai theo nàng đi Hà Điền Điền quán rượu ăn cơm, thuận tiện đi thăm viếng một chút tiểu tư nam. Vương Kim Vũ ánh mắt đuổi theo chiếc kia a không, ta giống như nhìn thấy Mai Trấn trưởng rồi. Khi lấy được Hứa Thuần Lương trả lời khẳng định về sau, Vương Kim Vũ trách cứ, ngươi làm sao để người ta đi, cùng nhau ăn cơm a. Hứa Thuần Lương nói, nàng có việc, đúng, ta kia hai cái bằng hữu đâu. Vương Kim Vũ nói, còn ngủ đâu, mấy giờ tối ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, 7 giờ rưỡi đi,
giữa trưa đều uống không ít, để bọn hắn ngủ thêm một lát. Hai người đi trước trên nước trong nhà ăn ngồi, Vương Kim Vũ đã nấu xong phổ nhị, bên trong phối chút trần bì, hắn nghe người ta nói dạng này phối thêm uống, có thể hàng son giảm béo, hộ dạ dày nuôi dạ dày, khử đàm bình thở, còn có dưỡng nhan mỹ dung tác dụng. Hứa Thuần Lương cười nói, người cũng gặp phải nửa cái thầy thuốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Kim Vũ nói, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, bên người nhiều như vậy làm thầy thuốc bằng hữu, ta hôn cũng hôn sẽ. Ta làm sao nghe được ngươi cùng mắng chửi người giống như. Vương Kim Vũ cười ha ha, ta không biết nói chuyện, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có mắng ngươi. Lúc này một nông trường nhân viên công tác gõ cửa tiến đến, Vương Tổng, đã liên hệ tốt, sáng sớm ngày mai mổ heo. Mắt thấy là phải qua Tết, Vương Kim Vũ an bài đem bọn hắn nuôi 2 năm núi hoang heo giết đi. Mổ heo ăn Tết cũng là dân tục truyền thống, Vương Kim Vũ giới thiệu nói, hiện tại nuôi nhốt heo đều là 6 đến 12 tháng xuất chuồng, ăn đến là heo đồ ăn, bọn hắn nông trường heo là ăn nghèo hèn đồ ăn thừa lớn lên, uống đến đều là nước suối, sinh trưởng chu kỳ dài, cái này hai đầu heo đều vượt qua 2 năm. Năm trước mổ heo cũng bởi vì Đông Nghiễm sinh người một nhà năm nay muốn trở về nghỉ lễ, Vương Kim Vũ để Hứa Thuần Lương ngày mai tới ăn mổ heo đồ ăn, tốt nhất đem Mai Như Tuyết cũng mời đến. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, cho Phạm Lý Đạt gọi điện thoại, Phạm Lý Đạt giữa trưa uống không ít, nếu như không gọi điện thoại gọi hắn, đoán chừng muốn một giấc đến trời đã sáng. Phạm Lý Đạt sau khi rửa mặt đi vào trên nước phòng ăn, tiệc tối liền kéo ra màn che, bữa cơm này ăn xong lại liên tiếp đồ nướng, bản ý là tới khảo sát, nhưng đi vào về sau cũng chỉ là uống rượu. 11 giờ đêm, Hứa Thuần Lương đỡ lấy say khướt Phạm Lý Đạt đem hắn đưa trở về phòng. Phạm Lý Đạt uống hưng phấn, dùng sức vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, huynh đệ, ngươi quá nhiệt tình, quá long trọng. Hứa Thuần Lương cười nói, tuyệt đối đừng khách khí với ta, về sau ngài đã tới Nguy Sơn Đảo, chúng ta cách mạng ít rượu mỗi ngày có. Phạm Lý Đạt liên tục gật đầu, xong ngươi câu nói này, ta khẳng định đến, nhất định phải đến, đúng, ngươi không có cùng những người khác nói ta sự tình à. Hứa Thuần Lương nói, không nói tới một chữ. Phạm Lý Đạt hướng hắn dựng lên ngón cái, hạ giọng nói, về sau chuyện của ngươi chính là ta sự tình, chỉ cần ca của ngươi ta có thể làm được, một đường đèn xanh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta liền chờ lời này của ngươi, rượu quả nhiên là cái thứ tốt, đối Phạm Lý Đạt loại này hảo tửu chi nhân, nhất định phải uống đến vị, chỉ cần tình cảm uống mở, về sau tìm hắn làm việc liền một đường thông thuận. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, ngài liền chớ vội trở về, ngày mai mổ heo đồ ăn lại đi. Phạm Lý Đạt nói, không được, ta sáng sớm ngày mai liền phải trở về, đến hướng lãnh đạo báo cáo công việc, còn có làm việc địa điểm sự tình, ta phải mau chóng đánh báo cáo. Chớ nhìn hắn uống nhiều rượu, nhưng chuyện quan trọng một chút cũng chưa. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngài nghỉ ngơi trước, đến mai trước kia ta an bài du thuyền đem ngài đưa trở về. Đừng phiền toái, tuyệt đối đừng làm đặc thù hóa. Hứa Thuần Lương cười nói, không có chút nào phiền phức. Cái này nông trường cùng chính chúng ta nhà đồng dạng. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài, Vương Kim Vũ bên kia cùng Trương Hải Đào cùng một chỗ đem uống đến say như chết tiểu vương đưa trở về phòng. Vương Kim Vũ đã vì Hứa Thuần Lương chuẩn bị gian phòng, Hứa Thuần Lương biểu thị hắn đêm nay muốn về bệnh viện, Trương Hải Đào ban đêm không uống rượu, lái xe không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Thuần Lương đem Vương Kim Vũ gọi qua một bên, an bài hắn sáng sớm ngày mai mổ heo sau cho Phạm Lý Đạt mang một ít thịt heo trở về. Vương Kim Vũ để hắn cứ yên tâm, chẳng những thịt heo rừng, hồ tươi thủy sản một dạng không thể thiếu, trực tiếp dùng du thuyền đem bọn hắn đưa trở về, Cổ Tuyền trấn bên kia lại an bài tốt cỗ xe, cam đoan đưa đến cửa nhà bọn họ. Hứa Thuần Lương mặc dù không nói Phạm Lý Đạt thân phận, nhưng Vương Kim Vũ cũng từ Hứa Thuần Lương thái độ đối với hắn cùng tiếp đãi quy cách nhìn ra người này phi thường trọng yếu, kỳ thật mặc kệ người ta thân phận như thế nào, chỉ cần là Hứa Thuần Lương bằng hữu, Vương Kim Vũ đều sẽ đối đãi như thượng tân. Trương Hải Đào hôm nay từ giữa trưa bồi đến tối, nhiều ít đoán được Phạm Lý Đạt thân phận, hắn đi theo Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này học xong không ít thứ, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, trong đêm lại rơi ra tuyết, vô thanh vô tức lặng yên bao trùm lấy đảo nhỏ. Dọc đường Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu thời điểm, Hứa Thuần Lương vô ý thức hướng trước cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên mặt tuyết mấy đầu rõ ràng vết bánh xe ấn, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào dựa vào dừng xe bên đường. Những xe kia triệt ấn rõ ràng là vừa mới lưu lại, tại trong ấn tượng của hắn nhà máy rượu đã quan ngừng hồi lâu.
Trương Hải Đào hơi kinh ngạc nói, Hứa Việt, chuyện gì? Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, ta muốn đi hai bước, người đi về trước đi. Trương Hải Đào thầm nghĩ, nơi này khoảng cách trấn chính phủ không xa, Mai Như Tuyết trở về, hẳn là hắn là muốn đẩy ra ta, đi riêng tư gặp bạn gái. Dù sao cũng không phải mình có thể hỏi tới, Thành Thành thật thật gật đầu nói, được, vậy ngài cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương xuống xe, chờ Trương Hải Đào lái xe đi xa, hắn mới chậm ung dung đi trở về, đi vào nhà máy rượu trước cổng chính, nhìn thấy cửa từ bên trong đã khóa, ghé vào trong khe cửa hướng bên trong nhìn lại, bởi vì tuyết trắng chiếu rọi nguyên nhân, trong viện cảnh tượng liếc qua thấy ngay, nhìn thấy bên trong ngừng lại một xe minibus. Hứa Thuần Lương quan sát vừa xuống xe triệt ấn ký, có thể xác định chiếc xe kia tiến vào không lâu. Hứa Thuần Lương bằng trực giác cho rằng có chút không tầm thường, hắn vây quanh mặt khác một bên, lặng yên vượt qua tường vây, rón rén tới gần kia xe minibus, hướng trong xe nhìn thoáng qua, bên trong không có người, tay mò về thoát khí ống, lập tức cảm giác đến thoát khí ống dư ôn, chứng minh xe tắt máy không lâu. Từ xe van có một nhóm tạp nhạp dấu chân kéo dài đến nhà máy rượu chỗ sâu, Hứa Thuần Lương dọc theo dấu chân đi vào cổ hầm ao phụ cận, nhìn thấy xưởng tổn hại trên cửa sổ ẩn ẩn có ánh sáng ảnh chớp động. Hứa Thuần Lương hóp lưng lại như mèo đi vào dưới cửa, còn chưa kịp vào bên trong quan sát, liền nghe đến có nói âm thanh truyền đến, hắn cuống quýt ẩn thân tại trong bụi cỏ. Bên trong ra hai người, một người trong đó sau khi ra ngoài đốt lên một điếu thuốc, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, rõ ràng là nhà máy rượu phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân. Kỳ thật Hứa Thuần Lương vừa rồi liền đoán được hắn hẳn là tại, dù sao hiện tại nhà máy rượu đại môn chìa khóa liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Diêm Trung Dân hít một hơi thuốc lá, nam tử bên người thân xuyên màu lam cảnh dụng áo khoác, mang theo mũ, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, thao lấy một ngụm sứt sẹo tiếng phổ thông phàn nàn nói, các người phương Nam cũng như thế lạnh a. Diêm Trung Dân nói, chúng ta nơi này cũng không phải phương Nam, Đông Châu ở vào Giang Bắc. Mặt dỗ bắt đầu cười hắc hắc, ta quê quán bên trong tre, dù sao đối ta mà nói, các người chính là phương Nam. Diêm Trung Dân lắc đầu, thế mà không cách nào phản bác. Hít một hơi thuốc lá nói, cái này phá nhà máy rượu có cái gì tốt khảo sát? Các ngươi giữa ban ngày không thể tới, không phải chọn ban đêm. Mặt dỗ nói, ban ngày quá làm người khác chú ý. Diêm Trung Dân có chút mê hoặc nhìn qua hắn. Mặt dỗ ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian giải thích nói, kỳ thật để mắt tới nhà máy rượu không chỉ chúng ta một nhà, chúng ta chủ yếu là không muốn gây nên đối thủ cạnh tranh chú ý. Diêm Trung Dân nói, ngươi quá lo lắng. Trừ bọn ngươi ra Thiên Phàm tập đoàn, không có người đối cái này rách dưới cảm thấy hứng thú. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, mặt dỗ lại là Thiên Phàm tập đoàn, cái này Trần Thiên Phàm không đơn giản a, chân trước vừa đi, chân sau liền phái người tới khảo sát, chỉ là hắn đã không có liên hệ mình, cũng không có liên hệ nơi đó chính phủ, mà là tự mình liên hệ Diêm Trung Dân. Nếu quả thật tâm tưởng thu cấu nhà máy rượu hẳn là sẽ không làm như vậy, đều có thể đường đường chính chính đi chính quy đường tắt. Tự mình liên hệ nhà máy rượu nhân viên công tác tiến đến điều tra nghiên cứu, mà lại tuyển tại khuya khoát thời điểm, ở trong đó phải có vấn đề. Diêm Trung Dân rõ ràng cũng sinh ra lòng nghi ngờ, các ngươi nếu là thật muốn thu mua, cùng trong trấn đàm phán mua lại không phải rồi. Thu mua về sau, các ngươi muốn làm sao khảo sát liền làm sao khảo sát. Mặt dỗ nói, không nói gạt ngươi, chúng ta chủ yếu là đối cái này ba miệng hầm ao có hứng thú, tại đưa ra thu mua trước đó. Nhất định phải đối hầm ao tiến hành toàn diện ước định, chỉ có hiểu rõ giá trị, mới tốt hướng ngành tương quan ra giá. Diêm Trung Dân nói, các ngươi nhanh lên một chút, nắm chặt thu thập mẫu. Mặt dỗ nói, yên tâm đi, thua thiệt không được ngươi. Diêm Trung Dân lắc đầu, biểu thị đi trong xe chờ lấy, kia xe minibus cũng là hắn. Mặt dỗ nhìn qua Diêm Trung Dân bóng lưng, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Diêm Trung Dân đi không bao lâu. Bên trong lại ra đến một cái người thấp nhỏ nam tử, hướng mặt dỗ nói, lão lục, người nói với hắn cái gì? Mặt dỗ nói, nhị ca, hắn giống như sinh ra hoài nghi. Đi con mẹ nó, hai khối gạch còn không trận nổi miệng hắn. Hắn nói hai khối gạch chỉ là 2 vạn khối tiền. Mặt dỗ thấp giọng nói, ra sao? Được xưng là nhị ca tên nhỏ con nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, có cá. Mặt dỗ kinh hỉ nói, cá lớn. Nhị ca gật đầu nói, cá lớn. Hứa Thuần Lương tại trong bụi cỏ nghe được rõ ràng, hắn có thể kết luận đám người này tuyệt không phải vẻn vẹn chạy hầm rượu mà đến, từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể biết, bọn hắn làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Kỳ thật lần trước Trần Thiên Phàm tới thời điểm, Hứa Thuần Lương liền đối động cơ của hắn sinh ra hoài nghi, lúc ấy coi là Trần Thiên Phàm mục đích là vì thu mua nhà máy rượu, nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem, giống như không có đơn giản như vậy. Lão Trần a lão Trần, người cõng ta chơi bao nhiêu nhỏ cửu cửu. Hứa Thuần Lương có chút nén giận, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lấy ta làm kẻ ngốc. Mặt dỗ tiếp tục nói, thu lưới sao? Tên nhỏ con lắc đầu nói, cá quá lớn, chúng ta thuyền quá nhỏ. Mặt dỗ nhìn chung quanh một chút nhà máy rượu nói, mua lại. Tên nhỏ con nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, tên nhỏ con tuyên bố kết thúc công việc, có người lần lượt từ xưởng bên trong ra, Hứa Thuần Lương đếm, hết thảy có 4 cái, tăng thêm vừa mới xuất hiện 3 cái, tổng cộng 7 người. Diêm Trung Dân khởi động xe van, đám người kia lên xe, lái xe từ nhà máy rượu rời đi. Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn khóa lại đại môn rời đi, lúc này mới tự ẩn thân chỗ ra, tiến vào xưởng, lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn pin, trước mắt xưởng là đã đi qua cất rượu nhà máy thủ công xưởng. Trần Thiên Phàm nói tới ba miệng cổ hầm ao tất cả đều ở vào thủ công xưởng bên trong, ba miệng hầm ao có 2 cái đã đổ sụp, Hứa Thuần Lương phát hiện bảo tồn tương đối hoàn chỉnh chiếc kia hầm ao không có bao nhiêu người là lật qua lật lại vết tích, ngược lại là đổ sụp tổn hại nghiêm trọng số 3 hầm ao, rõ ràng bị người động đậy. Hầm ao chung quanh tán loạn lấy rất nhiều gạch nung, mà lại bên cạnh có không ít dấu chân, vừa nhìn liền biết là vừa rồi đám người kia trọng điểm khảo sát mục tiêu. Bình thường tới nói, hầm ao càng già, hầm bùn bên trong hữu ích vi sinh vật cùng mùi thơm vật chất thì càng nhiều, mùi rượu liền càng đậm. Những này cổ hầm ao giá trị cùng trong đó chứa vi sinh vật chủng quần có quan hệ. Hứa Thuần Lương ghé vào số 3 hầm ao cẩn thận ngửi ngửi, cũng không nghe được bên trong mùi rượu. Xưởng bên trong mùi rượu kỳ thật nguồn gốc từ tại số 1 hầm ao, lần trước Trần Thiên Phàm đến thời điểm, cũng đã nói số 1 hầm ao có thể bình thường sử dụng. Có thể để cho Trần Thiên Phàm nhớ thương tuyệt không phải phổ thông nhà máy rượu, vừa rồi mấy người kia nói đều là giang hồ tiếng lóng, đây rõ ràng là một cái có tổ chức có kế hoạch đội, nhóm người này đầu mục Trần Thiên Phàm khẳng định không đơn giản, chứng minh chất phác cùng hào sảng chẳng qua là hắn ngụy trang, người này hẳn là một cái giả heo ăn thịt hổ hung ác hàng. Hứa Thuần Lương ghét nhất liền là người khác lợi dụng mình, Trần Thiên Phàm mặc dù một mực đối với hắn coi như không tệ, nhưng là tại nhà máy rượu trong chuyện này làm được thật sự là không đủ địa đạo, đánh lấy đầu tư ngụy trang đi vào Nguy Sơn Đảo, lại là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Hứa Thuần Lương tại trống trải không người trong xưởng tản bộ một vòng, cũng không có ở lâu, dọc theo lúc đến lộ tuyến đạp vào đường về. Hà Điền Điền quán rượu còn là đã đi qua dáng vẻ. Như hỏa như đồ nghỉ phép khu kiến thiết còn không có lan đến gần Nguyệt Nha Loan, bất quá yên lặng của nơi này cũng sẽ không duy trì quá lâu. Hồ Sơn Trấn Tổng hợp chấp pháp xử lý đã hạ thông chi, Trường Kỳ bỏ neo tại Nguyệt Nha Loan cái này mấy chiếc xi măng thuyền bởi vì ảnh hưởng cùng ô nhiễm hoàn cảnh, bị ngày quy định lái đi, không phải sẽ đối bọn hắn khai thác cưỡng chế biện pháp. Kỳ hạn chót chính là năm nay Tết Xuân, nếu như cự không chấp hành, tiết sau đi làm liền sẽ cưỡng ép khu ra. Tiếp vào thông chi về sau, cho tới hôm nay đều không có một chiếc thuyền rời đi, ở trong đó có lòng người tồn may mắn, có người tại tích cực tìm kiếm quan hệ, còn có người là tính toán đợi cuối cùng mới quyết định. Hà Điền Điền là thuộc về nhất loại sau, nàng cùng nữ nhi liền dựa vào căn này tiệm cơm để duy trì sinh hoạt, đem thuyền lái rời liền mang ý nghĩa đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra, hôm nay mời mai như tuyết tới dùng cơm, nhưng thật ra là muốn biết một chút tình huống, nhìn xem vẫn sẽ hay không xuất hiện chuyển cơ. Mai Như Tuyết trước khi tới đây cũng không hiểu rõ trong chấn chỉnh đốn Nguyệt Nha Loan cử động, dù sao nàng đã rời đi lâu như vậy, mà lại lần này trở về chỉ là nhắm vào mình đi qua công việc tiến hành giao tiếp. Tiểu tư nam cao lớn rất nhiều, cũng so với quá khứ hoạt bát sáng sủa, mặc dù còn có chút sợ người lạ, nhưng là thấy đến Mai Như Tuyết cũng không có né ra, thế mà chủ động rụt rè kêu một tiếng tỉ tỉ. Mai Như Tuyết tướng mang tới văn phòng phẩm đưa cho nàng, đưa lễ vật cho ngươi. Tiểu tư nam nhìn chằm chằm xinh đẹp văn phòng phẩm hai mắt phát sáng, lại đem một đôi nhỏ tay vắt chéo sau lưng, biểu hiện được có chút câu nệ. Hà Điền Điền nói, Mai Trấn Trưởng, ngài tới thì tới, làm sao còn mua đồ. Mai Như Tuyết nói, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ta ở kinh thành nhìn thấy cảm thấy tiểu hài tử thích, cho nên liền mang theo trở về, để hài tử cầm đi. Hà Điền Điền này mới khiến hài tử thủ hạ, tiểu tư nam nhận lấy văn phòng phẩm ôm thật chặt. Hướng Mai Như Tuyết thật sâu bái, đa tạ tỷ tỷ. Hà Điền Điền nói, không phải nói Hứa viện trưởng cũng muốn đi qua sao? Mai Như Tuyết nói, hắn bệnh viện tương đối bận rộn, tiệc tối mà mới có thể tới. Hà Điền Điền mời nàng đi qua uống trà,
Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hà Điền Điền rốt cục lấy hết dũng khí nói, Mai Trấn Trưởng, ta nghĩ trưng cầu ý kiến một chút Nguyệt Nha Loan quản lý chỉnh đốn sự tình. Mai Như Tuyết kỳ thật đi vào liền thấy Nguyệt Nha Loan chỉnh đốn và cải cách thư thông báo, lấy trí tuệ của nàng tự nhiên liên tưởng đến Hà Điền Điền hôm nay mời mình ăn cơm mục đích. Mai Như Tuyết lời nói thật thực nói ra, Hà tỷ, công việc của ta đã phát sinh biến động, ta lần này trở về là vì tiến hành công việc giao tiếp, Hồ Sơn Trấn về sau là Tần Bí Thư chủ trì công việc. Hà Điền Điền nghe vậy trong lòng rất cảm thấy thất lạc, gật đầu nói, dạng này a. Mai Như Tuyết nói, bất quá, ngươi có cái gì tố cầu ta có thể giúp ngươi phản ứng. Vậy liền không phiền toái. Hà Điền Điền tâm nói người ta đều muốn đi, mình làm sao có ý tứ mở miệng cầu người hỗ trợ. Lúc này Hứa Thuần Lương đến đây, vừa vào cửa lên đường, không có ý tứ a, ta an bài hậu thiên khởi công sự tình tới chậm. Mai Như Tuyết cười nói, ngươi người thật bận rộn này có thể thưởng chỉ riêng chính là vinh hạnh của chúng ta. Hà Điền Điền cười chào hỏi hắn ngồi, đứng dậy đi an bài mang thức ăn lên. Đợi nàng đi, Mai Như Tuyết đem Hà Điền Điền mới vừa nói sự tình nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương ngược lại là nghe nói Nguyệt Nha Loan thanh lý chỉnh đốn sự tình, bất quá hắn cảm thấy coi như thanh lý chỉnh đốn cũng không nên vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, dù sao loại thuyền này bên trên tiệm cơm là Nguy Sơn đảo đặc sắc. Mai Như Tuyết cùng cái nhìn của hắn giống nhau, có thể đối với mấy cái này trên thuyền ăn uống tiến hành thống nhất quản lý, Nguyệt Nha Loan bởi vì quy hoạch cần để cho bọn hắn rời ra, có thể cân nhắc tại Nguy Sơn đảo tìm một chỗ khác hiệp trợ những này thương hộ khai trương, cũng định ra bài phóng tiêu chuẩn, không thể để cho Nguy Sơn đảo truyền thống đặc sắc cứ thế biến mất. Nhưng là Mai Như Tuyết cũng đưa ra một vấn đề, đi qua loại chuyện này Hồ Sơn Trấn có thể đánh nhịp định án, hiện tại bởi vì có nghỉ phép khu bộ chỉ huy, vô cùng có khả năng quy chỉ huy bộ phụ trách. Hứa Thuần Lương đem chuyện này nhớ kỹ, hắn cũng tương đối đồng tình Hà Điền Điền hai mẹ con, dự định giúp bọn hắn chuyện này. Hà thủ nhân San San tới chậm, Hà Điền Điền đặc địa mời hắn tới bồi Hứa Thuần Lương uống rượu, đổi thành người khác Hà thủ nhân chắc chắn sẽ không tới, nhưng là Hứa Thuần Lương là hắn bảo bối ngoại tôn nữ ân nhân cứu mạng, mà lại Hứa Thuần Lương thư pháp tạo nghệ để hắn cực kỳ thưởng thức, cho nên thật xa từ Thạch Lương Sơn chạy tới. Bởi vì tuyết thiên lộ trượt, cho nên hắn vẫn là đến chậm trong chốc lát, bất quá không có muộn ăn cơm. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Hà thủ nhân xuất hiện cũng có chút cao hứng, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, Hà lão sư, ngài có thể đến thật sự là quá tốt. Hà thủ nhân cười nói, ta gần nhất tu tập thư pháp có chút tâm đắc đang muốn hướng Hứa tiên sinh thỉnh giáo. Kia nhưng không dám nhận, ta vừa dễ dàng cùng Hà lão sư học tập. Hà Điền Điền đề nghị mọi người ăn cơm trước. Nghiên cứu thảo luận thư pháp sự tình các loại ăn no rồi lại nói. Trong bữa tiệc Hứa Thuần Lương nhắc lên Phan Thừa Phong. Hà thủ nhân nói, ngươi nói là Thừa Phong a, hắn là đệ tử của ta, đi qua ta tại Nguy Sơn huyện trung học dạy thay, nói đến đã có hơn 10 năm không có liên hệ. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt hắn tại Nam Giang, đã là Nam Giang Nghệ thuật Học viện thư họa hệ giáo sư, còn thành lập phòng làm việc. Hà thủ nhân cảm khái nói, có tiền đồ. Nghe nói học sinh của mình lấy được thành tựu như thế, hắn cũng đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng, hắn hỏi Hứa Thuần Lương là làm thế nào biết bọn hắn là thầy trò quan hệ. Hứa Thuần Lương đem chân tướng nói một lần, Hà thủ nhân cố gắng suy nghĩ một chút nói, đúng, hắn tốt nghiệp trung học không lâu sang đây xem ta, lúc ấy còn có Lỗ Hướng Nam. Leng keng, ngoài cửa vang lên đĩa quẳng xuống đất thanh âm, lại là Hà Điền Điền bưng một bàn thịt kho tàu ngang đâm cá tiến đến, không cẩn thận thất thủ rơi trên mặt đất. Hà Điền Điền áy náy nói, không có ý tứ, ta để phòng bếp lại làm một phần. Hà thủ nhân lắc đầu nói, người lớn như vậy, làm việc vẫn là như vậy xúc động. Mai Như Tuyết đứng dậy hỗ trợ đi thu thập, Hà Điền Điền vội vàng nói không cần, Mai Như Tuyết quan sát nhập vi, phát giác được Hà Điền Điền biểu lộ rõ ràng mang theo bối rối, hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, chẳng lẽ Hà Điền Điền là bởi vì nghe được cái tên đó nguyên nhân. Lại nghĩ khởi nữ nhi của nàng danh tự, Tiểu Tư Nam. Càng phát giác kỳ hoặc. Hà Điền Điền thu thập xong, lại đi phòng bếp. Hứa Thuần Lương tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, ta còn nhớ rõ ngài viết kia bài thơ, một áo một nước một bình xa, nhân đạo phù tang vật này tốt. Bát phá toàn vẹn cuối cùng cũng chưa giải, mang tướng trong mộng hỏi hoa anh đào. Hà thủ nhân cười ha ha, Hứa tiên sinh trí nhớ thật là tốt, người nếu là không lưng, ta hầu như đều quên đi. Hứa Thuần Lương nói, bức kia chữ viết thật tốt ha. Hà thủ nhân nói, người đã thích, ta quay đầu viết một bức cho ngươi. Mai Như Tuyết nói, Hà lão sư, lấy ngài thư pháp tạo nghệ,
hoàn toàn có thể làm một lần thi triển, thường nói, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, nếu như chúng ta không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết Nguy Sơn đảo cất giấu ngài dạng này một vị đại thư pháp ra đâu. Hà thủ nhân nói, nhà thư pháp ba chữ này ta nhưng không dám nhận, ta chỉ là ưa thích thư pháp, thiên tư ngu dốt, cho nên chỉ có thể so với hắn nhiều người hạ một ít khổ sở công, thư pháp bên trên có chút tiểu thành, khoảng cách nhà thư pháp còn kém cách xa vạn dặm, xa không nói, ta coi như cố gắng như thế nào cũng không viết ra được Hứa tiên sinh như vậy đại khai đại hợp tiêu sái phóng khoáng. Hứa Thuần Lương thừa nhận thư pháp của mình không tệ, nhưng là hắn cũng không dám nói nhất định liền thắng qua Hà thủ nhân, khiêm tốn nói, Hà lão sư quá khiêm nhường, trên đời này vạn sự vạn vật giảng cứu một cái phản phát quy chân, thư pháp cũng là như thế, đại xảo nhược chuyết, càng là cao thủ càng là biết thu liễm phong mang, thư pháp của ta buông thả có thừa, nội liễm không đủ, chợt nhìn qua náo nhiệt, thế nhưng là nhìn nhiều vài lần liền sẽ phát hiện lòe người khuyết thiếu nội hàm. Hà thủ nhân trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi kia còn thực là không tồi, trẻ tuổi như vậy liền ủng có bản lĩnh như vậy, khó được nhất là còn như thế khiêm tốn. Sau bữa cơm trưa, Hà thủ nhân để nữ nhi mang tới bút mực giấy nghiên, huy hào bát mặc, Hứa Thuần Lương gặp hắn tâm tình thật tốt, cũng giúp Mai Như Tuyết cầu một bức. Hà thủ nhân suy nghĩ một chút nói, ly biệt sắp đến, ta đưa Mai trấn trưởng một bức mặc mai đồ đi. Hứa Thuần Lương mặc dù được chứng kiến Hà thủ nhân thư pháp, nhưng là một mực không biết hắn còn biết hội họa. Hà thủ nhân lấy phi bạch bút pháp, theo bút lông cừu múa, một gốc cứng cáp từng cục lão mai sôi nổi trên giấy, mấy cái thân cành từ phải hạ hướng lên duỗi ra, mảnh mà mềm dai cành giống như vạn tên cùng bắn, phồn hoa vạn nhị, từng đống điệt hiệt, sinh ý giạt rào, cơ hồ chiếm hết hình tượng. Cánh hoa dùng dây mực dấu chấm tạo thành, tại toàn bộ lấy nhạt mực tưởng tượng dưới, mảnh tiểu bạch hoa giống như tuyết động dâm cành, càng lộ ra cao khiết thanh nhã, siêu phàm thoát tục. Mặc mai đồ một mạch mà thành, Hà thủ nhân trầm ngâm một lát lại tại trống không chỗ để thơ. Nhà ta tẩy nghiên mực đầu cây. Từng cái hoa nở nhạt mực ngấn. Không muốn người khen tốt nhan sắc. Chỉ lưu thanh khí đầy càn khôn. Hứa Thuần Lương mặc dù không họa kỹ, nhưng là nhãn lực của hắn rất cao, Mai Như Tuyết gia học uyên thâm, dám thưởng trình độ cũng không phải bình thường. Hà thủ nhân này tấm mặc mai đồ, đề thơ dùng tới Vương Miện mặc mai, nhưng là mặc mai đồ bản thân cũng không phải là đối Vương Miện tác phẩm vẽ, có thể nói đạt được Vương Miện thần vận, lại nhảy ra Vương Miện họa phong có chỗ sáng tạo cái mới. Mai Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, bức họa này nếu để cho tẩu tử nhìn thấy, nhất định sẽ kinh là thần tác. Hứa Thuần Lương thầm than, Hà Điền Điền tội gì vì tiệm cơm sinh tồn phiền não, liền Hà thủ nhân tiêu chuẩn này, tùy tiện xuất ra mấy tấm tranh chữ đi bán, cũng đủ mẹ con các nàng hai áo cơm không lo. Liên tưởng tới ở kinh thành nhìn thấy sách hiệp phó hội trưởng Nhạc Khai Sơn chi lưu, đám người kia chỉ hiểu được ăn ý độc quyền bán hàng mua danh chuộc tiếng, tất cả đều là bè lũ xu nịnh hạng người. Khó trách nói cao thủ tại dân gian, khả năng chính là vì nhóm này tồn tại, mới đưa đến đại sư chân chính không cách nào đạt được vốn có tán đồng. Hà thủ nhân sau khi hoàn thành tại trên bức họa đắp lên mình con dấu, hắn tướng này tấm mặc mai đồ tặng cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội nhất định hảo hảo giúp Hà thủ nhân đẩy giới một chút tác phẩm của hắn, dạng này đại sư không nên mai một. Mai Như Tuyết đưa Hứa Thuần Lương tiến về bệnh viện trên đường. Trò chuyện khởi hôm nay Hà Điền Điền thất thủ ngã nát đĩa sự tình, Mai Như Tuyết tướng mình vừa rồi phát hiện nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trải qua nàng nhắc nhở cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, Lỗ Hướng Nam, Tiểu Tư Nam, thật là có chút xảo đâu, không đúng, Tiểu Tư Nam họ tưởng. Mai Như Tuyết nói, được rồi, người khác sự tình chúng ta vẫn là đừng bát quái. Hứa Thuần Lương cười nói, mặc dù không biết Tiểu Tư Nam có phụ thân là ai. Nhưng ta biết về sau con gái của ngươi có phụ thân là ai. Mai Như Tuyết đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói, ta mới không nghĩ tới sớm như vậy sinh con. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ngươi nói không tính. Chán ghét, Mai Như Tuyết trong lòng ngọt lịm. Lúc này điện thoại di động của nàng vang lên, Mai Như Tuyết tiếp thông điện thoại, đại bá. Cái gì, ân, tốt, ta liền tới đây. Cúp điện thoại hướng Hứa Thuần Lương nói, đại bá ta đến Đông Châu, ta phải nắm chắc đi qua. Hứa Thuần Lương nói, an bài du thuyền đưa ngươi. Ngươi cũng đừng phiền phức người ta, lại không phải là không có phà, ta cũng không muốn trước khi đi lại bị người chỉ trỏ trỏ. Mai Như Tuyết là cái coi trọng ảnh hưởng người, đi qua đảm nhiệm trưởng trấn thời điểm cùng Hứa Thuần Lương hẹn hò đều trốn trốn tránh tránh, về phần công khí tư dụng sự tình nàng càng là kháng cự. Mai Như Tuyết tướng Hứa Thuần Lương đưa đến bệnh viện, nhanh đi về thu thập, kỳ thật nàng tại Hồ Sơn trấn công việc giao tiếp đã hoàn thành.
chủ yếu là muốn lưu thêm mấy ngày bồi bồi Hứa Thuần Lương, hiện tại đại bá đến đây Đông Châu, nàng đến chạy tới gặp mặt. Hứa Thuần Lương đi trước lội công trường, nhìn thấy công trường hiện trường ngay tại vuông vức sân bãi, hậu thiên muốn tổ chức một cái điện cơ điển lễ, cũng không thể để các vị khách quý lãnh đạo dẫm lên vũng bùn đi vào công trong đất, dựa theo kế hoạch, hiện trường vẫn là phải trải thảm đỏ. Ninh Tứ tại hiện trường chỉ huy, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Hứa Thuần Lương hỏi một chút chuẩn bị tình huống, Ninh Tứ nói cho hắn biết chậm nhất ngày mai buổi sáng tất cả mọi thứ công tác chuẩn bị có thể sẵn sàng, chắc chắn sẽ không chậm trễ hậu thiên khởi công điển lễ. Hứa Thuần Lương bàn giao một câu, để hắn hết thảy giản lược, chỉ cần hiện trường khiến cho náo nhiệt một điểm là được rồi, đây cũng là Đồng Trường Hạo chỉ thị, theo như hắn nói, là tập đoàn lãnh đạo chỉ thị, không cần thiết phô trương lãng phí. Đàm Hải Yến cũng tại hiện trường, nàng rõ ràng có chút khẩn trương, lần này khởi công điển lễ chẳng những viện trưởng Triệu Phi Dương muốn đi qua, còn có Hoa Niên tập đoàn lãnh đạo cùng đồng sự, nghe nói Đông Châu cùng Nguy Sơn huyện lãnh đạo cũng sẽ tới, chỉ là trước mắt bọn hắn còn không có cầm tới cụ thể danh sách. Hứa Thuần Lương đi vào bên người nàng kêu một tiếng Đàm tỷ. Đàm Hải Yến nói, tiểu Hứa, người đến rất đúng lúc, hậu thiên dự thính khách quý danh sách ra có tới không? Hứa Thuần Lương nói, không có, ta còn không có đạt được cấp trên thông chi. Đàm Hải Yến phàn nàn nói, thật không biết đám người này là thế nào làm việc, đều lửa cháy đến nơi, liền cái cụ thể danh sách đều không có, đến cùng ai đến. Bao lớn lãnh đạo, nhiều ít người tới, chúng ta liền không hề có một chút tin tức nào. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt có thể xác định chính là, Triệu viện trưởng cùng đồng phó tổng nhất định sẽ tới, lãnh đạo Phương Diệt, Hồ Sơn Trấn Tần Bí Thư khẳng định sẽ đến. Đàm Hải Yến nói, mấy cái này ngươi cũng nói qua, nếu như chỉ là bọn hắn đó là đương nhiên chuẩn bị cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng sẽ đến đại lãnh đạo. Đàm Hải Yến nói, đoán chừng. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Đường Kinh Luân khẳng định phải lợi dụng lần này khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sự tình thả ra lợi tốt, dùng cái này đến kích thích Hoa Niên tập đoàn giá cổ phiếu, ý đồ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, cơ hội tốt như vậy hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đàm Hải Yến coi là Hứa Thuần Lương đã biết cái gì, nhỏ giọng nói, có nội tình. Hứa Thuần Lương thấy được nàng thần thần bí bí bộ dáng không khỏi muốn cười, lắc đầu, cố ý nói, ngươi nếu là thật muốn biết tranh thủ thời gian cho Đồng Trường Hạo gọi điện thoại hỏi một chút. Đàm Hải Yến nói, ta cùng hắn đều chưa nói qua mấy câu. Nàng đối cấp lãnh đạo có loại phát ra từ nội tâm e ngại. Lúc này Mai Như Tuyết gọi điện thoại đến đây. Hứa Thuần Lương đi một bên nghe, làm sao? Vừa đi liền bắt đầu nhớ ta. Mai Như Tuyết lần này gọi điện thoại tới nhưng không phải là vì cùng hắn nói chuyện yêu đương, nhỏ giọng nói, ta vừa biết, đại bá muốn tới Nguy Sơn Đảo. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, muốn gặp ta. Mai Như Tuyết nở nụ cười, hắn lòng hiếu kỳ mới không có nặng như vậy, hắn lần này tới Đông Châu là đại biểu trong tỉnh điều tra nghiên cứu văn giáo vệ sinh công tác, cụ thể tại sao lại muốn tới Nguy Sơn Đảo, ta phải nhìn thấy hắn mới rõ ràng. Hứa Thuần Lương biết Kiều Viễn Giang là Bình Hải Ban lãnh đạo thành viên, nhớ kỹ hắn quá khứ là phân công quản lý tuyên truyền, xem ra hắn phân công tính chất phát sinh điều chỉnh. Tin tức này mang ý nghĩa khởi công nghi thức tiêu chuẩn trong nháy mắt cất cao rất nhiều, lấy Kiều Viễn Giang cấp bậc, nếu như hắn đích thân tới khởi công hiện trường, như vậy Đông Châu thị lãnh đạo chủ yếu người đều sẽ cùng theo tới. Hứa Thuần Lương kết thúc trò chuyện về sau, lập tức đem Đinh Tứ gọi đi qua, Tứ ca. Lần này khởi công điển lễ dựa theo tối cao quy cách đến xử lý. Ninh Tứ có chút mơ hồ, dù sao trước đó Hứa Thuần Lương còn để hắn hết thảy giản lược, làm sao đột nhiên liền thay đổi. Đàm Hải Yến một bên nghe, tranh thủ thời gian nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, cấp trên không phải nói khởi công điển lễ muốn căn cứ Hoa Tiền Trinh làm đại sự nguyên tắc sao? Hứa Thuần Lương nói, ngài chờ xem, chúng ta sớm chuẩn bị tuyệt không có sai. Cũng không lâu lắm. Đồng Trường Hạo liền gọi điện thoại tới, hỏi bọn hắn chuẩn bị đến thế nào, Hứa Thuần Lương đem công tác chuẩn bị đơn giản báo cáo một chút, cố ý nói dựa theo chỉ thị của hắn căn cứ hết thảy giản lược nguyên tắc, nói còn chưa dứt lời Đồng Trường Hạo liền gấp. Đồng Trường Hạo cường điệu nói, ta chưa nói qua hết thảy giản lược, ta nói đúng muốn đem khởi công điển lễ làm được náo nhiệt long trọng. Hứa Thuần Lương thật muốn rút con hàng này một cái và miệng tử, trước mấy ngày vừa đã nói hiện tại không thừa nhận, suy nghĩ một chút. Đoán chừng Đồng Trường Hạo cũng là mới biết được muốn tới đại lãnh đạo. Hứa Thuần Lương nói, nhiều long trọng, muốn hay không chuẩn bị 21 cửa pháo mừng. Đồng Trường Hạo nghe ra là ngồi châm chọc, Hứa Thuần Lương lợi hại hắn là lãnh giáo qua, tranh thủ thời gian mềm hạ giọng nói,
Tiểu Hứa, ta đây cũng là tiếp vào thông chi, tập đoàn lãnh đạo chỉ thị, dạng này a, ta lập tức đi tới, chúng ta thương lượng xử lý, chuyện này nhất định phải ứng phó cẩn thận, ngàn vạn không qua loa được. Hứa Thuần Lương nói, ai qua loa rồi? Đồng Tổng, ngươi là không tin được ta a? Không phải, không phải, ta tuyệt không có ý tứ kia. Hứa Thuần Lương nói, ngươi vẫn là đừng đến, tất cả mọi người rất bận rộn, ta là tại bận quá không có thời gian chiêu đãi ngươi. Đồng Trường Hạo ăn quả đắng, trong lòng sinh khí cũng không dám phát tác, tiểu tử này nếu là phát hỏa, sự tình gì đều làm được, hiện tại là mấu chốt thời khắc, vạn nhất hắn đặt xuống gánh, cuối cùng khó chịu vẫn là chính mình. Đồng Trường Hạo nghĩ thông suốt đạo lý này, lập tức bỏ đi ý nghĩ, nén giận nói, tiểu Hứa, ngươi có gì cần một mực sách, dự toán phương diện không cần cân nhắc quá nhiều, nhất định phải đem lần này khai mạc nghi thức khiến cho long trọng, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Hứa Thuần Lương nói, Đồng Tổng, chuyện bên này ngươi liền chớ để ý, hậu thiên khởi công điển lễ, đến bây giờ khách quý danh sách đều không có cho chúng ta, ai đến? Nhiều ít người đến, ít nhất phải có cái đại khái, chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận. Ngươi muốn long trọng, muốn lực ảnh hưởng, đây không phải là ta hẳn là phụ trách, ta phụ trách là hiện trường chuẩn bị cùng điều hành, giữ gìn tốt điển lễ cùng ngày trật tự, làm tốt hậu cần bảo hộ công việc. Tuyên truyền là vấn đề của các ngươi, nghĩ mở rộng lực ảnh hưởng. Các người dùng tiền mua các lớn web portal đầu đề nóng lục soát A, nếu như còn cảm thấy chưa đủ, có thể đem ban tổ chức mời đến làm hiện trường đưa tin. Đồng Trường Hạo bị Hứa Thuần Lương hàn sầm một trận, không chờ hắn nói chuyện đâu, Hứa Thuần Lương tiếp lời mình bận bịu, đưa điện thoại cho phủ lên. Đồng Trường Hạo cầm di động tức đến xanh mét cả mặt mày, ta là lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ phó tổng A, tập đoàn văn kiện minh xác lãnh đạo của ta vị trí, ta cùng Triệu Phi Dương bình khởi bình tọa. Ngươi Hứa Thuần Lương là thuộc hạ của ta, ta là ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, ngươi dựa vào cái gì an bài ta công việc. Đồng Trường Hạo hơn nửa ngày mới bớt đau đến, tức giận đến cắn răng nghiến lợi mắng một câu, đặc biệt mẹ nó. Mắng xong sau hướng chung quanh nhìn một chút, sợ có người nghe được, nếu để cho Hứa Thuần Lương nghe được khẳng định không tha cho mình, hắn lúc này mới ý thức được mình đối Hứa Thuần Lương từ đáy lòng là kiêng kỵ, cái gì lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cũng chính là trên danh nghĩa. Tên kia liền Đường Thiên Nhất đều chiếu đánh không lầm huống chi mình. Sinh khí về sinh khí, Đồng Trường Hạo việc còn mà làm theo, Kiều Viễn Giang tới tin tức phi thường đột nhiên, Đường Kinh Luân cũng là vừa vặn mới thông chi hắn. Thông qua chuyện này chứng minh, Đường Kinh Luân tại Bình Hải vẫn là có mặt bài, mặc dù Hoa Niên tập đoàn đoạn thời gian gần nhất lâm vào nhiều khởi phiền phức, nhưng là làm Bình Hải mấy lớn đại biểu dân doanh tập đoàn một trong tỉnh hay là vô cùng coi trọng. Mai Như Tuyết đến Đông Châu về sau, trước tiên đi một tiếp kiến đại bá, dừng xe thời điểm, nhìn thấy Chu thư ký từ bên trong ra, không cần hỏi khẳng định là vừa vặn cùng đại bá đã gặp mặt. Mai Như Tuyết không có lập tức xuống xe, vẫn là tận lực phòng ngừa cùng Chu thư ký gặp mặt, chờ Chu thư ký rời đi về sau, nàng vừa rồi trước khi xuống xe hướng đại bá ngủ lại lầu nhỏ. Kiều Viễn Giang giờ phút này liền đứng tại lầu nhỏ trên ban công, kỳ thật từ chất nữ xuống xe hắn liền thấy, mỉm cười hướng nàng phất phất tay. Mai Như Tuyết ngẩng đầu thấy được đại bá, cũng phất tay làm đáp lại. Đi vào gian phòng bên trong, Kiều Viễn Giang vừa vặn về tới phòng khách, cười nói, tới thật là nhanh, ta còn tưởng rằng muốn đến tối đâu. Mai Như Tuyết nói, Nguy Sơn đảo bến tàu xây dựng thêm hoàn thành, tăng lên phà số lượng, từ ở trên đảo tới thuận lợi cũng chính là nửa giờ, chờ sang năm nhanh chóng đường khai thông, thời gian sẽ rút ngắn đến một giờ trong vòng. Kiều Viễn Giang khen. Người tại Nguy Sơn đảo thật đúng là đã làm nhiều lần sự tình. Mai Như Tuyết cũng không dám tham công, chính sách quan trọng phương châm đều là Đông Châu cấp lãnh đạo định ra tới, ta chỉ là vừa xảo đuổi kịp thời điểm tốt. Kiều Viễn Giang nói, đây chính là kỳ ngộ, ta từ đầu đến cuối cho rằng, người đời này kỳ ngộ trọng yếu nhất. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình sinh không gặp thời, nếu như kỳ ngộ tốt, vị trí của hắn tuyệt không chỉ như thế, nhưng bây giờ hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Kiều lão lại không cho là như vậy, lão gia tử không thích cái này đại nhi tử nguyên nhân là bởi vì hắn trên thân không có đột xuất chính trị trí tuệ lại khiếm khuyết cố gắng, mấu chốt nhất là khiếm khuyết tranh đấu dũng khí, cho tới bây giờ niên kỷ, Kiều Viễn Giang đã không có tiến lên khả năng. Mai Như Tuyết cho đại bá mang đến hai sách lá trà là Hứa Thuần Lương cho nàng, Hiển Hồng nông trường xuất phẩm. Kiều Viễn Giang cười nói, kỳ thật ngươi không cần thiết chuyên môn đi một chuyến, hậu thiên ta liền đi Nguy Sơn đảo. Mai Như Tuyết nói, ta đã hoàn thành công việc giao tiếp, tiết sau liền đến Đông Châu khu công nghệ cao công việc, cũng không thể từ đầu đến cuối sống ở đó bên cạnh.
thể chế bên trong liền muốn biết đại thể hiểu tiến thối, không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính, điều lệnh đều đã nhận được, tổng không có ý tứ tiếp tục lưu lại trấn chính phủ. Kiều Viễn Giang nói, lão gia tử tốt một trận phàn nàn, hắn là nhớ ngươi trở lại kinh thành công việc. Tiểu Tuyết A, ở lại kinh thành tốt bao nhiêu, người trong nhà đều tại, lẫn nhau chiếu ứng thuận tiện, lên cao không gian cũng so Đông Châu lớn, thực sự không được ta có thể an bài ngươi đi Nam Giang công việc. Mai Như Tuyết nói, đại bá, ta ở chỗ này rất tốt, ta nếu là thật đi Nam Giang, ngươi không sợ người ta nói ngài nhàn thoại. Kiều Viễn Giang nói liền nói đi, ngươi cho rằng tại Đông Giang liền không ai nói xấu rồi. Miệng mọc trên người người khác, bọn hắn yêu nói cái gì là tự do của bọn hắn, nếu là mỗi sự kiện đều muốn cân nhắc người khác cảm thụ, vậy thì cái gì sự tình đều không cần làm. Mai Như Tuyết cười nói, khó trách Gia Gia luôn nói ngài tâm lớn. Kiều Viễn Giang cười cười, tâm lớn với hắn mà nói cũng không phải một cái lời ca ngợi, phụ thân nói tâm hắn lớn có ý tứ là nói hắn thực chất bên trong có loại cái gì cũng không đáng kể tính trơ, nói dễ nghe gọi không so đo, khó nghe gọi không dụng tâm. Lão gia tử thường nói, nếu như không dám đi chạy, liền không khả năng thắng được thi đua, nếu như ngươi không dám đi chiến đấu, liền không khả năng thắng được thắng lợi. Kiều Viễn Giang không thể không thừa nhận, hiện thực đã để hắn có nằm ngửa ý nghĩ, nửa đời trước quá mức thuận lợi, cơ hồ đều tại nằm thắng bên trong vượt qua, tuổi già muốn đứng lên cũng khó khăn, cái này nghiệm chứng phụ thân lúc trước câu nói kia, một người có thể nằm thắng một cái giai đoạn, nhưng là tuyệt không có khả năng nằm thắng cả một đời. Kiều Viễn Giang cho chất nữ rót chén trà, Mai Như Tuyết hai tay tiếp nhận, đại bá, ngài lần này đi Nguy Sơn đảo muốn giúp Hoa Niên tập đoàn đứng đài sao? Kiều Viễn Giang sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta lần này đến Đông Châu là đại biểu trong tỉnh điều tra nghiên cứu văn giáo vệ sinh công tác, vừa vặn gặp phải Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công điển lễ, ta bên này nhận được Hoa Niên tập đoàn đường tổng mời, đã tới, cũng nên biểu thị một chút đối dân doanh xí nghiệp ủng hộ nha. Ta nghe nói gần nhất Hoa Niên tập đoàn có không ít phiền phức a. Mai Như Tuyết huyền truyền nhắc nhở. Kiều Viễn Giang nhấp một ngụm trà, Hoa Niên tập đoàn là Bình Hải lớn nhất đại biểu tính dân doanh xí nghiệp, bọn hắn thực lực hay là vô cùng hùng hậu, không có khả năng sụp đổ mất, Nam Giang phương diện cũng không có khả năng nhìn lấy bọn hắn sụp đổ mất. Hoa Niên phát triển cho tới hôm nay, đã trở thành một chiếc xí nghiệp hàng không mẫu hạm, nếu như chiếc này hàng không mẫu hạm đắm chìm, tất sẽ tại Bình Hải tỉnh bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, một cái lực ảnh hưởng như thế lớn tập đoàn rửa qua, được chịu tổn thất lớn nhất vẫn là tập đoàn phổ thông người lao động. Mai Như Tuyết biết đại bá nói đến đều là tình hình thực tế, nhưng là nàng vẫn là cho rằng đại bá không nên tại loại này mẫn cảm thời điểm giúp Hoa Niên đứng đài. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Vương Kim Vũ tự mình áp xe đưa bạn tay lễ tới, nhóm này bạn tay lễ tất cả đều là từ Hiển Hồng nông trường định chế. Hứa thuần lương để kế toán lập tức cho nông trường tính tiền. Vương Kim Vũ cười nói, không vội, người ta còn có thể không tin được. Hứa thuần lương nói, ta đương nhiên không có vấn đề, nhưng tiền là Hoa Niên tập đoàn ra. Hai người đều nở nụ cười, Vương Kim Vũ nhìn thoáng qua bố trí tình huống, khen, tràng diện rất lớn. Cấp trên yêu cầu, lúc đầu nói hết thảy giản lược, dự tính được là hạn là 20 vạn, hiện tại cho tăng lên tới 100 vạn. Vương Kim Vũ nói, lãng phí a, khởi công điển lễ đều là làm cho người khác nhìn. Hứa thuần lương nói, để ngươi giúp ta liên hệ pháo mừng nói thế nào. Toàn tất cả an bài xong, còn có người muốn bổ câu hết thảy đúng chỗ. Hứa thuần lương đưa cho hắn một chương thư mời, Vương Kim Vũ vui vẻ, ta không cần cái này. Hứa thuần lương nói, cho Đông Thúc, Đông Nghiễm sinh thân là Hiển Hồng nông trường lão bản, là Nguy Sơn đảo tiếng tăm lừng lẫy đại biểu tính nhân vật. Tại Hứa thuần lương đầu tiên mời khách quý liệt kê. Vương Kim Vũ tiếp nhận thu vào, lúc này nghe được một cái thanh âm quen thuộc kêu lên, nha, các người hai anh em đều tại a. Vương Kim Vũ xoay người lại nhìn thấy Phổ Kiến cõng một cái túi du lịch lớn đi tới, Vương Kim Vũ nói, Phổ Tổng, người không phải trở lại kinh thành sao? Phổ Kiến cười nói, không đi, một mực Đông Châu ở lại đâu, quê quán nhân dân quá nhiệt tình, ta không nỡ a, chờ qua năm lại trở về. Kỳ thật hắn là Hứa thuần lương cho kêu đến, Phổ Kiến một người tại Đông Châu ở lại cũng nhàm chán, nghe được Hứa thuần lương triệu hoán, đơn giản thu thập một chút một lát không ngừng lại tới. Vương Kim Vũ còn có việc, Hứa thuần lương để hắn đi làm việc, buổi tối tới bệnh viện nhà ăn uống rượu. Hắn bồi tiếp Phổ Kiến đi vào bệnh viện phía sau lầu ký túc xá, an bài cho hắn cái gian phòng. Phổ Kiến đem túi du lịch đặt lên bàn, huynh đệ, chuyện gì a? Lửa mà đem ta cho kêu đến. Cha ta mẹ an bài cho ta ra mắt đâu,
người đến bồi ta một cái lão bà. Hứa Thuần Lương ném cho hắn một hộp khói, cho ngươi đẹp mặt. Phổ Kiến mở ra thuốc lá rút ra một chi đốt, đó chính là nhớ ta, nếu không tại sao nói thê tử như quần áo, huynh đệ như tay chân. Hứa Thuần Lương vui mừng mà nói, ngươi liền bần đi, nữ nhân đều là bị ngươi cái miệng này dọa cho chạy. Phổ Kiến hít một hơi thuốc lá nói, đến cùng tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, lão Trần lần trước đi nhà máy rượu khảo sát sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Phổ Kiến gật đầu nói, nhớ kỹ, kia hàng nhưng đủ xảo quyệt, đừng nhìn dài một chương thật thà chất phác mặt gấu, tâm tư đủ nhiều, ta lúc đầu cũng cho là hắn là đến khảo sát bệnh viện các ngươi, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hắn nhớ thương phải là Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, nghe nói kia ba miệng hầm ao có tuổi rồi. Hứa Thuần Lương nói, giống như sự tình không có đơn giản như vậy. Phổ Kiến ngạc nhiên nhìn qua hắn, Hứa Thuần Lương đem mình tối hôm qua kiến thức nói một lần. Phổ Kiến nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, ta thao. Cái này mẹ nó là cái đội a. Thuần Lương, người đối lão Trần đến cùng hiểu bao nhiêu? Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm nhận biết bắt nguồn từ ở kinh thành tập trung học tập, hai người đều là dùng tiền mua trình độ đồng học quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút, lão Trần người này thật không đơn giản, hắn đi theo ta nói đến rất nói nhiều đều là biên gia, ta thậm chí hoài nghi, hắn từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta liền có mục đích. Phổ Kiến nói, nếu thật là dạng này, con hàng này tâm cơ cũng quá nặng đi. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại đã biết rõ ta để ngươi tới đây làm gì sao? Phổ Kiến cười nói, ngươi là để cho ta tiên hạ thủ vi cường. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng mấy ngày nay Trần Thiên Phàm liền sẽ tới, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu hắn tình thế bắt buộc. Phổ Kiến nói, ta sẽ nắm chặt thời gian tra rõ ràng kia ba miệng cổ hầm ao đến cùng có bí mật gì. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta đã nói trước, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình cũng không thể làm. Phổ Kiến nói, yên tâm đi, người thế nào của ta, quyết không thể hỏng hoàng thất chúng ta anh danh. Mặc dù Hứa Thuần Lương lời nói đến mức không dễ nghe, nhưng Đổng Trường Hạo vẫn là tại cùng ngày liền chạy tới Nguy Sơn đảo, đích thân tới hiện trường chỉ huy khởi công nghi thức công tác chuẩn bị. Hứa Thuần Lương gặp hắn tới, dứt khoát cầm trên tay công việc đều ném cho hắn, xoay người đi trấn chính phủ. Tần Chính Dương tiếp nhận Hứa Thuần Lương đưa tới thư mời, mở ra xem nhìn, cười nói, chúc mừng a, cuối cùng khai công. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, người cái này cuối cùng ta nhưng không tán đồng, chúng ta hạng mục từ khởi động đến khởi công hiệu suất còn có thể a. Tần Chính Dương nói, đơn độc nhìn còn có thể, nhưng là cùng người khác tướng so hiệu suất của các ngươi liền thấp không ít, ta nhớ được Đại Hằng tập đoàn suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục tại các ngươi về sau đã được duyệt đi, người ta khởi công đều thời gian dài bao lâu. Hứa Thuần Lương nói, như thế lớn hạng mục khẳng định phải làm đủ công tác chuẩn bị, căn cứ kinh nghiệm của ta, phàm là vội vàng lên ngựa hạng mục, 8-9 phần 10 cũng là vì xào nhiệt độ vòng tiền. Tần Chính Dương cười nói, tốt ngươi cái Hứa Thuần Lương, ngươi không thể vì cất cao mình liền dẫm thấp người khác a. Hứa Thuần Lương nói, ta chưa hề nói người ta nói xấu thói quen, nhưng nhắc lên cái kia Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn liền đến khí, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tuyên truyền liền cưỡng ép buộc chặt chúng ta, cọ chúng ta nhiệt độ, cọ chúng ta tài nguyên. Tần Chính Dương cười ha ha, hắn đứng dậy cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, đưa cho hắn nói, Đại Hằng tập đoàn thực lực muốn thắng qua Hoa Niên a. Người ta cọ các ngươi cái gì rồi? Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, bọn hắn tuyên truyền sách ngài nhìn a. Làm cho chúng ta khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện biến thành bọn hắn nguyên bộ, người nói làm giận không? Tần Chính Dương nói, các ngươi ngày mai mới khởi công đâu, nào có cái gì nguyên bộ? Tuyên truyền, loại này tuyên truyền còn không phải nhà đầu tư thường sử dụng thủ đoạn. Vậy cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt a. Khoác lác gì bức a, bọn hắn có hơn 100 mắt suối nước nóng, ta làm sao không biết? Tần Chính Dương cũng không biết, hắn tại Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người nói, tuyên truyền nha, các ngươi cũng có thể tuyên truyền a. Hứa Thuần Lương nói, ta không phản đối tuyên truyền, nhưng là cũng không thể hào không điểm mấu chốt hư giả tuyên truyền a. Tần Bí Thư, ta cảm thấy chuyện này vẫn là cần muốn chỉnh đốn một chút, ngài thấy được chưa, bọn hắn lắc lư nhiều ít lão đầu lão thái thái tới, đám kia tiêu thụ, vì bán nhà cửa mặt cũng không cần, nghĩ để người ta trong túi hưu bổng tiền quan tài đều móc ra. Người nói bọn hắn thua thiệt không lỗ tâm. Tần Chính Dương nói, không nghiêm trọng như vậy đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn, về sau muốn đối Đại Hằng tăng cường giám thị, vạn nhất Đại Hằng cái này suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn bạo lôi, chẳng những người tiêu dùng không may,
còn muốn liên lụy bọn hắn Công Tín Lực, dù sao tướng Đại Hằng tập đoàn Chiêu Thương dẫn tư đi vào là bọn hắn. Nhớ tới gần đây tầng tầng lớp lớp bất động sản bạo lôi sự kiện, Tần Chính Dương càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại Hằng, Hoa Niên, những này dân doanh xí nghiệp trải qua thời gian dài dã man sinh trưởng, cũng ăn vào cải cách tiền lãi, nhưng là những này dân doanh xí nghiệp khuyết thiếu lâu dài ánh mắt, khuyết thiếu xã hội tinh thần trách nhiệm, tệ nạn cũng dần dần hiển lộ ra, làm nơi đó chính phủ, bọn hắn nhất định phải cố hết trách nhiệm, đưa đến giám thị tác dụng, giữ gìn dân chúng bản thân lợi ích. Hứa Thuần Lương hỏi Nguy Sơn đảo nhà máy rượu sự tình, Tần Chính Dương nói cho hắn biết, chuyện này trong trấn đã thảo luận qua, sơ bộ cho rằng nhà máy rượu khởi động lại sản xuất cũng không phù hợp trước mắt Nguy Sơn đảo lục sắc phát triển định vị. Nhà máy rượu khôi phục sản xuất về sau khẳng định sẽ mang đến một loạt ô nhiễm vấn đề. Thiên Phàm tập đoàn bọn hắn hiểu qua, tại Kiêm Tây Tổng xưởng liền bởi vì ô nhiễm vấn đề nhiều lần bị phạt, mà lại cho tới bây giờ bọn hắn cũng không xuất ra kỹ càng phương án. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, ta có người bằng hữu, hắn đối rượu văn hóa cảm thấy rất hứng thú, nghĩ nhận thầu nhà máy rượu mảnh đất kia kiến thiết một cái rượu văn hóa thôn, lấy phát triển du lịch làm cơ hội, phát dương một chút Nguy Sơn đảo rượu văn hóa. Tần Chính Dương nói, lục sắc du lịch hạng mục chúng ta khẳng định là ủng hộ, bất quá bây giờ trong thành phố muốn thành lập một cái du lịch bộ chỉ huy, văn lữ phương diện phê duyệt về sau có thể muốn báo cáo bộ chỉ huy, từ bộ chỉ huy phê duyệt. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ta mới thừa dịp bộ chỉ huy sự tình không có tuyên bố trước đó, trước tìm ngài hỗ trợ. Tần Chính Dương nói, chuyện này dễ làm, nơi đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi để hắn xuất ra một cái phương án cụ thể, chỉ cần đi đến thông. Ta bên này khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, có thời gian dẫn hắn tới nói chuyện đi. Hứa Thuần Lương dự định cáo từ thời điểm, Tần Chính Dương nói, Hứa chủ nhiệm, liên quan tới du lịch bộ chỉ huy sự tình ngươi có cái gì tin tức? Hứa Thuần Lương biết chuyện này đã chứng thực, coi như nói cho hắn biết cũng không có quan hệ gì, cười nói, ta cũng là nghe nói, tựa như là Đông Châu thì cục du lịch phái một vị họ Phạm phó cục trưởng phụ trách chuyện này. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu. Tới tay quyền lực bị người phân đi hơn phân nửa, đổi thành ai tâm tình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương nói, ta đi, còn phải đi chuẩn bị khởi công điển lễ sự tình. Tần Chính Dương tiễn hắn tới cửa, không phải thường khách khí. Hứa Thuần Lương chạm tiếp theo đi Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ, giám đốc Lưu Gia Kỳ nghe nói hắn tới, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón lấy, Hứa viện trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hứa Thuần Lương cười nói, Lưu quản lý khách khí, ta hôm nay tới là chuyên đưa cho ngài thư mời tới. Hắn mang theo hai tấm thư mời, một chương là cho Lưu Gia Kỳ, mặt khác một chương là cho Trương Hằng Dương, kỳ thật chủ yếu mời phải là cái sau, cái trước chỉ là tiện thể vật làm nền. Lưu Gia Kỳ nói, tạ ơn, tạ ơn, chúng ta Trương Tổng ngay tại Đông Châu đâu, ta mau chóng đem chuyện này hướng hắn báo cáo. Nàng để trợ lý đưa tới hai ly cà phê, trong đó một chén đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hỏi bọn hắn gần nhất tiêu thụ tình huống. Lưu Gia Kỳ thở dài nói, không được, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, bất động sản dậy sóng ngay tại hạ thấp, chúng ta cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hứa viện trưởng, ta nghe nói bệnh viện các ngươi cũng muốn làm dưỡng lão địa sản hạng mục. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta 4 năm trước liền định làm dưỡng lão hạng mục, chẳng qua là lúc đó thời cơ không thành thục, cho nên mới kéo đến bây giờ. Nói bóng gió chính là cái này khái niệm là chúng ta chơi trước. Các người chỉ là bắt chước lời người khác, đạo văn chúng ta khái niệm. Lưu Gia Kỳ nói, xem ra sau này chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Hứa Thuần Lương lắc đầu, người tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, mọi người muốn trợ giúp lẫn nhau cộng đồng tiến bộ, tuyệt đối đừng làm nội bộ đấu tranh. Lưu Gia Kỳ nở nụ cười, đúng vậy a, vẫn là Hứa viện trưởng cảnh giới cao. Hứa Thuần Lương nói, lại nói, chúng ta không mua nhà tử, chúng ta tính chất hoàn toàn không giống. Lưu Gia Kỳ nghe ra hắn nói bóng gió, cười nói, chờ mong khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện sớm ngày kiến thành, chúng ta về sau nhân viên kiểm tra sức khỏe cũng không cần đi Đông Châu. Nàng tại uyển chuyển nhắc nhở Hứa Thuần Lương, chúng ta không hề có lỗi với ngươi, trước đây đem nhân viên kiểm tra sức khỏe an bài tại Trường Hưng kiểm tra sức khỏe trung tâm, tương đương với biến tướng cho ngươi đưa một bút trích phần trăm. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Lưu Gia Kỳ rõ ràng là điểm ta. Đừng tưởng rằng điểm này ơn huệ nhỏ liền đem ta thu mua, lão tử căn bản liền không quan tâm, hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng la khóc. Lại là một đôi lão niên vợ chồng tới nháo trả phòng, nhân viên bán hàng tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, nói khô cả họng vẫn không thể nào thuyết phục đối phương. Lão đầu kia cảm xúc kích động lên,
yêu cầu bọn hắn lập tức trả phòng, không phải hắn ngay ở chỗ này không đi, hắn lớn tiếng la hét, lừa đảo, các ngươi chính là lừa đảo, lúc trước nói xong nếu như không hài lòng, lập tức cho trả phòng, hiện tại lại ra sức khước từ, ta liền hỏi hỏi các ngươi suối nước nóng ở đâu. Nhân viên bán hàng nói, đại gia, bản mẫu khu suối nước nóng ngài gặp được a? Không phải hơn 100 mắt sao, ta làm sao chỉ thấy một chút, ta làm sao biết có phải hay không thiêu đến nổi hơi. Đại gia, chúng ta đại hàng lớn như vậy phòng xí không có khả năng lừa các ngươi, mà lại suối nước nóng khai phát là có thứ tự tiến hành, không có khả năng duy nhất một lần đem hơn 100 mắt suối nước nóng tất cả đều mở phát ra tới. Lừa gạt ai đây, lòng dạ hiểm độc phòng xí nhiều, cũng không kém các ngươi một cái. Lão Thái Thái nói, bệnh viện đâu? Các ngươi nói nguyên bộ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đâu? Chẳng lẽ chính là cái kia rách dưới Nguy Sơn đảo bệnh viện? Đại nương! Bệnh viện Hậu Thiên liền chính thức khai công, sẽ tổ chức long trọng khởi công khánh điển, trong thành phố không ít đại lãnh đạo đều sẽ tới đích thân tới hiện trường. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, bọn hắn khởi công khánh điển thế mà cũng bị đại hằng lấy ra làm tuyên truyền. Lưu Gia Kỳ rất không muốn một màn này bị Hứa Thuần Lương nhìn thấy, nàng ra hiệu nhân viên bán hàng tướng kia đối lão niên vợ chồng mời đến văn phòng đàm, cùng lắm thì cho bọn hắn lui đi thôi, tiêu thụ quá trình bên trong chuyện như vậy là khó mà tránh khỏi. Luôn có người sẽ không hài lòng, loại tình huống này sớm ngay tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, lại nhìn thấy một chiếc xe buýt lôi kéo lão đầu các lão thái thái tới tham quan, có người thức tỉnh đến sớm kịp thời thoát thân, lại có mới hộ khách bị dao động tiến đến. Hứa Thuần Lương đối suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn tình huống hay là vô cùng hiểu rõ, biết bọn hắn tiêu thụ tình huống không tệ, đại hằng tập đoàn tại mở rộng phương diện rất có một bộ, không phục không được. Trở lại lâm thời Trù Hoài Kiến lập bộ, nhìn thấy Đồng Trường Hạo chính tập hợp một đám người họp, con hàng này là thật tâm khẩn trương, Đường Kinh Luân đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, khai trương khánh điển không cho sơ thất. Đừng nhìn Đường Kinh Luân luôn mồm tín nhiệm Hứa Thuần Lương, nhưng là mấu chốt sự tình còn không dám giao cho hắn, dù sao Hứa Thuần Lương tiểu tử này rất khó khăn trưởng khống, lần này khai trương khánh điển lại cực kỳ trọng yếu, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Đồng Trường Hạo nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, cười cười nói, tiểu Hứa, chúng ta lâm thời mở tiểu hội, phân phối một chút công việc cụ thể. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi tiếp tục, ta còn có việc, đi trước một bước. Đồng Trường Hạo nói, chớ vội đi a, cái này kết thúc, ta có việc cùng ngươi đàm. Hắn tranh thủ thời gian tan họp, lo lắng Hứa Thuần Lương không cao hứng, chờ người đều đi, hắn hướng Hứa Thuần Lương giải thích nói, tiểu Hứa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có bao biện làm thay ý tứ, ta vốn không muốn đến. Nhưng Đường Tổng không phải để cho ta tới. Lén lén lút lút nhìn một chút chung quanh, vững tin tất cả mọi người đi, lúc này mới hạ giọng nói, lần này trong tỉnh chủ quản văn giáo vệ sinh đại lãnh đạo sẽ tới. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lại còn coi cái đại bí mật, không phải liền là Mai Như Tuyết đại bá Kiều Viễn Giang, hắn có chút không rõ Kiều Viễn Giang cùng Đường Kinh Luân quan hệ thế nào. Lần này thế mà thật xa từ Nam Giang tới là Hoa Niên tập đoàn đứng đài. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng bị Hoa Niên tập đoàn lợi dụng? Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký sẽ đến không? Đồng Trường Hạo nói, còn không rõ ràng lắm, bất quá 8-9 phần 10 đi. Hứa Thuần Lương nói, theo ta thấy, lần này 100 vạn dự toán có chút không đủ. Đồng Trường Hạo nói, phí tổn phương diện không cần lo lắng, nhất định phải đem lần này khánh điển làm tốt. Đến lúc đó, Bình Hải đài truyền hình cùng Đông Châu đài truyền hình đều sẽ có đưa tin tổ đến hiện trường tiến hành phỏng vấn. Hứa Thuần Lương nói, Hoắc, thanh thế đủ lớn. Đồng Trường Hạo nói, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, làm thương nghiệp liền phải đem mình nhất mặt tốt đối với ngoại giới tiến hành biểu hiện ra, tiến hành tuyên truyền. Hứa Thuần Lương nói, ta trước đó tưởng rằng tiểu đả tiểu nháo, không nghĩ tới quy mô như thế hùng vĩ. Đồng Tổng, ta đi qua chưa bao giờ tổ chức qua như vậy đại hình khánh điển hoạt động, may mắn ngươi đã đến, không phải ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Đồng Trường Hạo trong lòng tự nhủ người này cuối cùng khiêm tốn một lần. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nhìn ta phụ trách cái gì? Hắn vừa rồi không có họp, không biết Đồng Trường Hạo là phân chia như thế nào công tác. Đồng Trường Hạo nói, mấu chốt nhất là trật tự hiện trường, ta hiện tại chỉ lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng, nhiều như vậy trọng yếu lãnh đạo quý khách, nhất định phải ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh, muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, cái này không có vấn đề, ta cùng đồn công an liên lạc một chút, để bọn hắn điều một chút cảnh lực, lại điều tạm một chút đáng tin người trẻ tuổi hỗ trợ duy trì trật tự. Đồng Trường Hạo liên tục gật đầu nói,
Tốt, dạng này không còn gì tốt hơn. Hứa Thuần Lương cùng hắn cũng không có gì có thể nói chuyện, lúc này phân viện bí thư Đàm Hải Yến tiến đến nói cho hắn biết bên ngoài có người tìm. Hứa Thuần Lương vừa vặn rời đi, đến đi ra bên ngoài, không có thấy có người, ấn lý thuyết Đàm Hải Yến sẽ không mở mình trò đùa, chính tại kỳ quái thời điểm, nghe phía sau truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Trở lại nhìn lại, đã thấy Mạc Hàm từ góc tường đi tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần, đến đây lúc nào? Mạc Hàm nói, vừa tới. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua giày của nàng, phát hiện rất sạch sẽ, hẳn không phải là từ bến tàu một đường đi tới, cũng không gọi điện thoại trước tới, ta xong đi tiếp ngươi. Mạc Hàm nói, không cần, ta để Vương Kim Vũ tiếp một chuyến. Hứa Thuần Lương lúc này mới lưu ý đến Vương Kim Vũ bình thường mở Land Rover liền ngừng ở bên cạnh đất trống bên trong, đoán chừng Mạc Hàm đặc địa bàn giao không có để hắn nói với mình. Hứa Thuần Lương nói, hắn ở đâu? Mạc Hàm nói, hắn không có tới, xe cho ta mượn. Hứa Thuần Lương nói, cái này mới tách ra mấy ngày liền chuyên chạy tới nhìn ta. Mạc Hàm cắt một tiếng nói, phiền phức tìm tấm gương hảo hảo chiếu mình một cái, người có lớn như vậy mị lực sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi tổng không phải sang đây xem Vương Kim Vũ. Ta là tới xem trò vui. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, xem kịch, nhìn cái gì hí, chẳng lẽ nói là bọn hắn khai trương khánh điển. Phổ Kiến tỉnh ngủ về sau cũng tìm tới, nhìn thấy Mạc Hàm, không khỏi lấy làm kinh hãi, nha, đây không phải Mạc tiểu thư sao. Duyên phận A, nghĩ không ra tại cái này rời xa đô thị trên đảo nhỏ đều có thể gặp được ngài. Mạc Hàm liếc mắt để chính hắn đi thể hội. Phổ Kiến nói, minh bạch, ngài là tìm đến Hứa Thuần Lương, không công bằng A, khát chết khát, úng lụt chết. Mạc Hàm nói, ngươi lại bần ta đem ngươi răng cửa cho đánh xuống đến. Nàng lúc nói chuyện vẻ tươi cười đều không có, một đôi mắt sáng lộ ra lạnh lùng, khiến cho Phổ Kiến nội tâm giật cả mình, làm sao có chút không hiểu sợ hãi đâu. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, người ta cho ngươi mở trò đùa đâu. Mạc Hàm nói, ta là chăm chú. Phổ Kiến nói, không cần ngươi gõ, ta tự mình tới, đại mỹ nữ lên tiếng, ta nhíu mày đều không phải là nam nhân. Hứa Thuần Lương nói, ta liền phục ngươi phần này dũng khí, quay đầu ta dẫn ngươi đi lội khoang miệng khoa, đem ngươi hai răng cửa cho tháo ra, quay đầu mài rũa một chút làm hai vòng tai cho Mạc Hàm phủ lên. Mạc Hàm nhìn một chút Phổ Kiến răng cửa, không khỏi muốn cười, thật sự là bội phục người này sức tưởng tượng, liền Phổ Kiến môn kia răng, tặng không đều không cần. Phổ Kiến che miệng, Hứa Thuần Lương, ngươi quá độc ác, ta liền hai viên. Mạc Hàm nói, được rồi, đừng một sướng một họa lắc lư, Hứa Thuần Lương, ta thư mời đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngoại nhân mới muốn món đồ kia, chúng ta quan hệ thế nào, không cần đến cái kia. Hắn chỉ chiếc kia Land Rover nói, đi, lên xe, ta mang các ngươi đi một nơi. Hứa Thuần Lương đi địa phương là Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, Mạc Hàm nhìn thấy cái này rách dưới cất rượu nhà máy. Không rõ hắn đem mình gọi đến nơi đây làm gì. Đi vào tường đông, Hứa Thuần Lương nhảy lên bò lên trên đầu tường, Phổ Kiến không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo bò lên. Mạc Hàm ngẩng đầu nhìn hai người bọn hắn, làm gì? Giữa ban ngày bò người ta đầu tường, không sợ người ta thả chó cắn các ngươi. Hứa Thuần Lương đứng tại trên đầu tường hướng nàng ngoắc, đi lên, mang ngươi nhìn cách đổ tốt. Mạc Hàm nói, cao như vậy, ta nhưng không bò lên nổi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi lừa gạt ai vậy? Cũng không có vạch trần nàng, vươn tay ra, ta kéo ngươi đi lên. Mạc Hàm nhìn chung quanh một chút, vẫn là đi qua. Phổ Kiến cố ý cũng đem bàn tay xuống dưới, biết rõ Mạc Hàm sẽ không lựa chọn tay của hắn. Quả nhiên, Mạc Hàm vẫn là bắt lấy Hứa Thuần Lương bàn tay, Hứa Thuần Lương cánh tay dùng sức, Mạc Hàm căn bản không có khai thác bất luận cái gì chủ động biện pháp, liền bị hắn ôm đi lên. Hứa Thuần Lương nói, người cũng thế, không nhúc nhích, nhiều ít cũng có chút phản ứng, không sợ mệt mỏi ta. Phổ Kiến thổi phù một tiếng nở nụ cười, cái này tiểu sắc phê. Mạc Hàm chỉ coi không nghe thấy, gặp được loại tình huống này giả ngu là hóa giải lúng túng phương pháp tốt nhất. Phổ Kiến thầm than, đây chính là chênh lệch, đổi thành những lời này là mình nói ra được, Mạc Hàm có thể muốn một cước đem mình cho đạp xuống dưới. Phổ Kiến trước từ trên đầu tường trượt xuống, Hứa Thuần Lương thì trực tiếp nhảy xuống. Mạc Hàm còn tại trên đầu tường, Hứa Thuần Lương giang hai cánh tay nói, nhảy xuống, ta tiếp lấy ngươi. Mạc Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, cút xa một chút. Nàng cũng nhẹ nhàng nhảy lên,
vững vàng rơi vào nhà máy rượu trong sân. Phổ Kiến trợn mắt hốc mồm, tường viện này đến có cao hơn 2 mét, hắn cũng không dám trực tiếp nhảy đi xuống, Từ Mặc Hàm nhẹ nhàng động tác đến xem, nàng thân thủ không tệ, thân thể tính dẻo dai rất tốt. Mặc Hàm nhìn lên trước mắt hoang vu viện là có chút kỳ quái nói, người đem ta gọi đến nơi đây làm gì? Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, cho nàng giới thiệu một chút. Phổ Kiến nhẹ gật đầu, Lâm Thời Xung làm hướng dẫn du lịch, từ Trương Lương lắc lư đến đường sắt đội du kích, đi vào thủ công sản xuất xưởng, long trọng giới thiệu kia ba miệng cổ hầm ao. Mặc Hàm tại ba miệng rách dưới hầm bên cạnh ao bên cạnh dạo qua một vòng, có chút minh bạch bọn hắn ý tứ, hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi là lừa phỉnh ta bỏ tiền đầu tư mua xuống nơi này đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi thật sự là thông minh, một điểm liền rõ ràng, ta liền thích cùng người thông minh hợp tác. Mặc Hàm nói, ta không hứng thú hợp tác với ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca. Phổ Kiến lập tức minh bạch, ta đi bên ngoài đi dạo. Phổ Kiến rời đi về sau, Hứa Thuần Lương đem Trần Thiên Phàm sự tình nói một lần, Mặc Hàm nghe xong, cảm giác nơi này thật có kỳ quặc. Hứa Thuần Lương nói, Trần Thiên Phàm người này ngươi không hiểu rõ. Mặc Hàm lắc đầu nói, Europa Thương học viện học sinh vàng thao lẫn lộn, có tiền liền có thể đi vào, bình thường bên này nghiệp vụ ta cũng không chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, Phổ Kiến hoài nghi cái này ba miệng cổ hầm ao phía dưới có bảo bối. Mặc Hàm nói, vậy ngươi không nên tìm ta, mà là hẳn là báo cáo văn vật bộ môn, tự mình đào bảo đây chính là phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Hứa Thuần Lương thở dài nói, lúc đầu ta cũng nghĩ báo cáo, nhưng ta đêm đó trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện một khối xương rồng. Mặc Hàm lông mày phong khẽ động, khó trách hắn tìm chính mình. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, phát tấm bản đồ phiến cho nàng, kỳ thật chính là trước khi rời kinh Hoàng Vọng Lân cho hắn nhìn qua bản dập, tấm kia bản dập cùng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu không hề quan hệ, nhưng là cũng không chậm trễ Hứa Thuần Lương cho Mặc Hàm hạ mồi. Mặc Hàm nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn hồi lâu. Hứa Thuần Lương nói, ta tốt với ngươi đi, có chỗ tốt đầu tiên nghĩ đến ngươi. Mặc Hàm nói, ngươi dự định thế nào làm? Hứa Thuần Lương đem ý nghĩ của mình nói, từ Mặc Hàm ra mặt đi đàm cầm xuống Nguy Sơn hồ nhà máy rượu, về sau đóng gói trở thành rượu văn hóa sản nghiệp vườn, tại trong một khoảng thời gian, nơi này liền trở thành nàng tài sản riêng, sau đó bọn hắn liền có thể chuyện đương nhiên tiến hành cải biến khai phát. Mặc Hàm nói, ta thế nào cảm giác ngươi đang động tác võ thuật ta đây? Hứa Thuần Lương nói, thiên địa lương tâm, ta sáo lộ ngươi có chỗ tốt gì? Ta cái này gọi tài nguyên cùng hưởng, có chỗ tốt trước tiên nghĩ đến ngươi. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy, thiếu tiền đi. Hứa Thuần Lương nói, liền địa phương này có thể đáng bao nhiêu tiền? Ta là chân tâm thật ý hợp tác với ngươi, lúc trước ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có xương rồng tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đúng vậy, ngươi đã nhìn như vậy ta, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chính ta làm. Mặc Hàm nói, ta tin ngươi một lần. Hứa Thuần Lương nói, Trần Thiên Phàm nhóm người kia khả năng không dễ chọc, người ra mặt nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc Hàm nói, minh bạch, dù sao ngươi làm người tốt, ta làm người xấu thôi, ta ngược lại muốn xem hắn Trần Thiên Phàm có dám hay không gây sóng gió. Hứa Thuần Lương cười nói, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này dám làm dám chịu tính cách. Mặc Hàm nói, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ta phát hiện ngươi người này lại gian lại xấu, rõ ràng mình nghĩ người xấu nhà chuyện tốt, còn muốn tìm một cái tấm mộc, để ta giúp ngươi cản súng không nói, còn muốn ta bỏ tiền đầu tư, ngươi tổn hại không tổn hại a? Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù không làm sinh ý, nhưng tài nguyên cùng hưởng điều kiện tiên quyết là phong hiểm chung gánh, ngươi nếu là không có chút nào nỗ lực, ta dựa vào cái gì muốn đem như thế lớn bí mật cùng ngươi chia sẻ. Mặc Hàm nghe được trong không khí hèm rượu hương vị, nơi này còn có thể sinh rượu sao? Hứa Thuần Lương chỉ số một hầm ao, nghe nói chỉ có cái này miệng hầm ao còn có thể bình thường sử dụng. Mặc Hàm nói, rượu văn hóa vườn, người này mánh khóe cũng thật nhiều. Hứa Thuần Lương nói, Trần Thiên Phàm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới đàm phán, tiên hạ thủ vi cường, Hồ Sơn Trấn phương diện ta đến giật dây. Mặc Hàm nói, ta làm sao biết người khối kia xương rồng có phải hay không từ nơi này nhặt được. Bảo đảm không đủ một ít người cố ý dùng một chương từ nơi khác lấy được bản dập đến dẫn ta vào cuộc. Hứa Thuần Lương thầm khen Mặc Hàm khôn khéo, bất quá coi như nàng lại khôn khéo cuối cùng vẫn là muốn vào cuộc, dù sao xương rồng đối sự cám dỗ của nàng lực quá lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta lại không ép buộc ngươi, ngươi có lựa chọn tự do.
Mặc Hàm nhẹ giọng thở dài nói, ngươi dự định để Phổ Kiến tới làm chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết chuyện này càng ít càng tốt. Mặc Hàm nói, nếu để cho ta biết ngươi cõng ta chơi hoa văn, ta tuyệt không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khởi công khánh điển công tác chuẩn bị tại đều đâu vào đấy tiến hành. Sân nhà bố trí cùng sân khấu dựng đã hoàn thành, chủ bị phương sớm hướng khí tượng cục thu hoạch nghi thức cùng ngày thời tiết tình huống, xác định cùng ngày trời trong gió nhẹ, nhưng là nhiệt độ thấp, độ ấm thấp nhất âm 6 độ, khởi công nghi thức tuyển tại 11 giờ trưa 18 điểm, ngay lúc đó thời gian thực nhiệt độ không khí đại khái tại 4 độ tả hữu. Phạm vi hoạt động bên trong bảo đảm an chỉ huy cùng phụ trách trật tự công việc từ Hứa Thuần Lương phụ trách, đây cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hứa Thuần Lương là đặc địa này cùng nơi đó đồn công an người phụ trách Lý Thành Ba liên hệ, Lý Thành Ba sẽ ở ngày đó tận khả năng an bài cảnh lực đúng chỗ. Hoạt động hiện trường đánh dấu cùng quà tặng cấp cho công việc từ Đàm Hải Yến phụ trách. Hoạt động ngày đó dẫn đạo khách quý ra trận, liên hệ cũng tiếp đãi truyền thông từ Đồng Trường Hạo tự mình phụ trách. Hết thảy đều đã an bài sẵn sàng, chỉ chờ khai trương khánh điển đến. Khởi công điển lễ ngày đó sáng sớm. Điển lễ hiện trường bên ngoài cùng thông đạo đã cắm lập lớn cờ màu, thông hướng hoạt động hiện trường con đường cất đặt đèn lồng trụ, cầu vồng cổng vòm, bên trên treo tranh chữ, nhiệt liệt chúc mừng Hoa Niên Tập đoàn Khỏe Mạnh Dưỡng Lão Bệnh viện hạng mục long trọng khởi công, hoan nghênh các vị lãnh đạo cùng khách quý đến chỉ đạo. Cầu vồng cửa một bên thiết trí đánh dấu chỗ, hai bên là phụ trách lãnh đạo đánh dấu lễ nghi tiểu thư, những lễ nghi này tiểu thư đều là từ Trường Hưng Bệnh viện tuyển chọn tỉ mỉ ra y tá mỹ nữ, lâm thời qua đến giúp đỡ đứng đài. Từng cái mặc màu đỏ sườn xám, đứng trong gió rét run lẩy bẩy. Nhắc tới dự báo thời tiết sai sót không nhỏ, mặc dù là trời nắng, nhưng là gió không nhỏ, nguy sơn đảo tứ phía vòng hồ, gió hồ mang theo đặc hữu ướt lạnh hơi ẩm, thổi vào người, trực tiếp có thể thẩm thấu đến trong xương. Hứa Thuần Lương nhìn thấy trước mắt tình trạng, để những y tá kia đi trước trong phòng nghỉ ngơi, hiện tại mới 8 giờ rưỡi sáng, không cần thiết sớm như vậy liền ra đứng đài. Điện cơ nghi thức đài chủ tịch chỗ trải thả thảm đỏ, hai bên trưng bày mấy hàng tiểu hoa, tăng thêm một chút sinh cơ. Tại đài chủ tịch phía trước an bài chiêng trống giàn nhạc, những này là Đồng Trường Hạo nói ra, có tô đậm không khí hiện trường tác dụng. Thi công hiện trường các loại công cụ xe sắp xếp chỉnh tề, phía trên dùng lụa màu, hoa hồng lớn trang trí. Tại cỗ xe phía trước thả ở pháo mừng, chuẩn bị tại điện cơ hoàn tất thời điểm tể phóng. Đài chủ tịch đến điện cơ ao trước dùng thảm đỏ lớn lát thành, điện cơ ao cất đặt bia đá, bên trên hệ hoa hồng lớn, lụa đỏ mang liên lụy, chung quanh đống cát cắm lập điện cơ thuồng sắt, hệ tiểu hồng hoa, cung cấp lãnh đạo điện cơ bồi thêm đất, điện cơ ao hai bên phân bày xa hoa pháo mừng tám môn, phân phối chuyên nghiệp phóng ra nhân viên. Hứa Thuần Lương cùng Trương Hải Đào dẫn đầu bảo an vây quanh điển lễ hiện trường tuần tra một vòng, vì để tránh cho điển lễ quá trình bên trong xuất hiện không thể dự đoán tình trạng. Lần này điển lễ khai thác nửa phong bế tiến hành, tại công trường đại môn thiết trí cửa ải, không có thư mời người xin miễn đi vào, cho nên tổng thể bảo an nhiệm vụ cũng không gian khổ. Đi vào trước cổng chính thời điểm, đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba mang theo hơn 10 tên nhân viên cảnh sát đến đây, Hứa Thuần Lương cười nghênh đón, cùng Lý Thành Ba nắm tay, Lý sở, ngài tới thật sớm. Lý Thành Ba cười nói, Hứa viện trưởng an bài sự tình chúng ta đương nhiên phải nghiêm túc phối hợp. Hứa Thuần Lương nói, ăn sáng hay không? Ăn, ăn. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào dẫn bọn hắn đi thể nghiệm một chút bọn hắn phòng ăn dinh dưỡng bữa ăn. Lý Thành Ba để cho thủ hạ đi theo, hắn nếm qua, thủ hạ nhân viên cảnh sát có thật nhiều còn chưa ăn cơm. Hứa Thuần Lương móc ra một hộp khói đưa cho hắn, Lý Thành Ba khách khí một chút, liền tiếp tới, đốt một điếu thuốc, rút miệng nói, hôm nay đều đến cái gì lãnh đạo? Hứa Thuần Lương nói, không rõ ràng. Nghe nói tới vị đại nhân vật. Lý Thành Ba biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, từ khi hắn đi vào nơi đó đồn công an công việc, tới qua lớn nhất cán bộ cũng chính là Chu Thư Ký, lần kia qua đến vẫn là vì cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu thành lập đại sự. Kỳ thật Lý Thành Ba không có đem hôm nay điện cơ khánh điển coi trọng bao nhiêu muốn, hắn vốn cho rằng tối đa cũng chính là Nguy Sơn huyện lãnh đạo tới, không nghĩ tới cấp bậc cao như vậy. Lý Thành Ba nói, đây không phải là cục thành phố cũng phải người tới. Hứa Thuần Lương lắc đầu, chủ yếu khách quý đến tột cùng là ai, đến bây giờ còn không có hướng hắn thông báo, hắn không biết Đồng Trường Hạo thanh không rõ ràng. Đồng Trường Hạo ngay tại cách đó không xa gọi điện thoại, cúp điện thoại, nghe được Hứa Thuần Lương gọi hắn, hắn phất phất tay, biểu thị còn phải tiếp một chiếc điện thoại. Đồng Trường Hạo làm xong đi qua,
trước cùng Lý Thành Ba lên tiếng chào, lần trước tại Nguy Sơn đảo bị đánh thời điểm chính là Lý Thành Ba phụ trách hắn bản án, lúc ấy hắn cung cấp trọng điểm hoài nghi đối tượng là Hứa Thuần Lương. Thế sự khó liệu, ngày hôm qua cửu nhân chưa chừng là hôm nay bằng hữu. Đương nhiên Đồng Trường Hạo cùng Hứa Thuần Lương khẳng định không là bằng hữu, tối đa cũng chính là trong công tác cộng tác, vẫn chỉ là tạm thời. Đồng Trường Hạo thực chất bên trong là không thích Hứa Thuần Lương, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương năng lực, phi thường rõ ràng, tại Nguy Sơn đảo địa phương này mình căn bản không thể rời đi Hứa Thuần Lương, đừng nói là hắn, coi như Đường Kinh Luân cũng có được cùng hắn đồng dạng nhận biết. Lý Thành Ba nói, Đồng Tổng, hôm nay có đại lãnh đạo muốn tới sao? Đồng Trường Hạo nói, vừa mới xác định. Kiều Viễn Giang lâm thời sửa lại ngày đó hành trình. Một phương diện cùng Mai Như Tuyết đối với hắn khuyên nhủ có quan hệ. Thân là Bình Hải Ban lãnh đạo một thành viên, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới toàn tỉnh bên trên đặt cược ý, ngay tại lúc này ra cho Hoa Niên tập đoàn đứng đài là rất không sáng suốt. Một nguyên nhân khác là Chu thư ký lấy thân thể khó chịu làm lý do từ chối Nhã Nhặn tiến về Nguy Sơn đảo tham gia khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện điện cơ điển lễ. Kiều Viễn Giang tại thể chế bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, chính trị giác ngộ vẫn phải có. Coi như hắn cùng Đường Kinh Luân có chút giao tình, nhưng là công tư là tư, nhất định phải phân rõ ràng. Mặc dù hắn tại trong chính trị đã không có lên cao không gian, nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc đến bởi vì là cử động của mình khả năng mang cho Kiều gia ảnh hưởng. Kiều Viễn Giang vẫn là đi Nguy Sơn đảo, bất quá con mắt của nó đã cải thành hướng đường sắt anh hùng bia kỷ niệm kính tặng hoa vòng. Kế hoạch không bằng biến hóa, Đường Kinh Luân bị Kiều Viễn Giang giả thoáng một bắn chết trở tay không kịp, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội, nhưng hướng gió lại đột nhiên cải biến, Đường Kinh Luân biết mình bất lực cải biến Kiều Viễn Giang quyết định. Kiều Viễn Giang không đến, Chu thư ký không đến, nguyên bản xác định có mặt những cán bộ khác cũng nhao nhao đánh lên chống lui quân. Hết hạn ngày đó 9 giờ rưỡi, xác định có mặt nhất cao cấp bậc cán bộ chính là Cục vệ sinh Phó Cục trưởng Ngô Trung Nghĩa. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa là nhóm đầu tiên đến Nguy Sơn đảo khách quý. Trên đường liền đã nghe nói chủ yếu khách quý bởi vì không cách nào có mặt tin tức, Triệu Phi Dương chẳng những không có cảm thấy uể oải, ngược lại vui thấy như thế, Đường Kinh Luân vốn là muốn sắp mở công khánh điển khiến cho oanh oanh liệt liệt, lợi dụng chuyện này tướng tin tức làm lớn, hiện tại cơ bản có thể kết luận, lần này hoạt động sấm to mưa nhỏ, khẳng định không cách nào đạt thành hắn muốn hiệu quả. Hôm nay phụ trách đưa đón khách quý chính là Hiển Hồng Nông Trường Du Thuyền, Hoa Niên tập đoàn bỏ vốn thuê cả ngày. Hứa Thuần Lương chuyên qua tới đón tiếp bọn hắn, Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa bên trên Audi Q7, Hứa Thuần Lương từ ngồi kế bên tài xế xoay đầu lại, Triệu Viện, Cao Bí Thư, các người phát biểu bản thảo chuẩn bị xong chưa? Triệu Phi Dương chuẩn bị, nhưng là Cao Tân Hoa không có chuẩn bị, trong kế hoạch cũng không có hắn phát biểu bộ phận, hiện tại mấy vị trọng yếu khách quý vắng mặt, khiến cho quá trình phát sinh cải biến, cho nên lâm thời tăng lên hắn phát biểu bộ phận. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, ta không phát biểu. Để Đồng Trường Hạo đi nói, không được nữa mời Hồ Sơn Trấn lãnh đạo nói chuyện. Hứa Thuần Lương cười nói, người ta đều đi tiếp đãi đại lãnh đạo, trước mắt đều đi theo đường sắt anh hùng bia kỷ niệm, chúng ta bên này nhất cao cấp bậc chính là Cục vệ sinh Ngô Trung Nghĩa Phó Cục trưởng. Triệu Phi Dương nói, hắn tính là gì nhất cao cấp bậc? Phó sử cấp, Cao Bí Thư là chính sử. Cao Tân Hoa cười nói, Triệu Viện, người đừng điểm của ta hí, người đã sớm là chính sử. Triệu Phi Dương thở dài nói, ta hiện tại chính là cái cao cấp người làm công. Đi vào khánh điển hiện trường, nhìn thấy trước mắt bố trí tràng cảnh, Cao Tân Hoa không khỏi cảm thán, cái này khánh điển hoa vốn gốc. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Lý Thành Ba mang theo nhân viên cảnh sát rút lui trận, qua đi hỏi một tiếng, lại là bọn hắn tiếp vào trong huyện thông chi, để bọn hắn đi đường sắt anh hùng bia kỷ niệm nơi đó phụ trách công tác bảo an, có trọng yếu lãnh đạo tới. Lý Thành Ba mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là mệnh lệnh của lãnh đạo không thể không nghe. Hứa Thuần Lương để hắn nhanh đi, đại lãnh đạo cũng không tới, bọn hắn khởi công khánh điển tự nhiên không cần gì bảo an, Trương Hải Đào mang theo kia mấy tên bảo an đã đầy đủ ứng phó. Đồng Trường Hạo điện thoại liền không ngừng qua, đứng đang đào móc cơ bên cạnh lo lắng gọi điện thoại. Đường Kinh Luân tức giận đến ở trong điện thoại đem hắn thối mắng một trận, kỳ thật cùng Đồng Trường Hạo không hề có một chút quan hệ, muốn đem khởi công khánh điển làm lớn chính là Đường Kinh Luân. Phụ trách mời khách quý cũng là hắn, tối hậu quan đầu, lãnh đạo tha cho hắn bổ câu, Đồng Trường Hạo có thể có biện pháp nào? Đồng Trường Hạo rũ cục lấy gương mặt, mặt mũi tràn đầy suối quẩy. Nhìn thấy Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đến, Đồng Trường Hạo chỉ có thể giữ vững tinh thần tới chào hỏi,
Triệu Viện, Cao Bí Thư, các ngươi tới. Triệu Phi Dương cố ý nói, lão đồng, có phải hay không xuất hiện tình huống gì rồi? Đồng Trường Hạo mạo xưng là Trang Hảo hắn nói, không có tình huống gì, khởi công khánh điển đúng giờ cử hành. Lúc này Bình Hải Đài truyền hình cùng Đông Châu Đài truyền hình tin tức phỏng vấn đoàn đội đến, Đồng Trường Hạo mau chóng tới nghênh đón, còn tốt báo cáo tin tức sự tình không có biến hóa. Cao Tân Hoa nói, một cái khởi công khánh điển mà thôi, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Triệu Phi Dương nói, tuyên truyền vẫn là có cần phải. Cao Tân Hoa nói, phí tổn ai ra, còn không phải Trường Hưng dùng tiền. Triệu Phi Dương trầm mặc xuống, hắn càng không có cách nào phản bác. Hứa Thuần Lương thế mà từ xuống xe phóng viên đoàn đội bên trong thấy được Tô Tình ngay tại nhìn chung quanh, nàng kỳ thật liền đang tìm Hứa Thuần Lương, hiện trường đã tới vài trăm người, muốn từ đó tìm tới Hứa Thuần Lương cũng không dễ dàng. Tìm ta a! Sau lưng vang lên Hứa Thuần Lương thanh âm, Tô Tình quay người nhìn thấy hắn, lập tức mặt có chút đỏ lên, dọa ta một hồi. Hứa Thuần Lương nói, đến Nguy Sơn đảo không nói trước nói với ta một tiếng. Tô Tình nói, phụ trách phỏng vấn phóng viên bệnh, lãnh đạo để cho ta lâm thời trên đỉnh. Nàng không có nói thật, nhưng thật ra là chính nàng chủ động yêu cầu tới, nghe nói là phỏng vấn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công khánh điển, lập tức liền nghĩ đến Hứa Thuần Lương. Hai người nói không có mấy câu, Đàm Hải Yến liền đến tìm Hứa Thuần Lương, Tô Tình để hắn đi làm việc đi, mình cũng muốn chuẩn bị phỏng vấn sự tình. Đàm Hải Yến để Hứa Thuần Lương cực khổ nữa một chuyến, tiến về bến tàu tiếp cục vệ sinh phó cục trưởng Ngô Trung Nghĩa, Đường Kinh Luân cùng Ngô Trung Nghĩa cũng cùng thuyền đến. Hứa Thuần Lương cùng Trương Hải Đào lên xe, thẳng đến bến tàu mà đi. Trương Hải Đào vừa lái xe một bên hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa Viện, cái này Ngô Trung Nghĩa là Trương Hải Tân Tam Di Phu. Hứa Thuần Lương có trận không nghe thấy Trương Hải Tân tên, Trương Hải Tân đi qua đã từng là Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng, về sau bởi vì lấy việc công làm việc tư, đối kháng Trường Hưng bệnh viện, cổ động phân viện công nhân viên chức nháo sự, bị Hứa Thuần Lương từ nơi này đá ra khỏi cục. Hoa Niên tập đoàn nhìn chúng người này trên người giá trị, cho hắn hậu đãi điều kiện tiến hành lợi dụng, Trương Hải Tân một lần trở thành Trường Hưng viện trưởng trợ lý, bất quá không bao lâu liền đã mất đi giá trị lợi dụng, mình chủ động đệ đơn từ chức. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân hiện đang làm gì? Trương Hải Đào nói, hắn từ chức sau đi Tinh Nguyệt Phụ Sinh bệnh viện, trước mắt ở nơi đó đảm nhiệm phó viện trưởng, nghe nói cũng là đi được hắn Tam Di Phu quan hệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện đã đi tới bến tàu, tiếp người du thuyền còn chưa có trở lại. Hứa Thuần Lương có thể tưởng tượng ra được Đường Kinh Luân hôm nay tâm tình, bỏ ra hơn 100 vạn, cuối cùng trọng yếu khách quý một cái không đến, đừng nói bị ngoại nhân chế giễu, coi như Hoa Niên nội bộ tập đoàn cũng dẫn mỉm cười đàm. Hứa Thuần Lương không có nóng lòng xuống xe, vừa có ban một tàu thủy cập bờ, mấy trăm tên lão đầu lão thái thái từ lối ra nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn đi vào bến tàu phía trước đất trống, triển khai trong tay đen trắng tranh chữ. Hứa Thuần Lương lấy làm kinh hãi, đám người này xem xét chính là muốn duy quyền gây chuyện, sẽ không phải là xông lấy bọn hắn tới a. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đẩy cửa xuống xe, từ đã triển khai quảng cáo bên trên nhìn thấy Đại Hằng tập đoàn, Táng Tận Thiên Lương, lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai người ta là chạy Đại Hằng tập đoàn mà tới. Mấy trăm vị lão nhân tổ chức có thứ tự, triển khai tranh chữ, Hồ Sơn Trấn phương hướng bắt đầu xuất phát, Hứa Thuần Lương hướng Trương Hải Đào đưa cái nhan sắc, Trương Hải Đào lập tức minh bạch hắn ý tứ, truy cái trước hút thuốc lão đầu, cho hắn bên trên một điếu thuốc, không bao lâu liền nghe được tin tức. Đám lão nhân này hôm nay là vì duy quyền mà đến, bọn hắn địa phương muốn đi là đường sắt anh hùng bia kỷ niệm, nghe nói hôm nay có không ít tỉnh lãnh đạo thành phố sẽ tới. Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi có chút buồn bực, những lão đầu này lão thái thái ở đâu ra tin tức. Từ tình huống hiện trường đến xem, bọn hắn tuyệt đối là có tổ chức có kế hoạch, mà lại chuẩn bị kỹ càng. Kiều Viễn Giang cải biến hành trình sự tình liền liền bọn hắn cũng là tại một giờ trước mới biết được, những lão đầu này lão thái thái không có khả năng tại trong vòng một canh giờ tổ chức cũng từ Đông Châu lại tới đây duy quyền. Thay lời khác tới nói, những này duy quyền người khẳng định sớm liền được tin tức. Hứa Thuần Lương ý thức được Hoa Niên tập đoàn hơn 100 vạn khẳng định trôi theo dòng nước, khởi công điển lễ không có thể trở thành công chúng chú ý tiêu điểm, cái này khởi duy quyền sự kiện khẳng định phải đoạt bọn hắn danh tiếng. Tần Chính Dương đem lâm thời điều đến phụ trách công tác bảo an Lý Thành Ba gọi tới, thấp giọng bàn giao vài câu, Lý Thành Ba cũng giật nảy mình, cái này khởi sự kiện thật sự là quá đột nhiên, quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu như sớm một chút thông chi, bọn hắn có thể sớm tại bến tàu vải khống,
trấn an đám này duy quyền lão nhân, không phải không để bọn hắn duy quyền, mà là bọn hắn chọn lựa thời cơ này không đúng. Kiều Viễn Giang hành trình một mực là bảo mật, mà lại hắn quyết định cải biến hành trình là hôm nay sáng sớm mới phát sinh sự tình. Những cái kia duy quyền người sở dĩ có thể trước tiên biết được hướng đi của hắn, khẳng định là nội bộ có người tiết lộ tin tức. Lý Thành Ba một bên gọi điện thoại một bên hướng ngoài cửa lớn chạy, không đợi hắn bố trí hoàn thành, mấy trăm tên duy quyền người đã đến, nhìn thấy trong tay bọn họ lắc lư tranh chữ, dõng dạc duy quyền tiếng hô, Lý Thành Ba đầu ông. Một chút liền nổ. Hắn biết hôm nay mình muốn phiền toái, cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có Tần Chính Dương. Tần Chính Dương chạy tới tốc độ không chút nào thua ở Lý Thành Ba, mặc dù những này duy quyền người không là hướng về phía mình tới, nhưng là sự tình phát sinh ở Hồ Sơn Trấn, thân là Hồ Sơn Trấn người đứng đầu hắn nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Tần Chính Dương nhớ tới trước đây không lâu Hứa Thuần Lương đối nhắc nhở của mình, cuối cùng mình vẫn là lơ là bất cẩn, đại hằng chính là một viên chôn ở bên cạnh lôi, viên này lôi không bạo thì đã, một khi dẫn bạo hậu quả khó mà lường được. Lý Thành Ba lớn tiếng nói, nơi này không phải gây chuyện địa phương, mọi người mời về trước đi. Chúng ta không tìm ngươi, chúng ta cũng sẽ không nháo sự, chúng ta tìm lãnh đạo phản ứng tình huống. Tần Chính Dương tranh thủ thời gian đi ra phía trước, mọi người tốt, ta là trưởng trấn Tần Chính Dương, mọi người có cái gì tố cầu có thể đi với ta trong trấn phản ứng. Hắn hiện tại chỉ muốn đem những này duy quyền người khuyên đi, quay đầu lãnh đạo ra nhìn thấy phiền phức càng lớn hơn. Chúng ta không tìm ngươi, ngươi nói không tính. Chớ tin hắn, đại hằng tập đoàn chính là bị hắn dẫn vào Nguy Sơn đảo, bọn hắn cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Chính Dương mặt đều tái rồi, đại hằng tập đoàn rơi xuống đất Nguy Sơn đảo cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, kia là tiền nhiệm bí thư Khổng Tường Sinh thúc đẩy, buồn bực là, hiện tại Khổng Tường Sinh đi trong huyện dưỡng lão, Mai Như Tuyết lên chức đi Đông Châu khu công nghệ cao, hắn là Hồ Sơn Trấn không thể nghi ngờ người đứng đầu. Đạt được quyền lực đồng thời cũng đã nhận được một phần chịu nặng trách nhiệm, Tần Chính Dương vốn cho là mình tại thể chế bên trong tu luyện đã đủ để xử lý bất luận cái gì đột biến, nhưng là chuyện trước mắt cũng làm cho hắn loạn trận cước. Tại Hồ Sơn Trấn dân chúng trong mắt hắn là cao cao tại thượng người đứng đầu, nhưng vào hôm nay tới những này trước mặt lãnh đạo, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, ngay tại kính tặng hoa vòng những người kia, cơ hồ cũng không biết tên của hắn. Tần Chính Dương cũng không muốn cùng lãnh đạo bấu víu quan hệ. Dù sao cấp bậc chênh lệch quá nhiều, hắn chỉ muốn đem hôm nay quá trình yên lặng đi đến, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Nhưng chuyện trên đời này tình thường thường khó mà toại nguyện. Càng làm cho hắn nhức đầu là, Đông Châu đài truyền hình, Nam Giang đài truyền hình đưa tin tổ cũng chạy tới, còn có thật nhiều cái khác truyền thông phóng viên. Những này truyền thông nên đều là Hoa Niên tập đoàn mời đi theo, vốn là vì đưa tin khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công điển lễ sự tình, nhưng bên kia còn chưa bắt đầu. Bên này liền náo động lên lớn tin tức, đối những này người viết báo tới nói, nơi nào có tin tức, nơi đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Kiều Viễn Giang đã nghe ra đến bên ngoài ồn ào âm thanh, hắn cũng không có lập tức làm ra phản ứng, cung cung kính 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 hiến lãng hoa về sau, để thư ký Tiểu Phùng đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đông Châu phụ trách văn giáo vệ sinh lãnh đạo Trương Kính Võ thấp giọng đưa ra đề nghị, nơi này còn có một cái cửa sau, bọn hắn có thể từ cửa sau rời đi. Kiều Viễn Giang mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh nhạt nói, chúng ta cùng nhân dân quần chúng ở giữa chưa hề đều không phải là đối địch quan hệ, chúng ta là nhân dân công bộc, vô luận bất cứ lúc nào đều không thể nào quên chúng ta phục vụ tại nhân dân tôn chỉ. Kiều Viễn Giang là đứng tại bia kỷ niệm trước nói lời nói này, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là mỗi một chữ đều rất thực sự, những lời này phụ thân thường xuyên đối với hắn nói, Kiều Viễn Giang cũng vẫn luôn là làm như vậy. Thư ký Tiểu Phùng đã chạy tới hiện trường. Nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi nổi trận lôi đình, đi đến Tần Chính Dương trước mặt nổi giận nói, ngươi làm cái gì? Tần Chính Dương đầu đạp kéo lại đi, mặc dù hắn không cho rằng chuyện trước mắt cùng mình có quan hệ, nhưng là tại quyền lực trước mặt hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, đồng thời hắn cũng ý thức được một sự thật, chuyện này trách nhiệm 89 phần 10 liền muốn tự mình cõng. Trấn Tín Phóng bạn chủ nhiệm Lý Ngọc Lượng cũng dẫn người chạy tới. Bây giờ nghĩ khuyên duy quyền người đi Tín Phóng bạn đàm đã không có bất luận cái gì khả năng. Hiện trường quần tình xúc động, một mảnh huyên náo, Tần Chính Dương kiên trì cùng Phùng thư ký thương lược, mời lãnh đạo trước từ cửa sau rời đi, mình sẽ lưu lại ứng đối. Phùng thư ký mặc dù tán đồng đề nghị của hắn, cũng không dám thiện tự làm chủ, vẫn là trước xin chỉ thị Kiều Viễn Giang. Đánh tới điện thoại cũng không có nhận nghe, Kiều Viễn Giang xuất lĩnh mọi người đã đi tới hiện trường.
các cấp lãnh đạo đem Kiều Viễn Giang vây hộ ở trung tâm, tất cả đều lấy ra cam tâm là lãnh đạo chắn chói mắt thái độ, lại trong lúc vô hình bại lộ Kiều Viễn Giang là hôm nay nhân vật trọng yếu sự thật. Kiều Viễn Giang dù sao trải qua sóng gió, trường hợp như vậy hắn trải qua, lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, ta là Kiều Viễn Giang. Các ngươi có cái gì tố cầu, có thể từng cái nói. Ta ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, dân chúng sự tình chính là chúng ta sự tình, ai xúc phạm lợi ích của dân chúng chính là xúc phạm chúng ta những này công bộc danh giới cuối cùng. Bên cạnh trong mọi người có người dẫn đầu vỗ tay, Kiều Viễn Giang dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua, Nguy Sơn bí thư lĩnh ngộ được hắn trong ánh mắt uy nghiêm cùng sát khí, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không an phận hai tay cũng cương giữa đường. Các ngươi nói dễ nghe, Đại Hằng tập đoàn hư giả tuyên truyền, hố hại chúng ta tiền hưu, các ngươi vì cái gì mặc kệ? Đúng, vì cái gì mặc kệ? Duy quyền người cảm xúc lại lần nữa kích động. Tần Chính Dương nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm, nếu như hiện trường mất khống chế, hắn gặp phải tuyệt không chỉ là nội bộ phê bình đơn giản như vậy. Kiều Viễn Giang nói, ai nói chúng ta mặc kệ, ta Kiều Viễn Giang ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, chỉ muốn các ngươi phản ứng tình huống là thật, chúng ta sẽ đối với tương quan xí nghiệp nghiêm tra tới cùng, tương quan liên quan sự tình quan viên nghiêm trị không tha. Mọi người mời vĩnh viễn nhớ kỹ quốc gia của chúng ta thuộc về nhân dân lợi ích không thể xâm phạm. Hắn lời nói này trịch địa hữu thanh, nói đến quần chúng trong tâm khảm, chung quanh lãnh đạo thầm than, lãnh đạo độ cao chính là không giống. Lời gì cũng dám nói, đây chính là quyết đoán. Tần Chính Dương suy nghĩ một chút, Kiều Viễn Giang lời nói này hắn là nói không nên lời, không phải không dám nói, mà là nói ra cũng làm không được, hắn chỉ là Hồ Sơn Trấn người đứng đầu, Đại Hằng tập đoàn dạng này cấp bậc phòng xí là hắn không cách nào dung chuyển. Đại Hằng tập đoàn Hoa Đông địa khu tổng giám đốc Trương Hằng Dương đến Nguy Sơn Đảo liền nghe đến tin tức xấu này, Nguy Sơn Đảo sự nghiệp bộ quản lý Lưu Gia Kỳ đã lục thần vô chủ. Nàng đem trước mắt nắm giữ tình huống hướng Trương Hằng Dương báo cáo, mấy trăm tên duy quyền người còn tại đường sắt anh hùng bia kỷ niệm, lãnh đạo đã tiếp thấy bọn họ, hiện trường còn có không ít ký giả truyền thông tiến hành đưa tin. Trương Hằng Dương đầu tiên phán đoán đây là cùng một chỗ có mục đích, có dự mưu duy quyền hành động, những lão đầu kia lão thái thái là không thể nào có dạng này mưu lược, liền coi như bọn họ có, cũng không có khả năng ngay đầu tiên đạt được tin tức, phía sau nhất định có người tại thôi động. Trương Hằng Dương ý thức được bọn hắn đã gặp phải chưa từng có nguy cơ, hắn nhất định phải mau chóng có phản ứng, quyết định thật nhanh, lập tức tiến về nháo sự hiện trường, tự mình đến xử lý chuyện này, trấn an duy quyền người, mau chóng tướng phong ba lắng lại xuống dưới, để tránh hình thành càng lớn ý kiến và thái độ của công chúng. Hoa Niên tập đoàn tỉ mỉ bày kế khởi công điển lễ tại 11 giờ 18 điểm bắt đầu, người chủ trì Đồng Trường Hạo tuyên bố nghi thức chính thức khởi động. Minh pháo tấu nhạc. Tại lễ nghi tiểu thư dẫn đạo dưới, các vị lãnh đạo cùng khách quý lên đài liền tòa. Đồng Trường Hạo phụ trách giới thiệu các vị lãnh đạo, khách quý cũng cảm tạ bọn hắn đến, vòng này tiết mặt bài rõ ràng liền không đủ. Để Hoa Niên tập đoàn CEO Đường Kinh Luân buồn bực là, cùng ngày có mặt nhất cao cấp bậc lãnh đạo lại là Trường Hưng Bệnh viện Bí thư Cao Tân Hoa. Cục vệ sinh Ngô Trung Nghĩa hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên mọi người mời lãnh đạo đọc lời chào mừng thời điểm, hắn còn cùng Cao Tân Hoa khách khí một chút. Cao Tân Hoa trước khi tới đây đã quyết định sẽ không lên đài phát biểu, đương nhiên không thể trở về tuyệt quá mức cứng nhắc, lấy cớ mình cuống họng không thoải mái. Lãnh đạo đọc lời chào mừng về sau cắt băng nghi thức bắt đầu, Đồng Trường Hạo mời các vị lãnh đạo, khách quý cắt băng, nguyên bản cắt băng trong danh sách không có Hứa Thuần Lương, nhưng bởi vì hôm nay lâm thời không đến lãnh đạo khách quý quá nhiều, cho nên Hứa Thuần Lương cũng bị lâm thời kéo đi góp đủ số, còn an bài hắn đứng tại Triệu Phi Dương bên người. Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút Triệu Phi Dương biểu lộ, phát hiện Triệu Phi Dương mặt mày hớn hở, mặt mày mỉm cười. Có thể kết luận, đáy lòng của hắn trong bụng nở hoa, tuyệt đối là cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kinh Luân mặc dù trên mặt cũng mang theo cười, nhưng trong lòng dị thường thất lạc, vì hôm nay khánh điển, hắn hao tốn không ít công phu, Kiều Viễn Giang cũng đáp ứng hắn, khánh điển chi như vậy thảm đạm tất cả đều là bởi vì Kiều Viễn Giang lâm thời cải biến hành trình nguyên nhân. Đông Châu lớn tiểu cán bộ, khẳng định lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn không đến, người khác khẳng định phải kiếm cớ lỡ hẹn. Hẹn xong ký giả truyền thông, lúc này mới lần lượt trở về, vừa rồi có không ít đều đi đập Đại Hằng duy quyền tin tức, tại truyền thông trong mắt, một cái khởi công điển lễ làm sao cũng không sánh nổi duy quyền tin tức tới kích thích hơn, huống chi các cấp lãnh đạo đều ở bên kia. Cắt băng hoàn tất về sau, người chủ trì mời lãnh đạo,
khách quý đi xuống sân khấu đến nền chỗ tiến hành khởi công điện cơ bồi thêm đất nghi thức. Đường Kinh Luân, Ngô Trung Nghĩa, Triệu Phi Dương, Cao Tân Hoa cùng một chỗ cầm lên buộc lấy lụa đỏ xẻng, tượng trưng hướng bia đá bên cạnh thêm hai thanh thổ. Triệu Phi Dương lúc này thầm nghĩ đến lại không phải điện cơ cái từ này, mà là mai táng, hắn phảng phất thấy được Đường Kinh Luân thành viên tổ chức bị mình một chút xíu mai táng. Ngắn gọn khởi công điện cơ nghi thức đã hoàn thành, lễ nghi dàn nhạc tấu nhạc, pháo mừng cùng vang lên, nhìn cũng phi thường náo nhiệt, nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu, lần này khánh điển có thể nói là thất bại đến cực điểm. Đường Kinh Luân nhìn qua không trung nhào nhào lạp lạp bay lên mấy trăm con chim bồ câu trắng, trong lòng thầm than, mình bị Kiều Viễn Giang cho leo cây, ngay tại phiền muộn thời điểm, trên trán mát lạnh, lại là một đống bồ câu phân rơi vào hắn trên trán. Đường Kinh Luân chật vật không chịu nổi, một bên lễ nghi tiểu thư nhìn thấy bộ dáng của hắn nhịn không được bật cười, lần này Đường Kinh Luân càng phát ra nổi nóng. Đồng Trường Hạo liền ở bên cạnh hắn, tranh thủ thời gian móc ra khăn tay đưa cho hắn. Đường Kinh Luân một bên lau cái chán, một bên trách mắng, ngươi làm cái gì? Leo cây, uổng cho ngươi nghĩ ra. Đồng Trường Hạo cảm thấy có chút oan uổng, thả ngươi bồ câu cũng không phải ta, ngươi hướng ta phát cái gì lửa. Mà lại thiết kế leo cây khâu chính là Hứa Thuần Lương. Nghĩ đến Hứa Thuần Lương, Đồng Trường Hạo nhìn chung quanh đi tìm hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đang cùng Hiển Hồng Nông Trường Tổng Giám Đốc Đông Nghiễm Sinh nói chuyện phiếm. Hứa Thuần Lương cùng Đông Nghiễm Sinh có đoạn thời gian không gặp. Đông Nghiễm Sinh gần đây thân thể khôi phục không tệ, Hứa Thuần Lương dạy cho hắn luyện khí phương pháp, hắn cần luyện không ngừng, mặc kệ là trạng thái thân thể vẫn là các hạng chỉ tiêu đều có rất lớn cải thiện. Hứa Thuần Lương giữ lại Đông Nghiễm Sinh ăn cơm buổi trưa, Đông Nghiễm Sinh nói cho hắn biết, Mặc Hàm tới, ngay tại Hiển Hồng Nông Trường làm khách, muốn nói với hắn sinh ý hợp tác, cho nên hắn giữa trưa nhất định phải trở về, Đông Nghiễm Sinh thậm chí mời Hứa Thuần Lương cũng cùng hắn cùng đi. Hứa Thuần Lương hiện tại khẳng định là đi không được, hai ngày này bận quá, hắn thậm chí không có thời gian đi cân nhắc Mặc Hàm lần này tới động cơ, liên tưởng tới hôm nay đột phát tình trạng, bỗng nhiên ý thức được nàng lần này chỉ sợ không phải đến cùng Đông Nghiễm Sinh nói chuyện hợp tác đơn giản như vậy. Nhớ kỹ Mặc Hàm lần đầu tiên tới Nguy Sơn đảo thời điểm, chính là đang điều tra Đại Hằng hạng mục, Loan Ngọc Xuyên cũng có đánh lén Đại Hằng tiền lệ, mặc dù lần trước cuối cùng đều là thất bại, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ như vậy hết hy vọng. Kiều Viễn Giang hành trình phi thường bí ẩn, liền xem như Đường Kinh Luân cũng không có chuyện lấy được trước thông chi. Những cái kia đã về hưu lão đầu lão thái thái lại là làm thế nào biết? Ở trong đó khẳng định có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động. Có lẽ bọn hắn nguyên bản có ý tứ là giật dây đám kia lão đầu lão thái thái mở ra công nghi thức hiện trường nháo sự, như thế liền hoàn thành đối Đại Hằng cùng Hoa Niên song sát. So với Đường Kinh Luân thất lạc, Trương Hằng Dương tao ngộ đả kích muốn càng hơi trầm xuống hơn nặng. Kiều Viễn Giang đã hiện trường hạ lệnh để Đông Châu cùng Nguy Sơn ngành tương quan lập tức tra rõ Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn sự tình, nếu như phát hiện trong đó tồn tại lừa gạt hoặc hư giả tuyên truyền, chắc chắn nghiêm trị không tha. Trương Hằng Dương trước tiên hướng tổng bộ báo cáo, bị phó tổng Chu Nghiễm Đạt mắng máu chó phun đầy đầu, nếu như hắn không cách nào tướng lần này phiền phức xử lý tốt, dứt khoát tự nhận lỗi từ chức. Trương Hằng Dương đã đầy đủ ý thức được cái này phong ba tính nghiêm trọng. Mặt trái tin tức chắc chắn phản ứng đến vốn liếng trên thị trường, để Đại Hằng ngã ngã không nghỉ giá cổ phiếu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn bốn phía khơi thông quan hệ thời điểm, Lưu Gia Kỳ điện thoại hướng hắn thông báo, trưởng trấn Tần Chính Dương đích thân đến. Đi qua nơi đó cán bộ rất ít đến thăm, lần này Tần Chính Dương chủ động đến nhà, không cần nghĩ cũng biết hắn là đến hương sư vấn tội. Đổi thành đi qua Trương Hằng Dương là sẽ không đem Tần Chính Dương loại này cấp bậc hương trấn cán bộ để ở trong mắt. Nhưng trước khác nay khác, lần này phiền phức bởi vì Đại Hằng mà lên, Tần Chính Dương cũng không chỉ là đại biểu Hồ Sơn trấn chính phủ, sau lưng của hắn còn có Nguy Sơn huyện, còn có Đông Châu thị, thậm chí còn có tỉnh lý chú ý. Trương Hằng Dương rốt cục cảm nhận được nhà rột còn gặp mưa cảm giác, không đợi hắn đi ra ngoài đón lấy, Tần Chính Dương liền đã đi vào giám đốc văn phòng, Lưu Gia Kỳ theo sát lấy bước tiến của hắn, Tần Bí Thư, chúng ta ngay tại bàn bạc chuyện này phương án giải quyết. Trương Hằng Dương đứng dậy hướng Tần Chính Dương cười nói, Tần Bí Thư đến rồi. Tiểu Lưu, người đi đổ hai chén trà. Tần Chính Dương trên mặt không có chút nào ý cười, không cần, ta tìm đến Trương Tổng hiểu rõ mấy món sự tình. Trương Hằng Dương mời Tần Chính Dương ngồi xuống, Lưu Gia Kỳ lặng lẽ lui ra ngoài, Trương Hằng Dương tự mình cho Tần Chính Dương rót chén trà đưa đến trước mặt. Tần Chính Dương căn bản không có tiếp ý tứ, hờ hững nói, không cần, tạ ơn. Trương Hằng Dương tướng ly kia trà đặt ở Tần Chính Dương trước mặt trên bàn trà,
tại Tần Chính Dương ngồi xuống bên người, Tần Bí Thư, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định tướng lần này hiểu lầm giải thích rõ ràng. Hiểu lầm, Tần Chính Dương hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Hằng Dương, đến loại thời điểm này hắn thế mà còn có mặt mũi nói là hiểu lầm. Trương Hằng Dương nói, là công việc của chúng ta không có làm tốt, chúng ta đối với công nhân viên huấn luyện không đủ nghiêm ngặt, xuất hiện nhân viên tại tiêu thụ bên trong không đủ quy phạm hiện tượng, ta đã tướng chuyện này hồi báo cho tổng bộ, đối tương quan người có trách nhiệm nhất định nghiêm trị không tha. Tần Chính Dương nói, Trương Tổng, người thật giống như không có ý thức được vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Người tiêu dùng sở dĩ duy quyền, là bởi vì các người suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục tại tiêu thụ bên trong tồn tại khuếch đại cùng hư giả tuyên truyền, các người tuyên truyền hơn 100 mắt suối nước nóng căn bản lại không tồn tại, các người đại lực tuyên truyền nguyên bộ, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, kỳ thật cùng Đại Hằng không có bất kỳ quan hệ gì. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, tại đương kim thị trường dưới hình thế, cơ hồ tất cả phòng xí tại mở rộng cùng tuyên truyền bên trong đều sẽ có nhất định khuếch đại, có một chút ta có thể cam đoan. Chỉ cần là ghi vào hợp đồng điều khoản, chúng ta toàn bộ có thể thực hiện. Tần Chính Dương có chút tức giận, đây chính là bọn họ xảo trá chỗ, lợi dụng bản mẫu khu cùng các loại thiên hoa loạn trụy hứa hẹn lừa gạt người tiêu dùng, tại trên hợp đồng cũng không có bất kỳ thể hiện, coi như thực hiện, bọn hắn cũng có thể lấy hợp đồng làm căn cứ, hơn 100 mắt suối nước nóng, nguyên bộ bệnh viện đều không có ghi vào hợp đồng. Tần Chính Dương nói, mua sắm suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục trên cơ bản đều là lão nhân. Bọn hắn mua phòng khoản là toàn cả đời tiền, là tiền hưu, bọn hắn sở dĩ mua sắm nơi này là tin tưởng các ngươi tuyên truyền, hy vọng mình có thể già có chỗ nuôi, hy vọng không có nỗi lo về sau, hiện tại bọn hắn phát hiện bị các ngươi hư giả tuyên truyền lừa bịp, bọn hắn đã mất đi cảm giác an toàn, yêu cầu trả phòng cũng là đang lúc. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, phù hợp trả phòng điều kiện chúng ta nhất định sẽ không thiết chí chướng ngại, nhưng là ta hy nhìn các ngươi cũng muốn cân nhắc chúng ta nhà đầu tư lợi ích. Không thể bởi vì bọn hắn nháo sự liền đứng tại bọn hắn bên này, hợp đồng sau khi ký kết là có pháp luật hiệu lực, không chỉ bảo hộ mua phòng người, cũng bảo hộ chúng ta những này nhà đầu tư lợi ích. Tần Chính Dương nói, Trương Tổng, suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục tình huống thật chính các ngươi rõ ràng nhất, ta hôm nay tới, là lãnh đạo cấp trên cắt cử nhiệm vụ, khi nhìn các ngươi có thể thận trọng xử lý, mau chóng xử lý, đừng cho tình thế tiến một bước kích thích. Nếu không đối ngươi, đối toàn bộ Đại Hằng tập đoàn cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tần Chính Dương lời nói này nói đến không thể bảo là không nghiêm khắc, hắn phi thường rõ ràng, những này nhà đầu tư nhét vào trong túi tiền lại để bọn hắn móc ra rất khó, nhưng là nếu như chuyện lần này làm lớn chuyện, Đại Hằng gặp phải chỉ sợ không chỉ là trả phòng vấn đề. Những cái kia duy quyền lão nhân khi lấy được Kiều Viễn Giang hứa hẹn sau đã chọn rời đi, Kiều Viễn Giang tướng chuyện này giao cho Đông Châu Phương Diệt. Yêu cầu bọn hắn trong vòng 3 ngày nhất định phải xuất ra phương án giải quyết. Tần Chính Dương thân là Hồ Sơn trấn người đứng đầu, cụ thể nhiệm vụ tự nhiên đặt ở trên người hắn. Tần Chính Dương cho Trương Hằng Dương kỳ hạn là một ngày, hắn đã không cần bận tâm thể diện, nếu như chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ cái mông của hắn còn không có đem vị trí ngồi ấm chỗ liền phải từ nơi này rời đi. Trương Hằng Dương không có đưa Tần Chính Dương, đã ngươi không nể mặt ta cần gì phải khách khí với ngươi. Lúc nào đến phiên ngươi Tần Chính Dương hướng ta ra lệnh rồi. Lưu Gia Kỳ đưa tiễn Tần Chính Dương, trở lại Trương Hằng Dương văn phòng nói, Trương Tổng, những cái kia duy quyền người đã rời đi. Trương Hằng Dương nhẹ gật đầu, người ta hạn chúng ta trong một ngày trả lời chắc chắn. Lưu Gia Kỳ nói, một ngày, làm sao có thể, làm sao bây giờ, chuyện này ảnh hưởng có chút lớn. Trương Hằng Dương nói, ta đem nơi này giao cho ngươi phụ trách, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ. Lưu Gia Kỳ sợ hãi nói, Trương Tổng, ta không phải ý tứ này, ta là tại xin chỉ thị ngài. Trương Hằng Dương nói, tuyên truyền có thể, nhưng là đừng làm hư giả tuyên truyền a. Cái gì hơn 100 mắt suối nước nóng? Lừa gạt ai vậy? Các ngươi hơn 100 mắt suối nước nóng đâu? Lưu Gia Kỳ nhỏ giọng nói, chúng ta đồng thời quy hoạch bên trong có suối nước nóng làng du lịch. Trương Hằng Dương nói, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện lúc nào thành chúng ta Đại Hằng nguyên bộ bệnh viện. Trường Hưng không có vạch trần chúng ta, các người cũng hẳn là có chỗ thu liếm, liều mạng ở trên đây làm văn chương, hiện tại tốt, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Huyên náo mọi người đều biết. Lưu Gia Kỳ nói, Trương Tổng, ta là nghĩ như vậy, đã Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hôm nay bắt đầu điện cơ, chúng ta có phải hay không có thể cùng bọn hắn ký kết một cái hợp tác hiệp nghị, chỉ cần ký phần này hiệp nghị, trước đó những cái kia hứa hẹn cũng không phải là ăn nói suông, chúng ta tuyên truyền cũng liền có căn cứ. Trương Hằng Dương nói,
sớm đi làm cái gì rồi? Hiện tại ký hiệp nghị, Liên Hoa Niên tập đoàn cái dạng kia, bệnh viện có thể hay không dựng lên còn khó nói. Trương Hằng Dương đối Hoa Niên tình huống phi thường rõ ràng, ai thời gian đều không tốt qua, Hoa Niên tập đoàn tại sao muốn ở thời điểm này nắm chặt thúc đẩy khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục. Không phải bọn hắn nhiều tiền, mà là bọn hắn thiếu tiền, gần nhất Hoa Niên mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp, bọn hắn nóng lòng thả ra lợi tốt đến đẩy cao giá cổ phiếu, để chấn người đầu tư lòng tin. Chớ nhìn bọn họ cái này điện cơ nghi thức khiến cho oanh oanh liệt liệt, nhưng đẩy ra mặt ngoài nhìn thực chất, bất quá là vốn liếng thao tác mà thôi. Đại Hằng cùng Hoa Niên tình cảnh hiện tại đều không ổn, coi là cá mè một lứa. Trương Hằng Dương nói, người lập tức từ chức. Lưu Gia Kỳ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trương Hằng Dương đao thứ nhất sẽ không chút lưu tình chặt hướng mình. Để Lưu Gia Kỳ từ chức chỉ là bước đầu tiên, chờ chuyện này xử lý xong về sau, Trương Hằng Dương biết giải tán Nguy Sơn Đảo sự nghiệp bộ toàn bộ tiêu thụ đoàn đội. Tình thế so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng. Cùng ngày các lớn web portal đã xuất hiện Đại Hằng dính líu lừa gạt tiêu thụ tin tức, từng trang sách Hịch Văn Uyển như măng mọc sau mưa xông ra. Vừa mới bắt đầu là suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn tin tức, ngay sau đó cả nước các nơi liên quan tới Đại Hằng hắc liệu một cái tiếp theo một cái bị đào ra. Chiều hôm ấy thị trường chứng khoán Hương Cảng bắt đầu xuất hiện tài chính nhao nhao trốn đi hiện tượng, tính đến báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu tránh băng 17%, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Trương Hằng Dương triệu tập toàn bộ Hoa Đông khu vực tinh anh đoàn đội, khẩn cấp đến đây Nguy Sơn Đảo, nhất định phải mau chóng xuất ra hữu hiệu ứng đối dự án, chuyện này đối với bọn hắn, thậm chí đối toàn bộ Đại Hằng ban giám đốc mà nói đều là một đêm không ngủ. Đường Kinh Luân cũng biết Đại Hằng tập đoàn phiền phức, không nghĩ tới cái này thiên nga đen chính là từ Nguy Sơn Đảo bay lên. Đường Kinh Luân kỳ thật cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, Đại Hằng xảy ra chuyện cũng không có nghĩa là bọn hắn Hoa Niên có thể từ đó thu hoạch. Liền chuyện đã xảy ra hôm nay mà nói, hắn cũng bị một chút tổn thất, tỉ mỉ bày kế điện cơ khánh điển bị Đại Hằng tuôn ra đột phát sự kiện làm nổi bật đến u ám không sáng. Nhìn qua nóng lục soát trên bảng từng đầu liên quan tới Đại Hằng tin tức, Đường Kinh Luân khóe môi hiện ra một nụ cười khổ, hôm nay hơn 100 vạn xem như mất trắng, như là một viên hòn đá nhỏ ném vào Nguy Sơn Hồ, liền cái bọt nước đều không nhìn thấy, loại này vô hiệu đầu tư, một phân tiền hắn đều ngại nhiều. Đường Kinh Luân nguyên vốn chuẩn bị một loạt mở rộng phương án, nhưng là hắn quyết định tạm thời từ bỏ, bởi vì hắn tiên đoán được, gần một đoạn thời kỳ, Đại Hằng đều sẽ trở thành vốn liếng thị trường chú ý tiêu điểm, Hoa Niên nghĩ muốn tạo ra một cái mới điểm nóng rất khó, mà lại vạn nhất vô ý, phản mà đưa đến trợ giúp Đại Hằng chuyển di tầm mắt tác dụng, là phúc là họa còn rất khó nói, cái này tranh vào vũng nước đục vẫn là không lội cho thỏa đáng. Đường Kinh Luân hủy bỏ sớm định ra 4 giờ chiều hội nghị, hắn quyết định rời đi. Từ hôm nay trở đi, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện coi như chính thức khai công, hắn cho ra yêu cầu là cố gắng trong vòng 1,5 tháng hoàn thành bộ chỉ huy cùng bản mẫu làm mẫu khu kiến thiết. Trong đoạn thời gian này, tốt nhất ứng đối phương pháp vẫn là lựa chọn ẩn núp, thấy rõ tình thế phát triển lại làm ra kích dự định. Vòng thứ nhất mở rộng chỉ có thể lấy thảm đạm kết thúc, chờ đến bản mẫu làm mẫu khu kiến thiết hoàn thành, lại đến tiến hành một lần tuyên truyền mở rộng, càng là hiện tại càng là không thể nóng vội. Đường Kinh Luân chuẩn bị rời đi thời điểm nhận được Trương Hằng Dương điện thoại, Trương Hằng Dương đầu tiên đối hôm nay không tham ngộ thêm bọn hắn điện cơ khánh điển biểu đạt áy náy, sau đó đưa ra muốn cùng Đường Kinh Luân đơn độc gặp mặt. Mặc dù tại cấp bậc bên trên hai người cũng không ngang nhau, thế nhưng là Đường Kinh Luân đối Đại Hằng phát sinh sự tình rất là tò mò, không chút do dự đáp ứng Trương Hằng Dương mời. Hai người gặp mặt địa điểm tuyển tại Đại Hằng Nguy Sơn Đảo sự nghiệp bộ, một là bởi vì nơi này hoàn cảnh tương đối tốt, còn có một nguyên nhân. Đường Kinh Luân cũng không muốn quá nhiều người biết bọn hắn gặp mặt sự tình. Trương Hằng Dương tại phòng trà tiếp đãi Đường Kinh Luân, Đại Hằng tao ngộ lần này duy quyền sự kiện, Đường Kinh Luân cũng là hắn chủ yếu mục tiêu hoài nghi một trong. Hoa Niên tập đoàn ngay tại làm khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, kỳ thật trên bản chất cùng Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn thuộc về đồng dạng hạng mục, Trương Hằng Dương đối Đường Kinh Luân từng có hiểu rõ, người này giỏi về vốn liếng thao tác, từ hắn chuyện xưa vận hành thủ pháp đến xem. Hẳn là sẽ không chân thật làm thực thể. Đường Kinh Luân cùng đại ca của hắn Hoa Niên tập đoàn người cầm lái Đường Kinh Vĩ không cùng đã là công khai bí mật, Đường Kinh Vĩ trước đó không lâu náo ra bê bối, không thể không lựa chọn ẩn lui, nghe nói cũng là Đường Kinh Luân ở sau lưng hạ hắc thủ. Một cái có thể đối thân đại ca hạ thủ người phẩm tính có thể nghĩ, dạng này người vì đạt thành mục đích khẳng định là không từ thủ đoạn. Bất quá Trương Hằng Dương trải qua cẩn thận phân tích, lần này Đường Kinh Luân xuống tay với bọn họ khả năng không lớn,
muốn tìm được chân chính hắc thủ, chỉ cần chú ý vốn liếng thị trường biểu hiện, chèn ép đại hàng giá cổ phiếu thủ phạm chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Đường Kinh Luân nhấp một ngụm trà nói, chuyện của các ngươi ta nghe nói. Trương Hằng Dương thở dài nói, chuyện lần này huyên náo rất lớn, đã kinh động đến trong tỉnh, cho nên mới mời Đường Tổng qua tới giúp ta ra nghĩ kế. Đường Kinh Luân an ủi, hết thảy đều sẽ đi qua, bọn hắn cũng sẽ cân nhắc các phương lợi ích, chỉ cần có thể mau chóng lắng lại ý kiến và thái độ của công chúng, liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, dân chúng bệnh hay quên là lớn nhất, không bao lâu ai đều sẽ không chú ý chuyện này. Trương Hằng Dương nói, Đường Tổng, ta cũng không theo ngài vòng vo, ta hôm nay xin ngài tới, là muốn nhìn một chút hai nhà chúng ta có thể hay không có cơ hội hợp tác. Đường Kinh Luân cáo già, nghe xong liền biết Trương Hằng Dương là yêu cầu trợ với mình, bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn Duy Quyền sự kiện nguyên nhân gây ra là bọn hắn hư giả tuyên truyền bị lộ ra, muốn thay đổi hình tượng, tướng ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa lấy được người tiêu dùng tín nhiệm. Đường Kinh Luân ý thức được, Trương Hằng Dương nên là đánh lên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chủ ý. Trương Hằng Dương nói, chúng ta suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục tiêu thụ vẫn luôn rất không tệ, những này ký kết hợp đồng người tiêu dùng về sau cũng sẽ là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hộ khách quần thể. Nghe nói hôm nay tới trả phòng liền có hơn 200 hộ. Đường Kinh Luân không khách khí chút nào vạch trần hiện thực, người Trương Hằng Dương ít cảnh thái bình giả tạo, các người viên này lôi bạo đến cũng không nhỏ. Trương Hằng Dương nói, chân chính nghĩ trả phòng chỉ là số ít, đa số đều là theo đại lưu đi theo tới tham gia náo nhiệt, bọn hắn gây chuyện mục đích đơn giản là muốn để chúng ta nhường ra bộ phận lợi ích, chỉ cần chúng ta nhường ra lợi ích đạt tới bọn hắn hài lòng, coi như cho bọn hắn trả phòng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đường Kinh Luân cho rằng Trương Hằng Dương quá lạc quan, liền hắn giải, chuyện này phía sau khẳng định có hắc thủ, hắn cũng không hứng thú quản nhiều người ta nhàn sự, đi theo gật đầu nói, các người tại bất động sản tiêu thụ phương diện kinh nghiệm phong phú. Người nói hợp tác là chỉ cái gì? Có thể hay không cụ thể một điểm? Trương Hằng Dương nói, chúng ta muốn nhập cổ khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Thay đổi danh tiếng biện pháp tốt nhất chính là chứng minh bọn hắn không có hư giả tuyên truyền, chỉ cần đại hàng nhập cổ phần Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, như vậy bọn hắn trước đó tuyên truyền cũng không phải là từ không sinh có. Đường Kinh Luân nở nụ cười, loại thời điểm này muốn nhập cổ phần rất có điểm lâm thời ôm chân Phật ý tứ, sớm đi làm cái gì rồi? Trương Hằng Dương nói, Đường Tổng có nguyện ý hay không cho chúng ta cơ hội này? Đường Kinh Luân nói, ta mặc dù là công ty CEO, nhưng là như thế chuyện trọng đại vẫn là phải trải qua ban giám đốc, như vậy đi, ta mau chóng đem việc này đưa ra ban giám đốc thảo luận, nếu như có thể thu hoạch được thông qua, chúng ta lại cụ thể bàn bạc đầu tư cổ phần vấn đề. Trương Hằng Dương phi thường rõ ràng, Hoa Niên tập đoàn hiện tại cũng là hãm sâu vào vũng bùn, lập tức liền là tuyên bố năm báo thời điểm. Hoa Niên tập đoàn thời gian chưa hẳn so đại hàng tốt hơn. Đừng nhìn Hoa Niên tập đoàn luôn mồm kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, nhưng chân chính nội hạch vẫn là dưỡng lão địa sản hạng mục, trên mặt đất sinh phương diện đại hàng có được kinh nghiệm phong phú, đại hàng hôm nay có lẽ chính là Hoa Niên ngày mai. Nếu như xong mới có thể đạt thành chung nhận thức bão đoàn sưởi ấm, nói không chừng có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ trước mắt. Đường Kinh Luân xem thấu Trương Hằng Dương động cơ, hắn cũng không phủ nhận song phương hợp tác có nhất định lực hấp dẫn. Nhưng là hắn rõ ràng hơn bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, đại hằng muốn mượn bọn hắn lực lượng thoát ly vũng bùn, nhưng nếu như Hoa Niên làm viện thủ, không bài trừ bị đại hằng kéo vào vũng bùn khả năng, ngay tại lúc này đứng ra hỗ trợ chia sẻ hỏa lực, hắn cùng đại hằng không có tình cảm như thế. Đường Kinh Luân người này phi thường tự phụ, trước đây hắn đã từng cự tuyệt Hứa Thuần Lương liên quan tới cùng Hiển Hồng nông trường hợp tác đề nghị. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể thông qua một loạt động tác để chấn Hoa Niên giá cổ phiếu. Nhưng là hôm nay lần thứ nhất xuất kích liền tao ngộ ngăn trở, cái này khiến Đường Kinh Luân bắt đầu một lần nữa đối đãi toàn bộ kế hoạch. Thiên thời địa lợi nhân hòa, kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng cần thời cơ phối hợp, sự tình hôm nay đầy đủ cho thấy, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đại hàng giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, bọn hắn không phát không được vài một loạt thông cáo ý đồ ổn định giá cổ phiếu, suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn Duy Quyền sự kiện tại ngày thứ hai vẫn treo thật cao tại nóng lục soát trên bảng. Trong lúc nhất thời nguy sơn đảo trở thành trong nước truyền thông nhao nhao truy đuổi tiêu điểm. Đến đây phỏng vấn phóng viên nối liền không dứt, mọi người chú ý nhiều nhất là đại hàng tuyên truyền hơn 100 mắt suối nước nóng chân thực tính. Cái này chẳng những ảnh hưởng đến đại hàng, cũng ảnh hưởng đến nguy sơn đảo hình tượng, Đông Châu phân quản lãnh đạo cũng hướng đại hàng phương diện biểu thị lo lắng, thúc giục bọn hắn mau chóng giải quyết người tiêu dùng trả phòng vấn đề.
Đường Kinh Luân cùng Trương Hằng Dương gặp mặt sự tình ngày thứ hai liền bị tin tức lộ ra ánh sáng, một thì Hoa Niên tập đoàn cùng Đại Hằng tập đoàn liên thủ chế tạo khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, chung xây mới hình thức dưỡng lão tin tức xuất hiện tại các tạp chí lớn bên trên, vẫn xứng bên trên Đường Kinh Luân cùng Trương Hằng Dương nắm tay ảnh chụp. Đường Kinh Luân nhìn thấy tin tức này lập tức liền phát hỏa, hắn cho rằng là Đại Hằng tập đoàn phương diện bán mình, Trương Hằng Dương một phương diện tìm mình gặp mặt cầu hợp tác, một phương diện tìm người chụp lén bọn hắn gặp mặt tràng cảnh, sau đó thả ra tin tức, ý đồ dùng cái này một lợi tin tức tốt đến ổn định công ty giá cổ phiếu. Đường Kinh Luân quyết định thật nhanh, lập tức tuyên bố làm sáng tỏ thông cáo, liên quan tới Hoa Niên cùng Đại Hằng hợp tác tin tức giả dối không có thật, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện là Hoa Niên tập đoàn vốn riêng chế tạo kiểu mới dưỡng lão bệnh viện. Quy tắc này tuyên bố đối Đại Hằng tập đoàn tới nói mang ý nghĩa bỏ đá xuống giếng, để Đại Hằng ban bố một hệ liệt thông cáo hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hoa Niên tập đoàn hành vi cũng chọc giận Đại Hằng cao tầng, Đại Hằng khẩn cấp tổ chức ban giám đốc sau tuyên bố hướng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn thêm vào đầu tư 300 triệu, trọng điểm chế tạo Đại Hằng suối nước nóng văn hóa thôn hạng mục, thành lập Đại Hằng lớn khỏe mạnh sự nghiệp bộ, chính thức tiến quân lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Ngay trong ngày khởi suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn mỗi mét vuông nâng giá 1.000 đồng, thăng cấp trùng tu tiêu chuẩn, đối với phù hợp trả phòng điều kiện hộ khách, vô điều kiện lui khoản. Phải nói Đại Hằng một hệ liệt cử động là kịp thời lại chính xác, nhất là tại suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn mặt trái tin tức bay đầy trời tình trạng hạ lại dám nghịch thị tăng giá. Đại Hằng tiêu thụ đoàn đội sớm đã đem bất động sản chơi minh bạch, các người dân chúng không phải nháo sự sao? Không phải nghĩ trả phòng sao? Chúng ta tăng giá. Cầm nhất cái phòng nhỏ tới nói, tăng giá sau tăng giá trị tài sản 5 vạn, người nghĩ lui, ta chỉ có thể giá gốc cho người lui. Mà lại ta tăng lên trùng tu đồng thời cũng tăng lên nguyên bộ, muốn suối nước nóng, ta xây suối nước nóng làng du lịch, muốn bệnh viện, ta tuyên bố xây bệnh viện. Bọn hắn liền tóm lấy dân chúng tham tiện nghi tâm lý, người bây giờ chọn lựa trả phòng tương đương chống rỗng thua lỗ hết mấy vạn, cái này khiến nguyên bản kiên định trả phòng người trở nên do dự. Đại Hằng cũng không phải muốn cùng Hoa Niên hờn dỗi, nguy sơn đảo suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn danh dự, phiền toái hơn chính là, bọn hắn đưa tới giám thị bộ môn chú ý, chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Cùng lúc đó, Xích Đạo vốn liếng đại bút mua vào Đại Hằng tập đoàn cổ phiếu, được xưng là tài chính tay bắn tỉa Loan Ngọc Xuyên lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hậu chi hậu giác phân tích ra môn lúc này mới ý thức được, Đại Hằng lần này nguy cơ sự kiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có người đang lợi dụng chuyện này chèn ép Đại Hằng giá cổ phiếu, thừa dịp thấp thu nạp, Loan Ngọc Xuyên đi qua liền có thu mua Đại Hằng kinh lịch, người này phong cách chính là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hứa Thuần Lương cái này hai thiên nhất thẳng đều tại Nguy Sơn Đảo, đến một lần công trường vừa mới khởi công, hắn nhất định phải cam đoan hết thảy thuận lợi tiến hành, thứ hai hắn muốn an bài cất rượu nhà máy nhận thầu công việc. Tần Chính Dương đối với chuyện này vẫn là tương đối nể tình. So sánh Thiên Phàm tập đoàn thu mua nhà máy rượu khởi động lại sản xuất kế hoạch, hắn đối Mặc Hàm rượu văn hóa thôn hạng mục càng cảm thấy hứng thú, cấp trên cho Nguy Sơn Đảo quyết định điều chính là đi tiếp tục lục sắc phát triển con đường. Nhà máy rượu hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, cho nên hiện tại bọn hắn tại xí nghiệp phê duyệt bên trên đều phi thường thận trọng, Mặc Hàm kế hoạch trong sách tỏ rõ nàng mục đích là muốn phát dương truyền thống văn hóa, kiến thiết lấy du lịch ngắm cảnh làm chủ rượu văn hóa thôn. Vừa vặn phù hợp tổng thể phát triển quy hoạch. Tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công ngày thứ hai, Hứa Thuần Lương liền bồi cùng Mặc Hàm cùng một chỗ tiến về Hồ Sơn trấn chính phủ ký tên nhận thầu hiệp nghị. Mặc Hàm trong quá trình này chỉ phụ trách xuất tiền, rượu văn hóa thôn quy hoạch hiệu quả đồ đều là Vương Phương Điền một mình ôm lấy mọi việc. Hiệp nghị ký tên sau khi hoàn thành, Tần Chính Dương tướng Hứa Thuần Lương lưu lại đơn độc phiếm vài câu. Đóng cửa phòng, Tần Chính Dương cho Hứa Thuần Lương tục chén trà nóng. Hứa chủ nhiệm, chuyện ngày hôm qua nhờ có ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Tần Chính Dương thở dài. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn tâm sự nặng nề, ân cần nói, Đại Hằng sự tình sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Tần Chính Dương nói, phê bình là tránh không khỏi, chuyện lần này cũng cho ta một cái khắc sâu tỉnh táo, nhất định phải tăng cường đối các lớn đầu tư hạng mục giám thị cường độ, quyết không cho phép tổn hại nhân dân lợi ích tình trạng phát sinh. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lời này cũng là nói cho mình nghe, Đại Hằng tập đoàn cùng Hoa Niên tập đoàn từ trên bản chất tới nói cũng không hề có sự khác biệt. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay nhìn tin tức, Đại Hằng tập đoàn giống như muốn thêm vào đối suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn đầu tư quy mô. Tần Chính Dương nói, có phương diện này tin tức, nhưng là chưa chứng thực.
Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn dưỡng lão nhà trọ mỗi mét vuông tăng giá 1.000 đồng, tin tức này là thật. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, Đại Hằng tập đoàn chiêu này thật đúng là ngoài dự liệu, bất quá hắn phải thừa nhận bọn hắn bắt có người ở tính nhược điểm. Tần Chính Dương mới mặc kệ Đại Hằng áp dụng như thế nào thủ đoạn, hắn chỉ cần Đại Hằng mau chóng tướng lần này phong ba lắng lại xuống dưới. Hứa Thuần Lương nói, hy vọng Đại Hằng thả ra tin tức toàn bộ có thể thực hiện. Hứa Thuần Lương đi vào dưới lầu, Mặc Hàm ngồi ở trong xe chờ hắn. Hứa Thuần Lương tại phụ xe ngồi xuống, Mặc Hàm tướng kia phần cho mướn hiệp nghị ném cho hắn, hài lòng. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, để ngươi phá phí. Mặc Hàm nói, tiền trinh mà thôi, nàng lái xe lái ra trấn chính phủ. Hứa Thuần Lương nói, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Mặc Hàm lắc đầu nói, không cần thiết, ta buổi chiều về Nam Giang, quay đầu ngươi đem xe còn cho Vương Kim Vũ. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được nàng chính hướng bến tàu phương hướng tiến lên. Lúc này đi rồi. Mặc Hàm nói, không đi làm gì, lưu lại cùng ngươi thông đồng làm bậy, trộm mộ quốc gia văn vật. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, ta nhưng không phải loại người như vậy, ta chính là hiếu kỳ bên trong đến cùng có cái gì, lần này sở dĩ tiên hạ thủ vi cường, cũng là một loại đề phòng biện pháp, phòng ngừa quốc gia văn vật bị phần tử ngoài vòng luật pháp trộm mộ. Mặc Hàm nói, ngươi mà hảo tâm như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta làm bất cứ chuyện gì đều quang minh lỗi lạc, không giống một ít người, thích ở sau lưng chơi ngáng chân. Mặc Hàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi lần này tới cùng Hiển Hồng nông trường đàm đến như thế nào? Mặc Hàm nói, thương nghiệp đàm phán nào có dễ dàng như vậy? Hứa Thuần Lương cười nói, sau khi ngươi tới, Nguy Sơn đảo phát sinh không ít sự tình, chúng ta điện cơ điển lễ bị người đến cái rút củi dưới đáy nồi, Đại Hằng tập đoàn bên kia liền chớ đừng nói chi là, nghe nói thị trường chứng khoán Hương Cảng liên tục 2 ngày trên diện rộng hạ áp chế. Mặc Hàm thế mà nở nụ cười, tựa như trong ngày mùa đông nở rộ mai vàng. Cười đến đơn thuần như vậy ngây thơ, ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm giá cổ phiếu rồi. Hứa Thuần Lương nói, phát sinh tại chuyện bên người rất khó không quan tâm, nói không chừng hôm nay Đại Hằng sự tình ngày mai liền sẽ phát sinh tại trên đầu của chúng ta. Mặc Hàm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Hoa Niên tập đoàn lại không phải là của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Đại Hằng sự tình có phải hay không là ngươi làm ra? Mặc Hàm dừng xe ở bến tàu bên ngoài trống rỗng bãi đỗ xe bên trên. Tháo kính dâm xuống, tiếp cận hai mắt của hắn, đúng. Ta liền biết. Mặc Hàm nói, Đại Hằng phiền phức chỉ là vừa mới bắt đầu. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông đem Bùi Lâm giật nảy mình. Mấy ngày nay nàng luôn luôn thỉnh thoảng thất thần. Triệu Phi Dương cũng phát hiện loại tình huống này, cho rằng nàng chỉ là thời gian mang thai phản ứng, để nàng đi khoa phụ sản nhìn xem. Bùi Lâm cầm điện thoại di động lên nhìn một chút dãy số, là Đường Kinh Luân điện báo, nàng nhẹ nhàng thở ra. Từ ngày đó ngẫu nhiên gặp Dương Mộ Phong về sau, nàng liền trở nên tinh thần hoảng hốt. Tiếp thông điện thoại, Đường Tổng. Đường Kinh Luân mang theo oán trách âm thanh âm vang lên, làm sao còn gọi ta Đường Tổng. Bùi Lâm phi thường rõ ràng Đường Kinh Luân muốn lợi dụng mình, cái này âm thanh ca thật sự là không gọi được, ngài tìm ta có việc. Đường Kinh Luân ngữ khí hỏa ái dễ gần, lần trước ta nói cho ngươi đến sự tình ngươi suy tính được thế nào. Hắn chỉ phải là chỉnh hợp mấy trung tâm tâm thành lập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, để Bùi Lâm phụ trách sự tình. Trước mắt Trường Hưng đã thành công thu hồi kiểm tra sức khỏe trung tâm, y mỹ trung tâm, khoang miệng trung tâm, trung y chẩn đoán điều trị trung tâm các loại đối ngoại nhận thầu phòng, tiếp xuống sẽ tiến hành một lần nữa chỉnh hợp, Đường Kinh Luân có ý tứ là để Bùi Lâm đảm nhiệm người tổng phụ trách. Bùi Lâm nói, Đường Tổng, ngài biết tình huống của ta, chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm, vẫn là tạ ơn tín nhiệm của ngài đối với ta. Có phải hay không Phi Dương phản đối a? Không phải, ta muốn kết hôn, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau chủ yếu tinh lực phải đặt ở gia đình bên trên, cho nên. Đường Kinh Luân nói, có thể lý giải, ta nghe nói ngươi mang thai đúng không? Bùi Lâm có chút kỳ quái, nàng vẫn cho là mình giữ bí mật công việc làm rất khá, không nghĩ tới Đường Kinh Luân đã biết, nghĩ lại cũng rất bình thường, dù sao mình đến Trường Hưng làm qua sinh kiểm. Tiếp xem bệnh nhân viên y tế chưa chừng tướng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đã lĩnh qua giấy hôn thú, hôn kỳ cũng định ra tới, không cần thiết che che lấp lấp, Bùi Lâm ử một tiếng, tương đương với thừa nhận. Đường Kinh Luân cười nói, chúc mừng, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi, đúng, gần nhất có người hướng ta đề cử một cái nhân tuyển, hắn nói nhận biết ngươi. Ai vậy?
Bùi Lâm từng có y dược đại biểu kinh lịch, chữa bệnh giới nhận biết nàng người cũng không ít. Đường Kinh Luân nói, hắn gọi, ai, người gọi là cái gì nhỉ? Bùi Lâm nghe được một cái thanh âm quen thuộc cung kính hồi đáp, Dương Mộ Phong. Bùi Lâm mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi, trong đầu phân loạn như nha, Dương Mộ Phong. Hắn làm sao lại cùng Đường Kinh Luân hỗn cùng một chỗ? Có một chút nàng có thể kết luận, hai người gặp nhau tuyệt không phải trùng hợp. Đường Kinh Luân không nhanh không chậm âm thanh âm vang lên, Bùi Lâm, người biết Tiểu Dương A. Bùi Lâm gấp siết chặt điện thoại, nàng có loại muốn đưa điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất xúc động, nhưng là nàng không dám, coi như nàng ngã nát điện thoại cũng không thoát khỏi được đi qua. Ổn định một hạ cảm xúc nói, ca, ta biết, cùng hắn không quen. Đường Kinh Luân cười nói, ta nói cho ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ thêm một chút, đều thời đại nào, lấy năng lực của ngươi nếu như bây giờ liền lựa chọn giúp chồng dạy con thật là đáng tiếc, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Bùi Lâm trong lòng cực hận Đường Kinh Luân, Triệu Phi Dương đối nhắc nhở của nàng không sai, Đường Kinh Luân chính là một con ăn người không nhả xương xài lang, hung tàn lại hèn hạ, vì đạt thành mục đích, cái gì bẩn thỉu thủ đoạn đều xử được. Nàng càng hận hơn Dương Mộ Phong, cái này vô sỉ nam nhân, vậy mà bán giữa bọn hắn tư ẩn. Bùi Lâm nói, ca, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nàng nói xong cũng vội vàng đã cúp điện thoại. Đường Kinh Luân đưa điện thoại di động đặt lên bàn, cầm lên xì gà. Nhìn qua đối diện mặt mũi tràn đầy nịnh nọt Dương Mộ Phong, cái này không biết liêm sỉ là vật gì ra hỏa. Dương Mộ Phong phản ứng hơi chậm nửa nhịp, nhưng là hắn vẫn là phản ứng lại, tranh thủ thời gian cầm lấy trên bàn bật lửa giúp đỡ Đường Kinh Luân đốt lên xì gà. Đường Kinh Luân hít một hơi thuốc lá, người đi qua vẫn luôn là xử lý tâm nội khoa. Dương Mộ Phong gật đầu nói, lý lịch của ta lần trước đã giao cho ngài. Đường Kinh Luân nói, không tệ, không tệ, tài hoa hơn người a. Trong lòng thầm mắng có tài không đức gia súc. Dương Mộ Phong nói, con người của ta là cái con mọt sách, cơ hồ tất cả tinh lực đều nhào vào nghiệp vụ bên trên, cho nên không am hiểu làm quan hệ nhân mạch, cho nên bị người xa lánh. Đường Kinh Luân tướng người này tình huống đã sớm mò được nhất thanh nhị sở, thực sẽ hướng trên mặt thiếp vàng. Dương Mộ Phong sở dĩ rời đi lúc đầu bệnh viện, là bởi vì sinh hoạt vấn đề tác phong, nhắc tới cá nhân làm việc vụ bên trên hoàn toàn chính xác vẫn là có thể. Đường Kinh Luân nói, người mục đích là, ta muốn đi tâm nội khoa, dù sao đây là ta cho tới nay chủ công phương hướng. Đường Kinh Luân nói, Trường Hưng trong lòng khoa vẫn là rất mạnh, Tần Quốc Lương phó viện trưởng là tâm nội khoa ngành học người dẫn đầu. Dương Mộ Phong nghe hiểu Đường Kinh Luân ý tứ, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, đến tâm nội khoa cũng không có khả năng một mình đảm đương một phía, có thể hay không nhận trọng dụng còn phải xem Tần Quốc Lương ý tứ. Dương Mộ Phong lập tức tỏ thái độ nói, Đường Tổng, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp Tần viện trưởng công việc. Đường Kinh Luân nở nụ cười, Dương Mộ Phong từ ta biết còn chưa đủ rõ ràng, giá trị của hắn căn bản không ở chỗ nghiệp vụ bản thân. Một cái tâm nội khoa chủ nhiệm y sư, coi như ngươi như thế nào ưu tú, ta cũng không có khả năng tự mình tiếp kiến ngươi, gặp ngươi mục đích là bởi vì ngươi cùng Bùi Lâm kia đoạn đi qua, thu lưu dụng ý của ngươi ở chỗ lợi dụng ngươi đến khống chế Bùi Lâm, mà Bùi Lâm lại là Triệu Phi Dương nhược điểm. Đường Kinh Luân nói, người đi Hoa Niên lớn khỏe mạnh đi, tạm thời đảm nhiệm phụ tá của ta, kiêm nhiệm Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó chủ nhiệm, lương một năm 200 vạn, chia hoa hồng khác tính. Dương Mộ Phong nghe được phó chủ nhiệm chức vị lúc trong lòng có chút không vừa ý, nhưng là nghe được lương một năm thời điểm, tâm hắn động, mặc dù hắn đi qua đảm nhiệm tâm nội khoa chủ nhiệm thời điểm, các phương diện thu nhập cộng lại cũng có thể đạt tới trình độ này, nhưng là kia phải bỏ ra bao lớn cố gắng, gánh chịu bao lớn áp lực. Đường Kinh Luân cho Dương Mộ Phong mở ra đã là Trường Hưng cao quản đỉnh củi, thậm chí sánh vai Triệu Phi Dương cùng Đồng Trường Hạo, cũng không phải là bởi vì Dương Mộ Phong năng lực xuất chúng, mà là bởi vì trước mắt hắn có được dạng này giá trị. Đường Kinh Luân đồng thời cho rằng Dương Mộ Phong tại Hoa Niên thời gian sẽ không quá dài, một khi mất đi giá trị, mình lập tức liền sẽ đem hắn đuổi ra ngoài cửa. Một con chó mà thôi.